tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 301, có hứng thú tìm hiểu thiên giới đảo không? Sọng điệu, thái độ nói chuyện này của ông chú quái dị 002 này giống y như lúc ông chú quái dị mà Gia Cát Nguyệt đã gặp trước kia. Lúc Gia Cát Trung Dương vừa nghe thấy lời nói của ông chú quái dị 002, cả người nổi hết cả da gà, chú à, tôi không làm gay. Không sao, thuốc thúc ta có kinh nghiệm phong phú, sẽ khiến người rất thoải mái. Chỉ cần ngươi dùng thể chất đặc thù của mình làm lô đỉnh tẩm bổ cho ta, ta nhất định một hơi phóng qua long môn, tấn trước cảnh giới nhị phẩm. Khẩu vị của ông chú quái dị số 2, càng đáng sợ hơn so với ông chú quái dị số 1. Hơn nữa có phải môn phái bọn họ soạn sẵn lời thoại không nhỉ? Vì sao nội dung y hệt với ông chú quái dị số 1 thế kia? Ngươi đừng có mà qua đây, không được qua đây, còn qua nữa thì ta sẽ cắn lưỡi tự sát đấy. Ra các trung dương giống to lên không sao cả, tiểu bảo bối. Dù thiếu lưỡi thì trông ngươi vẫn ngon miệng lắm, ông chú quái dị không không hai nhe răng cười một hồi. Lúc này, gia cát trung dương chỉ nghĩ tới cái chết. Chấm. Ồ, chính là phía trước. Cửu đăng chỉ vào cảnh tượng khiến cho người ta sợ hãi ở phía trước, nói với Tống Thư Hàng. Tống Thu Hàng thở dài, âm thầm rút bảo đao bá toái ra may mà vẫn còn kịp, xem ra gia cát trung dương vẫn còn giữ được trong sạch. Sau đó, hắn tăng tốc, vọt tới chỗ ông chú quái dị 002. Ông chú quái dị số 2 đang bổ nhào tới chỗ ra cắt trung dương như cảm giác được gì, hắn đột nhiên xoay người, rút thiết côn tùy thân ra, ngăn lại ở sau lưng. Tống thư hàng hai tay cầm đao, không có bất kỳ kỹ xảo hoa lệ nào, thậm chí không hề thi triển, hỏa diễm đao, chỉ là chém thẳng một đao xuống thật mạnh. Đây là đao pháp căn bản mà hắn học được từ thiếu niên áo xanh rắt ngựa trắng ở trong, sa mạc ảo của bạch tôn giả. Một đao chém xuống, Bảo đao và côn sắt trong tay ông chú quái dị va chạm vào nhau. Keng Audio điện tử võ tấn bền Sau một khắc, thiết côn dễ dàng bị chặt đứt giống như ống trúc đồng. Dư thế của đao phong không giảm, chém về phía đỉnh đầu ông chú quái dị số 2. Bảo binh ngà, ông chú quái dị số 2 rú lên, tuy thiết côn trong tay hắn là được đúc bằng sắt thường, nhưng cũng là thép tinh luyện, lại bị đối phương dùng một đao chém đứt. Trong tay thằng nhãi này này tuyệt đối là bảo binh. Trong lúc nguy cấp, ông chú quái dị số 2 quyết đoán ném thiết côn của mình đi. Lăn mình một cái, tránh khỏi một đao chém thẳng vào đầu của Tống thư hàng. Trong lúc lăn, thân hình ông chú quái dị số 2 cũng biến mất không thấy đâu, tiến vào trạng thái tàng hình. Không xong rồi, không nhân cơ hội bắt được đối phương, còn để cho đối phương tiến vào trạng thái tàng hình, bây giờ địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, tình thế này tệ quá tống thư hàng thở dài trong lòng tống thư hàng sau khi ra cát trung dương nhìn thấy tống thư hàng thì kinh hỉ kêu to Xuỵt, tống thu hàng ý bảo ra cát trung dương chớ có lộn xộn mắt không nhìn thấy đối phương thậm chí ngay đến tinh thần lực cũng không thể cảm ứng được đối phương hơn nữa sau khi ông chú quái dị số hai kia tiến vào trạng thái vô hình ngay đến mùi trên người cũng bị che giấu đúng là loại bí pháp ẩn thân tinh diệu mắt nhìn không thấy mũi người không được như vậy chỉ có dựa vào tai để nghe thôi sao? Tống Thư Hàng dứt khoát nhắm mắt lại, thử phát huy thính lực của mình đến tối đa. Sau khi mở ra nhĩ khiếu xong, hắn có thể nghe được tất cả âm thanh gió thổi cỏ lay ở bên người. Cho dù là pháp môn ẩn hình đi nữa, lúc đối phương di chuyển nhất định sẽ tiếp xúc với cây cỏ trên mặt đất, như vậy hắn có thể bắt được cơ hội. Nhưng đáng tiếc là, Tống Thư Hàng không hề nghe được chút tiếng động lạ nào. Bí pháp ẩn thân của đối phương, không chỉ là ẩn thân, mà còn có công năng ẩn đi mùi vị, âm thanh. Cũng có thể nói là bản thân mình hoàn toàn rơi vào thế bị động. Không xong rồi, lẽ nào không có biện pháp nào để tìm ra cái tên ẩn hình này sao? Chấm chấm. Lúc Tống Thư Hàng đang vắt óc suy nghĩ thì linh quỷ trong khiếu của hắn khẽ động. Dù linh quỷ đã định khế ước cùng Tống Thư Hành xong, nhưng vẫn chưa đồng bộ hoàn toàn. Muốn hoàn toàn đồng bộ thì cần phải có thời gian từ từ. Việc này, hắn có gấp cũng không được. Hiện tại, đường lúc Tống Thư Hàng đang suy nghĩ thì, linh quỷ trong tâm khiếu của hắn đột nhiên lại chủ chui ra. Sau đó, nó bay lơ lửng trên đỉnh đầu của Tống Thư Hàng, nhìn xuống mặt đất. Sau một khắc, thị giác của linh quỷ và Tống Thư Hàng đã hoàn toàn đồng bộ. Xuyên qua thị giác của linh quỷ, Tống Thư Hàng nhìn thấy có một thân ảnh tựa như U Linh, đang lặng lẽ tới gần hắn từ phía bên phải. Có một tầng xương đen quấn quanh thân ảnh đó. Chính tầng xương màu đen đó làm cho hắn bảo trì ẩn hình, khí tức mơ hồ, loại bỏ âm thanh khi di chuyển. Đây là một loại hình thái tương tự như quỷ vật. Linh quỷ của Tống Thư Hàng, đúng lúc có thể nhìn thấy loại hình thái này của đối phương. Ông chú quái dị số 2 lặng lẽ tới gần Tống Thư Hàng, hắn giơ tay phải ra, lộ ra một bàn tay khô gầy. Ở dưới trạng thái xương mù bao phủ này, thân thể của hắn tựa hồ cũng có chút biến hóa, biến thành không giống con người mà giống như quỷ quái hơn hắn nghe răng cười, quỷ trào đâm về phía tim của Tống Thư Hàng, giống như muốn moi tim của Tống Thư Hàng ra. Đúng lúc này, Thư Hàng đột nhiên xoay người lại, bảo đao bá toái bén ngót chém ngang qua. Ông chú quái dị số 2 không kịp tránh né, bị một đao chém nứt ngang, biến thành hai khúc. Sao người có thể phát hiện ra ta? Hắn phát ra tiếng kêu la thảm thiết. Hơn nữa, dù hắn bị chém nứt ngang người, nhưng lại không chảy máu tươi, mà phun ra một loại khói đen, tan vào bên trong màn xương đen bao phủ quanh hắn. Không bao lâu sau, một nửa cơ thể của ông chú quái dị số 2 đã bị đám xương đen quanh người cắn nuốt. Ngươi dám giết ta, ta nguyền rủa ngươi, ta lấy danh nghĩa đệ tử của cửu yêu giới nguyền rủa ngươi, với tất cả những nhơ nhút bẩn thỉu của cửu u giới, ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn rơi vào cửu u. Ông chú quái dị số 2 kêu lên thảm thiết. Bên trong màn xương đen trên người hắn bay ra một đạo phù văn nguyền rủa, bay về phía Tống Thư Hàng đây là loại thiên phú nguyền rủa lưu lại khi tộc của hắn bị giết lúc ở trong trạng thái ẩn hình quỷ vụ này. Không có ai lại thích loại nguyền rủa này cả, Tống Thư Hành nhanh chóng lui về sau, cố gắng tránh né phù văn nguyền rủa này. Đúng lúc này, linh quỷ lao vọt xuống từ trên không trung, há miệng nuốt luôn phù văn nguyền rủa này. Sau đó, nó thỏa mãn ở một cái, rồi quay trở lại bên trong tâm khiếu của Tống Thư Hàng. Ngay cao nguyền rủa mà nó cũng nuốt được. Hình như khẩu vị của con linh quỷ này của mình ngày càng tốt thì phải. Chấm. Kết thúc rồi sao?" Gia Cát Trung Dương yếu ớt hỏi. Cậu ta không nhìn thấy được ông chú quái dị số 2 chết đi, có điều thấy Tống thư Hàng không hề giữ tư thế cảnh giác nữa, nên mở miệng hỏi thử. Tạm thời thì xong rồi." Tống thư Hàng gật đầu nói gạch dưới gạch dưới gạch dưới trong số 3 quái nhân, chỉ còn một quái nhân cuối cùng đang đuổi theo hai vị khách còn lại, cho nên sự việc vẫn chưa tính là kết thúc được hơn nữa, lai lịch của những ông chú quái dị này tựa hồ có chút vấn đề. Cửu yêu giới, và hình thái tựa như quỷ vật của bọn họ, ba tên này không phải con người sao. Tống Thư Hàng nhìn về phía cửu đăng sư thái, ném cho cô một ánh mắt nghi hoặc. Người muốn biết về cửu yêu giới à? Cửu đăng híp mắt cười không biết có phải là ảo giác không? Tống Thư Hàng cảm giác trong cô ta có vẻ như rất muốn kể về cái gọi là cửu u giới cho hắn biết. Chẳng lẽ, mục tiêu của cửu đăng là làm cho mình có quan hệ với cửu yêu giới. Không, ta không có hứng thú. Tống Thư Hàng lập tức nghiến răng trả lời. chương 302, nhất thốn chỉ xa. Đối với thiên giới đảo, Tống Thư Hàng vẫn rất có hứng thú nói cho cùng. Đây là một nơi bí ẩn ngay cả các tiền bối, nhóm cửu châu số 1 cũng muốn biết, nhưng không có nhiều tin tức hữu dụng về nơi này. Cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, những nơi càng thần bí, thì con người càng tò mò với nguyên nhân tồn tại của nó. Có điều đáng tiếc là, cho dù biết bí mật của thiên giới đảo, thì có làm được gì đâu cơ chứ. Đến khi rời khỏi thiên giới đảo, một cái pháp thuật xóa ký ức ráng xuống, bản thân cũng chẳng nhớ được tí gì nữa. đúng là có chút hứng thú, nhưng biết về nó rồi thì làm được gì chứ? Tống thư hàng đang định trả lời như vậy, nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, cắt đứt lời tống thư hàng muốn nói trên một nhánh cây của gốc đại thụ cao hơn 10 mét trước mặt Tống Thư Hàng, một đạo thân ảnh cũng mặc trường bào màu hồng, thắt lưng màu đỏ xuất hiện. Ăn mặc thế này, nhìn một cái là có thể biết ngay hắn là tu sĩ của cửu yêu giới. Có điều không giống diện mạo xấu xí bị ổi của quái thúc thúc, thân ảnh này lại là một vị công tử anh Tuấn khóe miệng mang theo nụ cười tà mị. Ôi cha, hai tên sư huynh kém cỏi của ta đã bị ngươi giết chết hết rồi à, vị công tử tà mị này một tay trống lên thân cây, nhìn về phía Tống Thư Hàng hỏi. Ánh mắt của Tống Thư Hàng khẽ ngưng, vị tu sĩ cửu yêu giới có phong cách khác biệt này, có thực lực càng cường đại hơn hai vị sư huynh của hắn. Ở bên cạnh vị công tử tà mị, mơ hồ có chân khí lưu động, đây là một vị tu sĩ cường đại đã bước vào cảnh giới chân sư nhị phẩm. Tống Thư Hàng không khỏi nắm chặt bảo đao bá toái, tay kia lặng lẽ nắm chặt cây một lá bảo phù. Lá kiếm phù sau cùng, lần này hắn đã kiểm tra rất kỹ rồi, đây tuyệt đối đúng là kiếm phù, không sai đằng nào được. Sau lưng Tống Thư Hàng, cửu đang nhìn về phía vị tu sĩ cửu yêu dưới kia, âm thầm siết chặt nắm đấm gạch dưới gạch dưới gạch dưới dám cắt đứt lời của bà à. Chán sống rồi hả? Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Tống Thư Hàng, vị công tử tà mị kia cười hài lòng. Sau đó, hắn lộ ra vẻ mặt như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay ta, nói, không cần khẩn trương như vậy đâu, ta và hai vị sư huynh của ta không giống nhau. Ta là người theo chủ nghĩa hòa bình, so với dùng nằm đấm, thì ta ta cảm thấy, phàm là những vấn đề có thể giải quyết bằng ngôn từ thì cứ nói chuyện để giải quyết là được. Đây mới là nghệ thuật ngôn ngữ, cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa những sinh vật có trí tuệ như chúng ta với dã thú. Lời của hắn, khiến cho Tống Thư Hàng, à là thông nương trong túi áo của Tống Thư Hàng cộng minh mãnh liệt đúng lắm. Mấy chuyện như đánh đánh giết giết có gì hay ho đâu, có thể dùng ngôn ngữ để giải quyết vấn đề mới tốt làm sao, bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu cho nên cô ta cảm thấy cần phải ngồi xuống tâm sự về vấn đề thả cô ta ra với Tống Thư Hàng, đừng có đe dọa cô ta bằng nắm đấm nữa. Tống Thư Hàng muốn dùng lời nói để giải quyết vấn đề, hóa ra trên thế giới này thật có nhiều kẻ mang thuộc tính, lắm mồm, như thế, chẳng lẽ hắn không biết loại thuộc tính này rất nguy hiểm à? Người xem, người đã giết mất hai vị sư huynh của ta. Như vậy đi, người nhường một trong hai vị ở đằng sau lại cho ta đi, chỉ cần bọn họ hầu hạ ta cho tốt, khiến ta nói hài lòng, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống, sao hả? Vị công tử tà mị kia nói với vẻ vô cùng tự tin. Gia Cát Nguyệt, Gia Cát Trung Dương. Quả nhiên, dù có đổi phong cách thì bản chất vẫn như thế, đám tu sĩ của cửu u giới đều mang theo thuộc tính biến thái từ trong trứng ra. Sao hả, nhìn nét mặt của các ngươi như thế, chẳng lẽ muốn cự tuyệt ta sao? Ánh mắt công tử tà mị phát lạnh, lạnh lùng nói, Đồng thời có một cỗ khí thế cường đại phát ra từ trên người hắn, đè áp về phía Tống Thư Hàng, gia cát trung dương và gia cát nguyệt. Gia cát trung dương và gia cát nguyệt có chút không chịu nổi, thân hình bất giác run lên bần bật. Tống Thư Hàng không nói một lời, hắn nắm chặt bảo đao bá toái, vận chuyển quân tử vạn lý hành. Hướng về cây đại thụ phóng đi, độ cao hơn 10 mét, lợi dụng quân tử vạn lý hành có thể phóng thẳng lên. Hắn giơ ngang bảo đao bá toái, ánh đao lóe lên, nhưng, đòn công kích của bảo đao chỉ là để che giấu, công kích chân chính ẩn giấu ở trong bàn tay cầm đao của Tống thư hàng. Chỉ chờ đi vào trong phạm vi công kích của kiếm phù, sẽ khiến cho người này nếm thử uy lực của kiếm phù. Đúng thật là, luôn gặp phải loại người không biết tự lượng sức mình như ngươi. Nếu như ngươi đã muốn chết thì cũng đừng trách ta." Công tử tà mị lạnh lùng nói, chỉ là đáng tiếc, hai kẻ nhân loại có thể chất đặc biệt kia mà không tự nguyện hiến thân nếu như cưỡng ép dùng tới thì hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn nói nhảm nửa ngày trời. Lúc nói chuyện, đôi tay của công tử tà mị mở ra, giữ ngón tay có 10 đường tơ máu màu đỏ xuất hiện. 10 đường tơ máu màu đỏ đó là một loại tà môn lợi khí, dùng phối hợp với chân khí, vừa nhu vừa cương, uy lực cực lớn. Thân hình hắn vừa động, 10 ngón tay tạo thành chảo, chộp về phía tống thư hàng. Ánh mắt tống thư hàng vô cùng bình tĩnh, tiếp thêm gần 5 bước nữa thì sẽ vào phạm vi công kích của kiếm phù rồi. Chấm. Có điều, tại thời điểm công tử tà mị bước thêm 3 bước thì đột nhiên, hắn cảm giác cổ chân mình mát lạnh. Ngay sau đó, hắn thấy thân hình Tống thư hàng trước mặt khẽ động, thân hình tăng vọt. Trong nháy mắt, Tống thư hàng đã biến thành một quái vật khổng lồ cao hơn 10 thước, hơn nữa, thân hình Tống thư hàng vẫn không ngừng to lớn hơn nữa. Cuối cùng Tống Thư Hàng biến thành một người khổng lồ cao trăm mét giờ một tay cũng đủ để che trời, bảo đao bá toái lại càng đáng sợ hơn, tựa như một cây kiếm khai thiên khổng lồ. Đây là công pháp gì thế này? Đây là chủng tộc gì đây? Công tử tà mị giật mình bật thốt. Cho dù là chủng tộc, cự linh, viễn cổ trong truyền thuyết, cũng ít khi nào có cự nhân cao hơn trăm mét thế này. Hơn nữa, chủng tộc, cự linh, đã sớm biến mất trong dòng chảy lịch sử từ lâu rồi. Cho dù chủng tộc, cự linh, thật sự vẫn còn tồn tại trên thế giới này đi nữa, bọn họ cũng không thể biến thân hình của mình thành kích cỡ nhỏ như con người được. Nói cách khác, đây là ảo thuật sao? Công tử tà mị lẩm bẩm nói. Đúng rồi, đây nhất định là ảo thuật rồi. Không chỉ riêng tên tống thư hàng ở trước, ngay cả con rắn khổng lồ đáng sợ đang quấn quanh người mình. Đều là ảo thuật. Chỉ là ảo thuật mà thôi, xem ta phá vỡ đây. Công tử tà mị kia gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, Hai tay bắt pháp ấn, phá huyễn chi ấn. Chân khí mạnh mẽ hiện lên trên người hắn, bao trùm toàn bộ thân thể của hắn. Lúc này, con cự xà bên cạnh hắn có vẻ như rất bực bực bội, há cái miệng khổng lồ ra, nuốt công tử tà mị vào trong bụng. Ảo thuật, phá phá phá. Lúc công tử tà mị bị cự xà nuốt vào trong bụng thì vẫn còn đang không ngừng gầm rú. Thẳng đến hơn phân nửa người của hắn đều bị cự xà nuốt vào, hai chân còn lộ ở bên ngoài, không ngừng đạp, đạp, đạp sau đó, không có sau đó. Tống Thư Hàng nuốt ngụm nước bọt, nhìn con rắn nhỏ chỉ to chừng một ngón tay trên cành cây kia với vẻ rẻ rặt. Nhất thốn chỉ xa, trong đầu hắn lập tức nhớ đến loại linh thú thần kỳ mà cô nàng Vũ Nhu Tử kia đã từng giới thiệu với hắn. Cái túi thần kỳ có thể thu nhỏ các vật phẩm lại của Vũ Nhu Tử, chính là được làm từ da của nhất thốn chỉ xa. Da rắn của nhất thốn chỉ xa có một loại năng lực thiên phú, ấy chính là có thể thu nhỏ con mồi mà nó tiếp xúc đến. Tuy nó chỉ nhỏ như một ngón tay của con người, nhưng chỉ cần nó quấn lên một thân thể một con voi to thì có thể lập tức thu nhỏ con voi kia lại còn chừng một cái móng tay rồi nuốt chừng. Hóa ra là thế, chẳng trách hắn cứ cảm giác loại, linh thú, mà trước kia cửu đang giới thiệu quen quen thế nào ấy, hóa ra lại là nó. Nói thế, lúc trước khi hắn dẫn hành khách đến cổ thành, con thần lằn lớn trong rừng đột nhiên thu nhỏ lại, sau cùng biến mất tâm, cũng là do con nhất thốn chỉ xà này gây ra à. Còn có lúc trước da cắt nguyệt đột nhiên thu nhỏ lại, chắc cũng là vì không cẩn thận đụng phải con nhất thốn chỉ xà này rồi. Theo như lời cửu Đăng đã nói, sở dĩ con nhất thốn chỉ xà này không ăn da cắt nguyệt là bởi vì lúc trước nó đã ăn một bữa no nê, cho nên nó căn bản lười chẳng buồn há miệng nuốt một hạt đậu đỏ nhỏ xíu như da cắt nguyệt. Đoán chừng lúc trước, sau khi nhất thốn chỉ xà ăn một bữa no nê, thì tìm một nơi nằm nghỉ ngơi, chờ tiêu hóa. Nhưng chỗ nghỉ ngơi mà nó tìm thấy không được tốt lắm bị ra cắt nguyệt bất cần quấy giày nó nghỉ ngơi. Vì vậy, nhất thốn chỉ xà buồn bực đành phải đổi sang chỗ khác, thế là nó bò lên trên cây đại thụ hơn 10 mét kia để nghỉ ngơi tiếp. Nhưng là nó thật sự không thể nào ngờ, đã leo đến cao như vậy rồi, mà vẫn có người chạy tới quấy giày nó. Lão hổ không phát huy uy, nên tưởng ta là mèo bệnh à. Vì vậy, nó không chút ngần ngại cuốn lên người công tử tà mị, thi triển thiên phú, thu nhỏ hắn lại. Sau đó, Tuy rằng không đói bụng, nhưng nhất thốn chỉ xà bị chọc giận vẫn nuốt công tử tà mị vào bụng. Sau khi nuốt công tử tà mị xong, nhất thốn chỉ xà ngẩng đầu lên, đôi con mắt lạnh lùng nhìn về phía Tống thư hàng. Người làm phiền nó nghỉ ngơi, không chỉ có công tử tà mị, mà còn có Tống thư hàng. Ngại quá, làm phiền rồi, ta chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi, xin đừng để ý đến ta được không? Tống thư hàng lộ ra nụ cười sáng lạn. Sau đó, hắn xoay người nhảy lên không chút nghĩ ngợi, chạy xuống phía dưới. Nhưng, nhất thốn chỉ xà cũng không tính buông tha cho hắn. Thân hình nó tuy nhỏ, nhưng tốc độ lại nhanh như chớp. Xà thân nho nhỏ bắn ra, phóng về phía tống thư hàng nhanh như chớp. Bộp, nó cuốn lấy người của tống thư hàng. Sau một khắc, tống thư hàng ở giữa không trung nhanh chóng bị thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, đã thu nhỏ lại chỉ còn cỡ chừng lòng bằng bàn tay. Chấm chấm, Tống Thư Hàng cũng không muốn lát nữa bị thua nhỏ xong thì lại bị nhất thốn chỉ xà nuốt vào bụng đâu. Cửu đăng cô nương cứu mạng, Tống Thư Hàng lớn tiếng cầu cứu không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm giác mình hô cứu mạng đặc biệt điêu luyện. Chẳng lẽ là bởi vì mình hay gào lên với các tiền bối trong nhóm kiểu XX tiền bối, cứu mạng. Gọi nhiều quá nên đâm ra quen mồm luôn à. Ai nha, người chịu cầu cứu với ta rồi à, cửu đăng nheo mắt, tâm trạng trở lên rất tốt. Nói xong, cô co ngón tay lại rồi búng ra một cái, một viên Phật châu màu vàng bị cô bắn về phía nhất thốn chỉ xa. Nhất thốn chỉ xa ở giữa không chung cảm ứng được nguy cơ, đầu rắn vừa nhấc lên, nhìn về phía viên Phật châu đang bắn về phía mình. Một lát sau, nhất thốn chỉ xạo oán hận phun lưới, buông thân hình của tống thư hàng ra, trở về cây đại thụ một lần nữa. Nhưng mà, miếng Phật châu màu vàng lại như bóng với hình, bắn về phía chỉ xa một tấc. Bằng! Sau khi Phật Châu chạm vào trên thân nhất thốn chỉ xà xong, thì lại trực tiếp dính vào trên người nó, trong Phật Châu truyền ra từng đợt tụng kinh, thanh âm kia giống như dòng điện khổng lồ, thân thể nhất thốn chỉ xà run lên từng hồi. Xì xì, nhất thốn chỉ xà oán hận nhả phun lưỡi ra lần nữa, sau một khắc, chỉ thấy thân thể nó vỡ ra, một con nhất thốn chỉ xà hoàn toàn mới chui ra từ bên trong, đầu cũng không thèm quay lại, bỏ chạy nhanh như chớp, Chỉ bỏ lại một lớp da rắn ngay tại chỗ. Ồ vừa đến lúc lột ra sao, thế mà lại để nó chạy thoát. Cửu đăng tiếc núi nói. Đang lúc nói chuyện, cô móc một quyển sách nhỏ ra, vẽ một đường ở bên trên. Có thể thấy loáng thoáng nội dung viết kín mít trên trang sách. chương 303, ta có mấy nguyện vọng. Một, làm đồ ăn một lần, tận mắt nhìn hắn ăn hết từng miếng. Gạch chéo. Hai, cùng hắn đi mạo hiểm một lần vừa vừa gạch chéo. Ba, cứu hắn một lần mới gạch xong. 4. Cùng nhau xem rất nhiều sách. 5. 1,2, ba ba lựa chọn trên đều gạch ngang cho một đường, nội dung chi chít đầy trên trang này, hình như đều là chuyện mà cửu đăng cô nương này muốn làm thì phải. Sau khi thu quyển vở nho nhỏ kia lại, cô bước nhanh về phía trước, đưa tay nhẹ nhàng đón lấy tống thư hàng chỉ lớn chừng nửa bàn tay. Tống thư hàng thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn cô nhé cửu đăng. Không cần khách sáo, ngoài ra, bộ dạng lúc ngươi kêu cứu rất tuyệt, ta rất thích, cửu đăng giơ ngón tay cái lên cười nói. Tống Thư Hàng, cô nương, sở thích của cô kỳ lạ quá, khiến cho ta phải ngại ngùng đây. Cửu đăng một tay nâng Tống Thư Hàng lên, tay kia ngoắc một cái. Viên Phật Châu màu vàng bay trở lại từ trên cây đại thụ, phía trên Phật Châu còn dính da của con nhất thốn chỉ xa. Có một tầng linh lực không ngừng vận chuyển trên Phật Châu màu vàng, khiến cho nó không bị da của nhất thốn chỉ xà thu nhỏ lại. Lúc Tống Thư Hàng nhìn bên dưới lớp da rắn này, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ. Da của nhất thốn chỉ xa đấy, đây chính là nguyên liệu chế tạo ra, không gian đại, bản giỏm đấy. Muốn nó không, lúc này, cửu đăng cô nương kia cầm Phật Châu, nhẹ nhàng lắc lắc ra rắn ở trước mặt Tống Thư Hàng. Muốn, Tống Thư Hàng thành thực nói, lúc ấy, sau khi hắn nhìn thấy túi thu nhỏ kia của cô nàng vũ nhu tử xong thì thật sự vô cùng hâm mộ. Hắc hắc, có điều đây là đồ của ta, sẽ không tặng không công cho ngươi, đừng có mà hòng cửu đăng cô nương này ác cười xấu xa, thu hồi mảnh da rắn khiến Tống Thư Hàng thèm nhỏ dãi này. Tống Thư Hàng Sau một lúc lâu, hắn cười khổ hỏi, cửu đăng cô nương này, hai vị khách đi cùng ra cắt trung dương bọn họ, bây giờ như thế nào rồi? Nếu như đã đến đây rồi, thì tiện đường đưa hai người đó về cùng luôn. Khí thức của bọn họ đã trộn lẫn cùng với khí thức của tám người kia rồi. Đoán chừng là hai nhóm người gặp nhau rồi. Mục tiêu của đám tu sĩ cửu yêu giới chỉ có hai người bạn của ngươi, không có người đuổi bắt hai hành khách kia, bọn họ cũng không có bị tổn thương gì. Cửu đăng đáp. Nghe thấy thế, trong lòng Tống Thư Hàng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chấm chấm. Sau lưng, Gia Cát Trung Dương ngơ ngác nhìn cô nàng đầu chọc đột nhiên xuất hiện trước mắt cô nàng này là đột nhiên xuất hiện từ đâu ra thế này. Sau khi cửu đăng hiện thân đón lấy Tống Thư Hàng thì Gia Cát Nguyệt và Gia Cát Trung Dương mới có thể nhìn thấy thân hình của cô. Đồng thời, Gia Cát Trung Dương còn có chút nghi hoặc, sao Tống Thư Hàng đột nhiên lại biến thành nhỏ như vậy? Không chỉ có Tống Thư Hàng, mà ngay cả Gia Cát Nguyệt ở bên cạnh hắn cũng bị biến thành nhỏ xíu. Hiện tại thân hình Gia Cát Nguyệt vừa khôi phục được một chút, bây giờ ước chừng dài hơn 80 cm, giống như một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu. Còn có tên quái nhân biết tàng hình ban nãy nữa lại thêm lúc nãy Tống Thư Hàng một hơi nhảy vọt lên trên cành cây đại thụ cao hơn 10 mét. Rốt cuộc thế giới này bị làm sao thế này? Đầu óc Gia Cát Trung Dương loạn thành một đống, hắn phát hiện dù mình có cố gắng cỡ nào đi nữa cũng không thể hiểu được chút gì hết. Đến đây, chào hỏi bạn bè của ngươi đi." Cửu Đăng nâng Tống Thư Hàng trong bàn tay lên, đưa hắn đưa tới trước mặt của Gia Cát Trung Dương. "Mẹ ơi, Tống Thư Hàng bị khuôn mặt phóng đại của Gia Cát Trung Dương dọa sợ hết hồn." Thử nghĩ mà xem, khi khuôn mặt một người bị phóng đại gấp mấy chục lần chính thì sẽ thế nào? Của thực có có khác gì trong phim kinh dị không? Cửu Đăng cô nương này đừng đưa tới gần như thế. Tống Thư Hàng hét lớn. Cửu Đăng ác liệt đặt Tống Thư Hàng lắc mấy lần ở trước mặt ra cắt trung dương, rồi mới chịu kéo hắn trở về. Tống Thư Hàng rụi rụi mắt, sau đó quay đầu mắt nhìn khuôn mặt Cửu Đăng. May quá, khuôn mặt sau khi phóng đại gấp mấy chục lần của tu sĩ vẫn trơn bóng sáng long lanh, trắng nõn nà, không có đổi thành phim kinh dị. Thư Hàng rốt cuộc là có chuyện gì thế này gia cát trung dương thận trọng hỏi loại chuyện này trong một lúc không thể giải thích rõ ràng được cậu ôm gia cát nguyệt đi theo tôi nhé chúng ta đi về cổ thành trước phải đưa các cậu rời xa chỗ này đã rồi tôi lại giải thích rõ ràng với các cậu sau tống thư hàng thở dài nói dù sao thì khi rời khỏi thiên giới đảo ký ức nhất định sẽ bị xóa đi cho nên hiện tại giải thích cũng lãng phí nước bọt trước tiên cứ đưa bọn họ rời khỏi thiên giới đảo rồi nói sau. Hai người các ngươi đi theo ta, cửu đăng cười ha ha nói, dẫn đường ở phía trước. Gia Cát Trung Dương yên lặng cõng Gia Cát Nguyệt, đi theo cửu đăng. Trên đường đi, Gia Cát Trung Dương lo lắng hỏi, đúng rồi, thư hàng. Cậu có gặp bọn cao mỗ mỗ không? Bây giờ bọn nó thế nào rồi? Lần này đều là vì hắn, cứ nhất định đòi đến hòn đảo trên Đông Hải chơi, kết quả làm hại mọi người gặp nạn nếu như đám người cao mỗ mỗ có sơ suất gì, cả đời này hắn cũng đừng hỏng an lòng. Yên tâm đi, cao mỗ mỗ, thổ ba và lục phỉ và chị gái của cô ấy. Đều đã bình an rời khỏi đây rồi, tôi chủ yếu là ra ngoài tìm các cậu, mang các cậu cùng rời khỏi đây. Tống Thư Hàng cười nói. Sau khi nghe Tống Thư Hàng nói xong thì ra các trung dương lập tức an tâm hẳn. Sau đó, trong lòng hai người mang theo vô số nghi hoặc, đi theo Tống Thư Hàng tới tòa cổ thành kia. Lần này, có cửu đang dẫn đường, bốn người thuận lợi đi thẳng một đường vào phía dưới, tòa tháp cao. Tiến vào tòa tháp cao này đi, sau đó dựa theo lời nhắc nhở bên trong, hoàn thành một lần giao dịch. Sau đó, là có thể rời khỏi đây rồi. Tống Thư Hàng giải thích. Thư Hàng còn cậu thì sao? Không trở về cùng bọn tôi à? Gia Cát Nguyệt Nhi hoặc hỏi, lúc này hình thể cô trên cơ bản đã khôi phục về hình dáng ban đầu. Tôi còn muốn chờ thêm thêm một lát, cậu nhìn hình dáng của tôi đi, ít nhất phải chờ tôi khôi phục lại rồi tính tiếp. Tống Thư Hàng cười khổ nói, hắn vẫn ngồi ở trong lòng bàn tay cửu đăng, toàn thân không được tự nhiên, yên tâm đi, các cậu cứ đi trước, sau khi tôi khôi phục hình thể thì sẽ lập tức đuổi theo. Sau khi rời khỏi đây lập tức tụ hợp lại với mấy người cao mỗ mỗ, đừng có để đi lạc mất nữa đấy. Gia Cát Nguyệt và Gia Cát Trung Dương nhẹ gật đầu, quay người tiến vào trong tòa tháp cao này. Cái nơi kỳ quái này, quả thật giống như cơn ác mộng, thật không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Chấm. Đưa mắt nhìn theo ra Cát Nguyệt và Gia Cát Trung Dương rời đi, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, cửu đăng cô nương này, ta nghĩ cũng đến lúc ta nên cáo tử rồi. Nếu như ta muốn rời đi, có phải cũng phải tự phong ấn ký ức hay không? Tống Thư Hàng dò hỏi. Người biết rất nhiều về thiên giới đảo này à? Cửu đăng giơ Tống Thư Hàng lên, duỗi ngón tay ra chọc chọc Tống Thư Hàng nho nhỏ. Đừng có nghịch, cho thế đau lắm đấy Tống Thư Hàng đẩy ngón tay cô đâm tới ra, đáp ta có quen biết với một số tiền bối. Lúc bọn họ rời khỏi thiên giới đảo đều tự phong ký ức cả. Tuy rằng không biết tại sao bọn họ lại cam tâm tình nguyện tự phong ký ức rồi mới rời đi. Nhưng cũng có thể thấy được, tu sĩ muốn rời khỏi thiên giới đảo thì chắc là phải tự mình phong ấn ký ức lại đúng không? Hừm, người đoán đúng lắm. Cửu Đăng hì hì cười nói, tu sĩ muốn rời khỏi thiên giới đảo này đúng là khác với người bình thường, ta cần mang ngươi đến nơi thần bí nhất của thiên giới đảo, hạ lời thề. Sau đó truyền phương pháp tự phong ký ức cho ngươi, chờ ngươi phong ký ức xong thì mới có thể rời khỏi thiên giới đảo. Vậy kính xin Cửu Đăng cô nương mang ta đến nơi lập lời thề kia." Tống thư Hàng ôm quyền nói. "Không vội, Cửu Đăng nheo mắt lại cười một tiếng, rồi móc miếng da rắn dính Phật châu đó ra, có muốn không?" Ánh mắt của Tống thư Hàng nhìn chằm chằm vào tấm da của Nhất Thốn Chỉ xa, "Muốn nếu muốn, thì giao dịch với ta đi. Cửu đăng cô nương này nói với bộ dạng gợi đòn. Giao dịch, ngươi muốn đổi cái gì? Tống Thư Hàng hỏi trên người hắn có không ít đồ vật của tu sĩ. Dây truyền thanh phong, nhẫn đồng cổ, bảo đao bá toái, ngộ đạo thạch và thông nương sinh trưởng trên đó, kết tinh của thông yêu, còn có hung châm biến ảo hình tượng hắn mượn của Vũ Nhu Tử. Cùng với bảo phù, đan dược, và mấy đồ vụn vật khác. Trong số những thứ đồ đó, thứ có giá trị nhất đương nhiên chỉ có ngộ đạo thạch, những vật khác mặc dù chân quý nhưng so sánh với da của nhất thốn chỉ xa, thì vẫn còn kém xa, căn bản không thể trao đổi ngang giá được. Nhưng nếu muốn hắn dùng ngộ đạo thạch đổi lấy da rắn, thì đương nhiên là hắn không thể đáp ứng được. Ngộ đạo thạch cực kỳ chân quý đối với hắn, quan trọng hơn cả da rắn nhiều. Hơn nữa, thông nương còn mọc ở trên nó nữa. Đồ vật trên người ngươi cũng không phải ít, có điều những món đồ đó không vừa mắt ta cửu đăng cô nương cười nói. Vậy ngươi muốn đổi cái gì? Tống Thư Hàng nghe đến đó, lặng lẽ rụt rụt thân thể lại hắn không bán thân. Ta muốn ngươi cùng đọc sách với ta một lúc." Cửu Đăng cô nương kia duỗi ngón tay ra, dùng sức chọc chọc Tống Thư Hàng, cười ha ha nói. "Chỉ xem sách một lát thôi á?" À? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. "Ừ, chỉ xem sách một lát thôi." Cửu Đăng cười ha ha nói. "Được thôi." Tống Thư Hàng sảng khoái đáp. Chấm chấm. Núi xanh, nước chảy ngôi chùa nho nhỏ. Thanh đăng, cổ Phật, kinh Phật trồng chất như một ngọn núi nhỏ. Chỗ này chính là nơi ở của cửu đăng tại thiên giới đảo. Tuy là ta muốn tìm một số sách về đạo môn hoặc nho ra lại ngươi, nhưng thật đáng tiếc, ta là đệ tử Phật môn. Ngoại trừ một số kinh Phật này, ta không có thu thập những thứ khác. Cửu đang ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, lười biếng nói. Kinh Phật này có nội dung gì? Tống Thư Hàng Hiếu Kỳ hỏi. Là công pháp tu sĩ à? Người nghĩ nhiều rồi, cửu đăng cô nương này liếc mắt nhìn cho dù là ta, cũng không thể tùy tiện truyền thụ công pháp tu hành cho người khác, đây là quy định của tu sĩ. Vậy những thứ này, chính là kinh Phật bình thường à? Khóe miệng tống thư hàng có quắp hắn cảm giác, chân ngã của bản thân càng ngày càng không đúng. Nếu đọc kinh Phật xong không biết, chân ngã của mình có biến thành đầu chọc hay không nữa? Đừng để ý nhiều như vậy, coi như là giao dịch đi, cứ xem sách với ta một lát sau đó ta sẽ đưa ra của nhất thốn chỉ xả cho ngươi. Đúng rồi, cho ta mượn thông nương, 300 năm rồi không gặp, ta cũng hơi nhớ cô ấy một chút. Cửu đăng cô nương đột nhiên nói. Đừng làm tổn thương cô ấy nhé, cô ấy cũng bị ngươi nhốt 300 năm rồi. Tống thư hàng đưa tay vào trong túi. Hí, nào ngờ lại bị thông nương hung hăng cắn một phát. Có điều, tống thư hàng vẫn là móc ra thạch ngộ đạo và thông nương, đưa về phía cửu đăng. Ồ, mầm hành đâu rồi, làm sao lại còn lại có mỗi một củ hành thế này. Sau khi cửu đăng cô nương nhận lấy ngộ đạo thạch và hành tinh thì lộ ra vẻ mặt tò mò hỏi. Ha ha, có một chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn ấy mà. Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói. Cửu đăng cô nương nhìn Thư Hàng không muốn nói, cũng không hỏi thêm nữa. Sau đó, cô cầm lấy thạch ngộ đạo, ngón tay hướng về phía thông nương trọt trọt trọt. Đây chính là một vết nhơ trong cuộc đời của cô chương 304, con tim thẹn thùng của thiếu nữ ngày xưa. Thông nương còn lại thành một đoàn nhỏ, mặc cho cửu đăng dùng sức chọt cô, căn bản không dám phản kháng hành ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhưng có một câu nói thế này, chớ khi dễ hành lá non, một ngày kia thần công của cô đại thành, chắc chắn đòi nỗi nhục ngày hôm nay lại gấp trăm lần. Mục tiêu của cô chính là ngày nào đó có thể đè cửu đăng sư thái xuống đất, nện cô một lần cho sướng. Chết tiệt, vì vậy trong đầu thông nương bắt đầu y tự sướng cảnh tượng mình có thể giẫm cửu đăng ở dưới chân còn cô thì cười lớn ba tiếng tựa như nữ vương tưởng tượng một lúc cách dùng trí tưởng tượng của cô đã chiến thắng hiện thực mặc kệ cửu đăng trọt cô ra sao cô cũng không thèm để ý mà sau khi cửu đăng cô nương kia hung hăng đâm thông nương một hồi lại cầm cái quyển sổ nhỏ kia ra gạch ngang một đường trên đó một làm đồ ăn một lần tận mắt nhìn hắn ăn hết từng miếng gạch chéo 2. Cùng hắn đi mạo hiểm một lần vừa vừa gạch chéo. 3. Cứu hắn một lần gạch chéo. 4. Cùng nhau xem rất nhiều sách, mới gạch xong. 5. Điều thứ 5, vốn là một chuỗi các ký tự đã được dùng pháp thuật che giấu. Khi cửu đăng gạch điều thứ tư xong, thì chữ viết ở điều thứ 5 đã tự động tổng hợp lại. 5. Múa một khúc cho hắn xem ở giữa biển hoa nơi non núi thơ mộng. Múa. Sắc mặt cửu đăng cô nương lập tức tái mét từ xưa tới giờ cô chưa từng học múa có được hay không, nếu thật sự phải múa thì lẽ nào lại đi biểu diễn một bộ quyền pháp à? Hơn nữa, vì cái quần gì mà phải múa trong biển hoa nơi non núi thơ mộng? Lại nói, năm đó trước khi mình xuất ra, rốt cuộc đang suy nghĩ thứ quỷ gì trong đầu thế này? Làm đồ ăn, đọc sách còn chưa tính, còn phải cùng mạo hiểm, lại còn mỹ nữ cứu anh hùng. Toàn là mấy nguyện vọng tào lao gì không thế này? vất vả lắm cô mới làm xong bốn mục nấu ăn canh thịt. Mạo hiểm xông vào khu rừng tìm kiếm hai anh em ra cát mỹ nữ cứu anh hùng và đọc sách. Hiện tại đối mặt với điều thứ năm này, cô thực có loại cảm giác bất lực. Múa gì gì đó, hiện tại cửu đăng thật sự không làm được. Nếu như thời gian có thể quay trở lại cô nhất định phải quay về đè bản thân trước lúc xuất ra, xé bản, chuyện mà cửu đăng muốn làm, này đi đúng vậy, bản, chuyện mà cửu đăng muốn làm, này là do cửu đăng cô nương này lén lút viết lại trước khi bị đưa đến thiên long tự xuống tóc, xuất ra tu hành. Thuộc loại tâm nguyện đơn thuần nhất của một thiếu nữ. Đây là tâm nguyện ngây thơ, thuần khiết nhất của một thiếu nữ. Bởi vì thiếu nữ tình hoài luôn nên thơ như thế, trong lòng vẫn luôn ôm biết bao nhiêu mơ mộng về tương lai, luôn mong chờ người sẽ yêu thương mình xuất hiện. Về phần tại sao bút ký lúc đó lại đặt là chuyện cửu đăng muốn làm, bởi vì cửu đăng là pháp danh tục gia của cô trước khi cô tu hành thì đã là đệ tử tục gia của Thiên Long Tự. Thôi được rồi, nghĩ kỹ lại thì, tựa hồ nguyện vọng này là vì lúc mình còn là thiếu nữ, gặp được một biển hoa đẹp lúc du ngoạn nên mới sinh ra ảo tưởng này thì phải. Nếu như múa, thì phải múa như thế nào cho tốt đây? Cửu đăng cô nương buồn muốn chết. Sau đó, cô đột nhiên thấy được thông nương lắc lư theo gió trên ngộ đạo thạch. Ồ, lại nói, lúc cô gặp mặt gốc hành yêu này, không phải gốc hành yêu này đã múa một điệu rất đẹp, khiến cho người ta không cầm lòng nổi đấy hả. À? Điệu múa kia nhảy kiểu gì nhỉ? Cha, không được không được, tuyệt đối không thể nhảy điệu vũ kia. Nếu không thì sẽ chết người đấy. Như vậy thì nhảy cái gì đây nhỉ? Cửu đăng cô nương gõ gõ bút trên quyển sổ. Chấm. Mà ở trước mắt cô, Tống Thư Hàng xem kinh Phật, bất chi bất giác liền xem mê mẩn luôn Tống Thư Hàng thích xem sách, bất kể là sách gì. Hắn đều thích xem cả hơn nữa, bất kể là sách khô khan như nào, chỉ cần là thể loại hắn chưa có xem qua, hắn liền ôm sách có thể xem cả ngày. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong quá trình đọc sách, bất chi bất giác, thân thể của Tống Thư Hàng đã khôi phục lại như cũ. Có lẽ là thói quen ngồi xổm ở trong tiệm sách coi cọp mà ra. Vốn là Tống Thư Hàng ngồi xem sách trong đống kinh Phật, không biết từ lúc nào đã chuyển đến trong góc rồi, sau đó dùng tư thế ngồi xổm yên lặng đọc sách. Cửu đăng cô nương nhìn thấy Tống thư hàng ngồi xổm xem sách trong góc bộ dáng lén lén lút lút như thế thì cũng cảm thấy khá thú vị. Chấm. Chẳng bao lâu sau, Tống thư hàng đã xem hơn 20 quyển kinh Phật, hắn rỗi lưng một cái, bỏ quyển kinh Phật trong tay xuống, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Tống thư hàng, lúc này, thừa dịp lúc hắn buông sách xuống, Cửu đăng cô nương lên tiếng hỏi dò, người có thích xem múa không? Múa ấy à? Tống thư hàng nghi hoặc nhìn Cửu đăng không biết cô ta đột nhiên hỏi vấn đề này làm gì có điều hắn vẫn nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi trả lời không rõ lắm ta không có mắt thưởng thức vũ đạo gì cả có điều chỉ cần đẹp thì chắc là ta cũng thích xem tôi khá thích mấy tiết mục múa trong các bữa tiệc hàng năm nghe được câu trả lời này xong cửu đăng cô nương đau đầu xoa xoa thái dương trả lời kiểu ba phải như tống thư hàng mới là phiền phức nhất đấy giống như là hỏi một người buổi sáng muốn ăn cái gì trả lời gì cũng được nghe thì giống như ăn cái gì cũng được nhưng người làm bữa sáng thì lại nhức đầu thế rốt cuộc gì cũng được là cái gì là bánh mật à hay là mì hay là bánh bao hay là sủi cảo nếu là mì thì nấu hay là xào nhiều lựa chọn để mà cân nhắc lắm đấy thở dài xong cửu đăng cô nương nở nụ cười nói thư hàng xem sách có mệt không muốn đi ra ngoài đi dạo một chút không được tống thư hàng rụi rụi mắt theo thói quen nhưng kỳ thật từ sau khi nhãn khiếu mở ra tới nay, theo khí huyết không ngừng vận chuyển bên trong nhãn khiếu, mắt của hắn rất ít khi mỏi vì phải xem sách nhiều. Cửu Đăng cô nương đặt ngộ đạo thạch trên bàn, lại vẽ nên mấy cái trận pháp đơn giản ở bên cạnh, bao vây ngộ đạo thạch, tránh cho thông nương trên đó đào tẩu. Một lát nữa cô phải đi ra ngoài khiêu vũ, nhưng tuyệt đối không muốn để cho thông nương nhìn thấy. Trên thực tế, thông nương căn bản không cách nào thoát ra từ trên ngộ đạo thạch cả cô thậm chí đã mất năng lực hóa thân thành hình người. Cô hiện tại chính là một gốc hành lá có miệng có ý thức mà thôi. Chấm. Cửu đăng cô nương mang theo tống thư hàng rời khỏi ngôi miếu, phong cảnh bên ngoài rất đẹp, non xanh, nước biếc, chỉ thiếu mỗi biển hoa mà thôi. Bất quá không sao cả, biển hoa cái gì, đối với tu sĩ có tu vi cường đại mà nói thì rất đơn giản. Chỉ thấy cửu đăng cô nương nhẹ nhàng vẩy ngón tay một cái, nơi xa có một loại linh thú họ bướn bị cô gọi tới. Linh thú họ nhà bướm kia nhẹ nhàng nhảy múa ở bên người cô, bộ dạng cùng rất thân mật. Tống Thư Hàng, muốn xem biển hoa không? Cửu đăng cô nương đột nhiên hỏi. Biển hoa, mặc dù Tống Thư Hàng không biết cửu đăng đột nhiên nhắc biển hoa làm gì, bất quá hắn vẫn gật đầu. Ngón tay cửu đăng cô nương nhẹ nhàng vẩy một cái, rót linh lực vào trong linh điệp. Sau khi linh điệp nhận được linh lực cường đại thì bắt đầu uyển chuyển nhảy múa ở trong một cái sân cỏ trước mặt Tống Thư Hàng và cửu đăng. Đây cũng là linh điệp chi vũ, mặc dù chỉ có một con linh điệp, nhưng lúc nó lấy tốc độ phi hành cực nhanh, tạo ra một đạo lại một đạo tàn ảnh. Không chỉ như thế, bụi phấn rơi xuống từ trên thân bướm, hóa ra từng đạo ảo ảnh phân thân của linh điệp. Trong nháy mắt, ở trước mắt tống thư hàng đã xuất hiện hình ảnh vô cùng xinh đẹp, hàng ngàn con linh điệp đang nhẹ nhàng nhảy múa, khiến cho người ta cảm thấy như mình đang ở trong hồ điệp gốc. Hình ảnh xinh đẹp như ấy, chỉ cần dùng điện thoại quay lại, không cần dùng photoshop chỉnh gì thì cũng thành bức ảnh nền tuyệt đẹp rồi. 10 giây sau sau, những ảo ảnh linh điệp phân thân kia biến mất, linh điệp kia cũng vỗ cánh bay trở lại bên người Cửu Đăng cô nương. Cửu Đăng cô nương duỗi ngón tay ra, linh điệp đậu ở trên đầu ngón tay của cô. Phù, Cửu Đăng nhẹ nhàng thổi một hơi về phía linh điệp, một hơi này phảng phất như gió xuân thổi qua. Sau một khắc, trên bãi cỏ thênh thang mọc lên rất nhiều mầm thực vật. Những loại thực vật này có rất nhiều hoa, hạt giống đều là linh điệp giải xuống, lại dùng linh lực thúc đẩy chúng nó nảy mầm vươn cao. Chỉ trong mấy giây, nơi vốn là mặt cỏ đã biến thành một biển hoa xinh đẹp, muôn ngàn sắc màu, trăm hoa đua nở, đẹp đến chói mắt. Đẹp quá, Tống Thư Hàng cảm thán nói, đây chính là một biển hoa cực lớn, đủ loại hoa, không hề giống nhau, phần lớn đều là những chủng loại mà Tống Thư Hàng chưa từng thấy qua đang lúc tống thư hàng đắm chìm trong vẻ đẹp của biển hoa ở trước mắt cửu đăng đứng bên cạnh hắn hít sâu một hơi sau đó cô cứng ngắc đi vào bên trong biển hoa tống thư hàng lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía cửu đăng cô nương đang đứng cứng còng ở trong biển hoa nở rộ cái đầu bóng láng của cửu đăng cô nương phản xạ ánh sáng chói lóa trên người cô mặc tăng y màu xám sau đó chỉ thấy sau khi Cửu Đăng tiến vào biển hoa thì dựng thẳng hai ngón trỏ hai và ngón giữa của hai tay lên, giả bộ như tai thỏ, đứng lắc lư trong biển hoa. Tống thư hàng lại càng nghi hoặc nhiều hơn. Hắn cảm giác từ khi bắt đầu gặp gỡ Cửu Đăng cô nương thì kiểu tư duy nhảy vọt không giới hạn của đối phương khiến hắn đuổi theo kiểu gì cũng không theo kịp suy nghĩ của đối phương hết. Bây giờ cô định làm gì thế này? Nhảy kiểu thỏ à, nhưng tại sao phải nhảy kiểu thỏ ở trước mặt mình chứ? Có ý nghĩa gì đây? Có khi nào đây là sở thích của cô ấy không nhỉ? Như vậy thì chắc mình nên phối hợp vỗ tay mới đúng chứ nhỉ? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Cửu đăng cô nương làm động tác thỏ này trông đáng yêu đến bất ngờ luôn. Trong lúc Tống thư hàng đang suy tư, Cửu đăng cô nương đột nhiên lại giống như động kinh, múa tùm lum ở trong biển hoa. Bởi vì thực lực của cô cường đại, nên dù chỉ tùy tiện vung tay một cái thôi thì cánh hoa trong biển hoa này cũng bị trưởng phong đánh bay. Sau đó vì thân thể cô múa may không ngừng nên những cánh hoa này cũng xoay tròn quanh người cô theo trong lúc nhất thời cửu đăng cô nương quả thật có vài phần giống như hoa tiên tử chỉ tiếc đây là hoa tiên tử phiên bản động kinh cứ múa may như thể cả buổi trời có vẻ như cửu đăng cô nương mệt mỏi nên rốt cuộc cũng ngưng lại mà lúc này vốn là biển hoa xinh đẹp hiện tại đã nát bét giống như là bị một trà đạp thê thảm đông trụi một mảnh tây trụi một mảnh đợi đến khi cửu đăng cô nương trở về Tống Thư Hàng đành phải làm trái lương tâm mà vỗ tay. Cảm giác không tệ chứ, cửu đăng cô nương ha ha cười nói. Rất, tốt Tống Thư Hàng dốc hết khí lực toàn thân mà nói ra. Hài lòng là được rồi, cửu đăng cô nương âm thầm thở phào nhẹ nhõm cô đã phải gạt bỏ hết cảm giác xấu hổ, khiến đầu óc của mình trở nên trống rỗng. Nhảy đến cuối cùng, chính bản thân cô cũng không biết mình đang làm cái gì. Cũng may, Tống Thư Hàng nói là rất tốt. Mặc kệ hắn là thật lòng hay nói dối, dù sao có lời bình luận này thì xem như cô đã làm được rồi, cũng coi như đã hoàn thành nguyện vọng thứ năm. Chương 305, ta hy vọng thế giới được hòa bình. Xin lỗi nhé, ta chỉ nói đùa thôi. Nhìn thấy Cửu Đăng cô nương lắc lư nư đi trở về chùa, Tống thư hàng cũng vội vàng chạy đuổi theo cô ta. Bây giờ hắn hoàn toàn không biết được bước tiếp theo Cửu Đăng cô nương sẽ làm ra những chuyện gì, nói không chừng chỉ một khắc sau cô ta đột nhiên lại đưa hắn đến chỗ thần kỳ nhất trên thiên giới đảo này, phong ấn ký ức của hắn rồi đưa ra khỏi thiên giới đảo ấy chứ. Dù sao thì hắn là hoàn toàn không có ý định đi đoán mò xem vị cửu đăng cô nương này sẽ làm gì tiếp theo. Sau khi trở lại trong tử, cửu đăng ngồi về lại chỗ cũ, lặng lẽ đưa tay giải trừ trận pháp giam cầm trên người thông nương và ngộ đạo thạch. Sau đó, cô lại nhàm chám vươn ngón tay ra trò trò thông nương. Thông nương, Tống Thư Hàng thấy cửu đăng cô nương không nói gì thêm nữa, thì mới ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lùi về bên góc tường, ngồi xổm ở đó đọc sách tiếp. Cửu đăng chọc người thông nương một lúc lâu, mới khiến cho tâm trạng của mình bình tĩnh trở lại chỉ cần cô nhớ tới cái điệu múa thỏ khiến mình thấy thẹn kia thì chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Sau khi tâm trạng đỡ hơn thì cửu đăng cô nương lại móc quyển sổ nhỏ kia ra lần nữa, gạch một đường. Một, làm đồ ăn một lần, tận mắt nhìn hắn ăn hết từng miếng gạch chéo. 2. Cùng hắn đi mạo hiểm một lần vừa vừa gạch chéo. 3. Cứu hắn một lần gạch chéo. 4. Cùng nhau xem rất nhiều sách, mới gạch xong. 5. Múa một khúc cho hắn xem ở giữa biển hoa nơi non núi thơ mộng. Mới gạch xong. 6. Cũng giống như lúc trước, sau khi cô gạch một đường lên điều thứ 5 xong thì mới có thể mở được pháp thuật yểm hộ, hiện ra nội dung của điều thứ 6. 6. Hoàn thành một nguyện vọng bình thường của hắn. Tình yêu thiếu nữ á, đây mà là tình yêu của thiếu nữ á. Nấu ăn cho, hắn ở trong lòng rồi đi du lịch mạo hiểm cùng hắn. Thuận tiện cứu mạng hắn để lấy chút cảm tình, đọc sách chung, múa cho hắn xem, mấy thứ này đều có thể hiểu là tình cảm ấp ủ của một cô thiếu nữ. Nhưng hoàn thành một nguyện vọng của hắn là có ý gì đây? Mình cũng có phải máy cầu nguyện đâu mà, sao lúc ấy mình lại viết cái này nhỉ? Cửu đăng cô nương cố vắt óc suy nghĩ nhưng mãi mà vẫn không nghĩ ra vì sao lúc đó mình lại viết ra cái nguyện vọng kiểu này nữa. Mấy thứ này thật sự là do mình viết ra sao? Cô xoa xoa huyệt thái dương của mình. Chỉ riêng điều thứ sáu thôi mà đã đáng sợ tới mức ngang ngửa với máy cầu nguyện mất rồi, vậy thì mấy điều còn lại do mình hồi thiếu nữ viết ra còn đáng sợ tới mức nào nữa đây? Cũng may là sau cái nguyện vọng thứ sáu này thì, chuyện cửu đang muốn làm, chỉ còn lại có mỗi một nguyện vọng thứ bảy nữa thôi, cô sắp sửa hoàn thành bảy nguyện vọng của mình viết ra từ hồi còn là thiếu nữ rồi. Sau khi khép quyền sổ lại, cửu đăng cô nương cố nặn ra một nụ cười, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng vừa mới xem xong một quyển kinh văn mỏng, sau khi cảm giác được ánh mắt của cửu đăng thì hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Cho người đây, cửu đăng cô nương phất tay một cái, ném một cái hộp cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng giơ tay đón lấy cái hộp, Mở ra xem thử thì thấy thứ ở bên trong đúng là bộ da rắn cho nhất thốn chỉ xà lột ra. Sau khi có được lớp da rắn này rồi, đợi tới khi rời khỏi thiên giới đảo này, hắn chỉ cần nhờ mấy tiền bối luyện khí giúp đỡ một phen là có thể chế thành một cái túi thu nhỏ rồi. "Cảm ơn cô nhé." Tống thư hàng mỉm cười nói, "Cẩn thận cất cái hộp này vào. Bản thân cái hộp nhỏ này cũng là bảo vật, dù tiếp xúc với da của nhất thốn chỉ xà nhưng cũng không bị thu nhỏ lại." đây là phần nhân tình do cửu đăng cô nương tặng thêm. Đúng rồi, thư hàng này, người có nguyện vọng gì không? Cửu đăng đưa một tay chống cằm, chớp chớp đôi mắt. Nguyện vọng ấy à, tống thư hàng đặt quyển kinh thư xuống, suy nghĩ một lúc, sau đó, hắn mới hỏi ngược lại, nguyện vọng về mặt gì mới được? Là về phần vật chất, chuyện gì đó muốn làm, hay là khác nữa? Cái gì cũng được hết, mặc kệ là mặt nào cũng được, cứ nói ra thử xem cửu đăng cười đến là hiền lành, nói. Ví như, mong cho thế giới hòa bình à. Tống Thư Hàng hỏi lại bản thân hắn cũng không biết tại sao lại ngứa mồm kiểu gì mà nói ra đáp án này nữa. Trên trán của cửu đăng cô nương loáng thoáng có gân xanh nổi lên, bởi vì đầu cô bóng lưỡng trụi lùi, cho nên sợi gân xanh này nổi lên một cái là thấy được ngay. Tống Thư Hàng liếc mắt một cái đã thấy được sợi gân xanh tức giận này rồi. Đợi một lát, cửu đăng cô nương, khi nãy ta chỉ nói đùa thôi ta thấy vui mồm nên bất giác mở miệng nói đùa ấy mà. Tống Thư Hàng vội vàng vớt phát tình hình. Sao mà dạo gần đây mình toàn mồm đi trước não thế này, cứ nói ra mấy lời tự tìm đường chết mãi thôi. Cổ nhiên là vì bị cuồng đao tam lãng tiền bối ảnh hưởng nhiều quá à. Lần này quay về thì nhất định phải chặn cuồng đao tam lãng tiền bối một thời gian ngắn mới được. Cái bệnh tự tìm đường chết này có thể lây lan qua đường tình bạn, hơn nữa sức ảnh hưởng cũng lớn cực kỳ. Lúc này, Sợi gân xanh tức giận trên trán của Cửu đăng cô nương mới xẹp xuống một chút. "Khổ, thật ra ta có nhiều nguyện vọng lắm, ví như mấy nguyện vọng thuộc dạng mục tiêu này, ta mong mình có thể cường đại lên nhanh một chút, khiến cho mình sớm có được bản lĩnh đảm đương một phương." Tống thư hàng suy nghĩ rồi đáp, "Chờ tới khi hắn có được bản lĩnh đảm đương một phương thì mới có đủ thực lực để cho người nhà của mình sống thật tốt, không cần phải lo lắng thân phận tu sĩ của mình bại lộ sẽ khiến người nhà bị những thế lực hay tu sĩ đối địch làm hại." chỉ cần trở nên mạnh mẽ thì mới có thể giúp đỡ bạn bè ví như lần này vũ nhu tử định đi giúp cho tu chân thế gia của bạn cô ấy bởi vì thực lực của tống thư hàng thấp quá cho nên hoàn toàn không giúp được gì hết con đường tu hành phải đi từng bước cường độ thân thể cảnh giới thực lực tu vi tâm linh mỗi thứ đều phải tăng lên vững vàng từng bước tuyệt đối không thể nóng lòng bằng không sẽ để lại họa ngầm cửu đăng cô nương chắp tay nghiêm túc giải thích Nguyện vọng này của Tống Thư Hàng cũng là nguyện vọng của tất cả các tu sĩ khác, nhưng cũng là chuyện không thể gấp gáp được. Ta cũng biết là thế, nhưng cũng vì chuyện này rất khó đạt thành, cho nên đây mới là nguyện vọng đấy chứ. Tống Thư Hàng cười nói. Cửu đang yên lặng gật đầu. Sau đó, ví như về mặt vật chất ấy à, gần đây ta rất muốn một thứ. Tống Thư Hàng sờ cầm nói. Hai mắt của cửu đang sáng rỡ lên, nói nghe thử xem nó là một loại thiên tài địa bảo tên là long cốt khô đằng, ta có một vị đạo hiếu bị thương, nếu như có long cốt khô đằng thì có thể khiến cho cô ấy khôi phục vết thương được nhanh hơn. Tống Thư Hàng nghĩ tới Tô Thị A thập lục. Kể từ ngày cô tự gửi bản thân mình tới chỗ Tống Thư Hàng chơi một buổi, sau đó lại bị Tô Thị A thất tiền bối mang về thiên hà Tô Thị xong, tới bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Lúc các tiền bối trong nhóm hỏi thăm tình hình của Tô Thị A thập lục, Tô Thị A thất tiền bối có nói, chỉ cần có long cốt khô đằng thì có thể khiến cho vết thương của A thập lục khôi phục nhanh hơn, nhưng vẫn không nói rõ về tình hình khôi phục của A thập lục. Long cốt khô đằng hà, thứ này hiếm gặp lắm, mấy trăm năm nay ít có ai gặp được loại thần thú như rồng lắm. Cửu đang suy tư rồi nói. Long cốt khô đằng này là một loại linh tài đặc biệt mọc ở trong xương của xác rồng, nhưng cái xác rồng này không phải kiểu khủng long, mà là rồng thật sự. Nhưng rồng có mộ rồng của chúng, số lượng rồng chết ở bên ngoài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, xác rồng để cả ngàn năm cũng không hư thối, muốn đợi cho nó biến thành xương cũng chẳng dễ dàng gì, muốn khô đằng mọc ra từ trong xương cốt lại càng khó hơn. Không cần phải là long cốt, dù là long cốt khô đằng trên người giao long cũng được nữa. Tống Thư Hàng cười nói. Ngón tay của cửu đang nhịp nhịp trên mặt bàn. Một lát sau, cô mỉm cười dạng người nhìn Tống Thư Hàng. Nếu như chỉ là long cốt khô đằng trên người giao long thì ta biết một nơi trên thiên giới đảo này có đấy." Tống thư Hàng ngẩn ra, sau đó hắn lập tức ngồi thẳng người lại, nhìn Cửu Đăng với vẻ chờ mong. Nhưng muốn lấy được long cốt khô đằng trên người giao long cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cửu Đăng lại gõ gõ lên mặt bàn, nói: "Mong Cửu Đăng cô nương chỉ điểm." Tống thư Hàng ngồi thẳng người dậy, nói cực kỳ thành tâm. Hắn đang đón ý nói hùa, thông qua vẻ mặt và những lời Cửu Đăng nói hắn loáng thoáng đoán ra cửu đăng cô nương muốn cho hắn chút chỗ tốt tuy rằng có thể hắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nếu như chỗ tốt đó là long cốt khô đằng thì Tống Thư Hàng thật sự không thể nào cự tuyệt được. Đột nhiên, cửu đăng cô nương lại nhảy lên, cái từ chỉ điểm này hay lắm, ta thích. Tống Thư Hàng, khổ khổ, người cứ nghỉ một lát đi, ta đi chuẩn bị ít đồ, sau đó ta sẽ đưa ngươi đi gặp một vị linh thú hộ đảo trên thiên giới đảo này. Ta nhớ trong tay hắn có một bộ thi cốt giao long lâu lắm rồi, có một gốc long cốt khô đằng mọc phía trên nó. Long cốt khô đằng không có tác dụng gì với vị linh thú tiền bối kia, nhưng nếu như người muốn lấy long cốt khô đằng từ tay hắn cũng không phải chuyện dễ đâu. Người phải chuẩn bị tâm lý có thể thất bại đấy. Cửu đăng cô nương đứng dậy, phủi bộ tăng y trên người, cười nói. Tống thư hàng hít sâu một hơi, đáp chỉ cần có hy vọng thì ta có thể tới đó thử xem. Được rồi, người cứ chuẩn bị đi, nói không chừng, vị linh thú tiền bối kia sẽ khảo nghiệm thực lực của ngươi đấy. Ta đi thay bộ đồ khác, ngươi chờ một lát nhé. Cửu đăng cô nương nói xong thì nhẹ nhàng khoát tay, hất ngộ đạo thạch và thông nương ở trên bàn về lại tay của Tống Thư Hàng. Sau đó, cô đứng dậy đi ra sau tự, thay quần áo. Ngay cả cửu đăng cô nương cũng phải trịnh trọng thay quần áo mới đi gặp vị linh thú tiền bối kia được, đó rốt cuộc là vị tiền bối thế nào đây? Nói tới linh thú thủ hộ, Tống Thư Hàng lập tức nghĩ tới mấy thánh thú thủ hộ như Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Vừa nghĩ tới mình sắp được đi gặp mấy linh thú trong truyền thuyết này, lòng hắn lập tức kích động hẳn lên. Ngoài ra, Cửu Đăng vừa mới nói phải đi thay đồ, lẽ nào cô ấy định đổi đồ nữ à? Khi Cửu Đăng xuất hiện lần nữa thì cô đã thay một bộ. Tăng y mới tinh, ờ, từ màu xám thành màu xanh trắng. Đi thôi, Cửu Đăng cô nương mỉm cười, tay cầm một cây trượng màu vàng, dẫn đầu đi ra khỏi tự. Tống thư hàng mang theo mộ đạo thạch và thông nương, đi theo sát ở phía sau Cửu Đăng cô nương. Không có tòa kỵ, không có xe ngựa, hai người bọn họ chỉ đi bộ mà thôi. Sau khi đi gần nửa giờ, Tống thư hàng nhìn thấy một sơn cốc khổng lồ. Linh sơn cốc đẹp, có thể nghe thấy loáng thoáng từng trận tiên âm truyền ra từ bên trong sơn cốc, giống như tiếng đàn cầm. Cùng với tiếng muôn loài chim hót vang phụ họa, đúng là tiên cảnh nhân gian. Linh thú sống trong nơi tiên cảnh thế này, xem ra là một vị tiền bối thích âm nhạc. Không biết lát nữa hắn khảo nghiệm mình thì có đưa ra nội dung liên quan tới âm nhạc hay không nữa. Nhìn cho kỹ bước chân của ta, đi theo dấu chân ta, chứ có bước sai đấy. Lúc này, tiếng của cửu đăng truyền tới từ phía trước. chương 306, để chúng ta cùng khua mái trèo. Là cây ngô đồng đấy, trong lòng tống thư hàng sáng lên, Phượng hoàng đậu nhánh ngô đồng. Chẳng lẽ linh thú lần này mình sắp gặp lại là phượng hoàng à? Dù cho không phải phượng hoàng thì cũng có thể là linh thú thuộc phượng hoàng nhất mạch chứ nhỉ? Nôn quá đi mất, loại thần thú chỉ có trong truyền thuyết thế này sẽ có phong thái xinh đẹp cỡ nào đây? Nó chính là thần thú đẹp đẽ và cao quý nhất trong truyền thuyết hoa hạ đó. Tuy rằng trong lòng rất kích động, nhưng Tống thư hàng vẫn theo sát sau lưng Cửu đăng cô nương từng bước một, không dám rời xa sợ sơ xảy đi sai thì sẽ có chuyện mất. Sau khi đến gần cây ngô đồng kia hơn, với nhãn lực của Tống Thư Hàng bây giờ thì hắn có thể thấy được toàn cảnh của cây ngô đồng to cao này. Cây đại thụ này phải cao tới hơn 50 mét, đứng sừng sững ở cửa cốc. Thân cành to lớn, tràn ngập dấu vết tang thương của năm tháng. Ủa, đợi tí đã, hình như có vật thể trắng trắng hồng hồng nào đó đang nằm ở trên cành cây thì phải. Thứ đó nhìn qua thì tròn vo, béo béo mướt rượt, Nhìn ngon miệng tới mức khiến cho người ta chỉ muốn cắn một cái mà thôi. Đây không phải phượng hoàng, cũng không phải họ nhà chim. Tống thư hàng cố gắng mở to hai mắt ra, điều chỉnh thị của mình rác tới trạng thái cao nhất. Sau đó, hắn nhìn thấy bộ dạng thật sự của vật thể tròn vo kia đó là một con heo béo núc ních. Bởi vì quá béo, cho nên bốn cái chân của nó có vẻ vừa ngắn lại vừa nhỏ. Nhưng vì ngắn và nhỏ như thế, nên bốn cái chân đó phải quắp cứng ngắc thân cây để nó không tới mức ngã xuống khỏi cây nhưng cứ cảm thấy bộ dạng của nó trông rất mệt mỏi heo biết leo cây tống thư hàng kinh thán im lặng cửu đăng cô nương dẫn đường ở phía trước khẽ nói tống thư hàng vội ngậm miệng lại nhưng một con heo béo tròn quay lại leo lên cây ngô đồng như thế rất bắt mắt cho nên tống thư hàng bất giác nhìn nó thêm mấy lượt nữa có lẽ ánh mắt của tống thư hàng trắng trợn quá cho nên con heo tròn quay kia cũng cảm ứng được ánh nhìn của hắn. Tiếp theo, nó quay đầu lại, đôi mắt đen bóng nhìn về phía Tống Thư Hàng. "Ngươi nhìn cái gì đấy?" Con heo tròn vào kia đột nhiên mở miệng nói chuyện, giọng nói oang oang như sấm rền bên tai, khiến cho lỗ tai của Tống Thư Hàng ù đi, một câu này còn lợi hại hơn cả sư tử hống nữa. Tống Thư Hàng còn chưa kịp trả lời thì cửu đăng cô nương ở đằng trước đã nhếch môi nói, "Nhìn ngươi đấy thì sao?" ngươi thử nhìn thêm một cái nữa xem, con heo tròn vo kia hét lớn. Nhìn thì nhìn, sao hả, cửu đăng cô nương nghiêng đầu, ánh mắt hung hăng nhìn chầm chầm con heo tròn quay kia. Mắt không chấp lấy một cái. Con heo tròn quay kia không trả lời, một lát sau, toàn thân nó đều biến thành màu hồng. Sau một lúc, nó nói lý nhí, đừng có nhìn lão chưa ta mãi như thế, mắc cỡ chết mất thôi. Tống Thư Hàng đừng có nói với hắn rằng con heo tròn quay đó chính là vị linh thú tiền bối cường đại, mục tiêu của lần này đấy nhé. Cho dù tiền bối không phải Phượng Hoàng thì cũng đừng là heo như thế chứ. Tranh lệch như thế thì lớn quá. Lúc này, cửu đăng cô nương mới nhếch môi cười, đừng có nói nhảm nữa bàn cầu, béo như quả bóng, mỗi lần tới đây đều phải chơi cái trò này với ngươi, thế mà ngươi vẫn chưa chán à. Ta chỉ có mỗi trò này thôi, con heo biến thành màu hồng lượng vì xấu hổ kia lý nhí nói lần sau thì ít nhất cũng phải cho ta đổi lời thoại chứ không thì ta sẽ kệ ngươi đấy cửu đăng cô nương nói không nói nhiều với ngươi nữa tiền bối còn ở trong cốc không thế có đấy ngươi tìm hắn có việc gì con heo tròn quay màu hồng kia hỏi thử hỏi thừa thế ta bận rộn cỡ nào chứ chạy đến sơn cốc này không tìm tiền bối thì chẳng lẽ cố ý chạy tới chọc ngươi à cửu đăng cô nương cười lạnh tống thư hàng thầm thở phào nhẹ nhóm xem ra con heo mập tên bàn cầu này không phải vị linh thú tiền bối kia, mà là linh thú phụ trách trông coi cửa cốc thôi. May quá, ta còn cho rằng ngươi tới chơi với ta đây. Bàn cầu lầm bầm, sau đó, nó vươn móng ra, gõ nhẹ lên thân cây ngô đồng ba cái. Sau một khác, sơn cốc tiên cảnh trước mặt tống thư hàng đột nhiên biến đổi, hóa thành khung cảnh biển rộng minh mông mặt biển màu đen rộng minh mông lại thêm vài phần tĩnh mịch. Hơn nữa, không hề có thứ gì trôi nổi trên mặt biển này giống như tất cả những thứ rơi vào trong biển đều sẽ chìm xuống đáy sâu vậy. Nếu như không có người giữ cửa là bàn cầu khởi động thì những kẻ có ý đổ sông vào trong sơn cốc này đều sẽ rơi vào trong phiến biến rộng màu đen vô tận này. Sau khi bờ biển màu đen này xuất hiện thì bàn cầu trên cây ngô đồng dơ một cái móng khác ra, gõ thêm ba cái nữa. Trên mặt biển màu đen tĩnh mịch kia đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền lá lênh đênh. Đi thôi, theo sát ta nhé cửu đăng cô nương đi trước dẫn đường bước về phía chiếc thuyền kia nhớ cho kỹ lát nữa khi ở trên mặt biển trước khi lên bờ thì tuyệt đối không được nói một câu nào mặc kệ là ai thậm chí là ta có hỏi han gì thì ngươi cũng không được nói dù chỉ một câu bằng không thì chẳng ai cứu nổi ngươi đâu tống thư hàng im lặng gật đầu đi theo cửu đăng cô nương bước lên con thuyền kia chấm sau khi ngồi lên chiếc thuyền kia cửu đăng không nói một lời chỉ nhét mái chèo vào trong tay của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cầm chặt mái chèo, thử chèo vài cái. Chiếc thuyền con lặng lẽ lướt đi trên mặt biển im lặng. Nhưng điều quỷ dị nhất chính là rõ ràng có thể thấy mái chèo rẽ nước, có cả bọt biển vẩy lên, nhưng Tống Thư Hàng lại không nghe được chút tiếng nước nào. Con thuyền tiếp tục di chuyển, dần dần, Tống Thư Hàng cảm giác thân thể của mình trở nên nặng nề hơn. Khi nãy mỗi khi khua mái chèo một cái nhẹ nhàng thôi thì chiếc thuyền sẽ lướt đi một đoạn nhưng bây giờ, dùng sức khua mái chèo một cái thì chiếc thuyền chỉ có thể nhích lên được một chút mà thôi. Hơn nữa, nếu như hắn mà dừng lại một chút thì chiếc thuyền lại còn lui lại nữa. Ở giữa biển kỳ lạ thế này, ngay cả chèo thuyền cũng biến thành một chuyện chẳng dễ dàng gì. Tống Thư Hàng cười khổ trong lòng, chỉ đành liều mạng hô mái chèo. Đồng thời cũng kích hoạt khí huyết chi lực trong khiếu huyệt của mình, chỉ có như vậy thì mới có thể giữ cho chiếc thuyền thuận lợi đi về phía trước. Chấm chấm, để chúng ta cùng vung mái chèo, chiếc thuyền rẽ từng con sóng tương đương tương đương mặt biển phản chiếu lại gương mặt tái mét của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đang nuốt một viên khí huyết đan. Nếu như không dùng thì hắn sẽ không chống đỡ nổi. Hắn đã không biết mình đã chèo mãi chèo mãi trên mặt biển tĩnh mịch này bao lâu rồi. Nhưng trước chẳng thấy bến, sau không thấy bờ, mặt biển thì rộng mênh mông, cũng không biết đâu mới là nơi cuối cùng. Mà khí huyết chi lực trong người hắn thì đã cạn sạch hết lần này tới lần khác mỗi khi cơ thể hắn dùng cạn chút linh lực còn sót lại sau cùng của linh quỷ xong thì hắn chỉ có thể nuốt một viên khí huyết đan để bổ sung cho lượng khí huyết chi lực đã tiêu hao kia. Khí huyết đan mà hắn mang theo đã sắp dùng hết rồi, nhưng vẫn chưa thấy được bờ bến ở nơi nào. Nhưng dù mặt mày của Tống Thư Hàng hơi tái ra, nhưng tâm trạng của hắn vẫn giữ vững. Đây cũng nhờ vào thông nương phần nào. Trước đây mấy ngày Tống Thư Hàng tiến vào trong giấc mơ của thông nương, tự mình thể nghiệm cảm giác khi bị biến thành một cộng hành sống biết bao năm dài đăng đắng vô vị hứng mưa đội nắng. Nên sự kiên nhẫn của hắn đã mạnh hơn nhiều rồi. Cho dù chỉ là một động tác chèo thuyền vô cùng buồn chán, nhưng ở trong hoàn cảnh không thấy bến bờ thế này, hắn vẫn có thể giữ cho lòng mình không nóng không vội, tâm thái bình thản. Riêng điểm này, khiến cho cửu đăng cô nương cũng phải nhìn tống thư hàng với ánh mắt khá kinh ngạc. Chiếc thuyền tiếp tục đi về phía trước, di chuyển trên mặt biển tĩnh mịch này. Chấm, cũng không biết đã qua bao lâu, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm thấy trên người nhẹ bẫng đi. Loại cảm giác này giống như khi đang phải khiêng một thứ nặng cả trăm cân đi trong sa mạc, thì đột nhiên vật nặng kia bị người khác lấy xuống. Tống Thư Hàng cảm giác thân thể của mình nhẹ tênh giống như có thể bay bổng lên được vậy, động tác chèo thuyền trong tay cũng nhanh hơn hẳn. Sắp tới bờ rồi sao? Hắn nghĩ thầm trong lòng. Trong lúc hắn đang suy tư thì Tống Thư Hàng phát hiện cảnh tượng trước mặt mình lại thay đổi mặt biển đen tĩnh mịch kia biến thành một mảnh trắng tinh. Hơn nữa, không biết từ khi nào, trước mắt hắn đã xuất hiện một bến tàu. Hơn nữa, đang có linh lực tinh khiết từ trong thiên địa không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Đây là phần thưởng cho hắn vì đã đi qua được đoạn biển đen dài rằng giặc kia. Bây giờ ngươi có thể mở miệng nói chuyện được rồi. Lúc này, giọng nói của cửu đăng cô nương vang lên. Tống Thư Hàng thở vào một hơi, há miệng định nói chuyện. Nhưng đột nhiên, Hắn vội giơ tay che miệng của mình lại thiếu chút nữa thôi là hắn đã nói chuyện mất rồi. Nhưng bây giờ hắn vẫn còn đang ở trên mặt biển, vẫn chưa bước lên bờ. Nguy hiểm quá. Lúc Tống Thư Hàng giơ tay che miệng thì dường như đã thông qua được khảo nghiệm nào đó, linh lực trong cơ thể lại ùa vào trong cơ thể hắn mạnh mẽ hơn. Trước khi đi vào thiên giới đảo, Tống Thư Hàng đã mở ra được tứ đại khiếu huyệt là tâm, nhãn, tỵ, nhĩ, vẫn đang trùng kích khiếu huyệt thứ năm là khẩu khiếu. Tống Thư Hàng không định cắt thông nương đi để dùng, nếu như hắn làm theo lời bạch tiền bối, cắt cọng hành của thông nương để ăn thì nói không chừng hắn có thể một hơi tích đầy khí huyết trong khẩu khiếu rồi. Nhưng bây giờ, linh lực tinh thuần trong thiên địa đang rót vào trong cơ thể của Tống Thư Hàng liên tục, đặc biệt là khi hắn há miệng muốn nói chuyện thì linh lực trực tiếp ùa vào trong miệng của hắn, tiến vào bên trong khẩu khiếu, tạo thành lần khẩu bạo đáng sợ đầu tiên cho hắn. Hơn nữa trong lúc Tống Thư Hàng trèo thuyền trên biển, cứ liên tục nuốt khí huyết đan, xem như tương đương với việc tu luyện hết lần này tới lần khác. Cứ như thế, khí huyết trong khẩu khiếu của hắn thoát cái đã tăng lên được chừng 9 trên 10. Chỉ cần tích lũy thêm chút nữa thôi là hắn có thể đạt tới mức khí huyết trong khẩu khiếu đông đầy, trùng kích cảnh giới khẩu khiếu. Khẩu khiếu mở ra thì sẽ tới bước cuối cùng chính là vượt long môn. Đây đúng là kinh hỉ bất ngờ. Tống thư hàng liều mạng vùng mái trèo, rốt cuộc cũng trèo tới bờ. Chấm sau khi cập bến cửu đăng cô nương nhẹ nhàng nhảy lên bến tàu sau đó cô vươn tay ra kéo tống thư hàng lên bờ bây giờ ngươi có thể mở miệng nói chuyện rồi đấy cửu đăng cô nương cười nói tống thư hàng nhìn thấy môi của cô ấy mấp máy xác định hai chân của mình đã bước lên đất bằng rời xa phạm vi mặt biển xong thì mới thở phào một hơi nguy hiểm thật đấy tống thư hàng nói đúng vậy ngươi cũng nhanh trí lắm Cửu đăng cô nương mỉm cười phủi phủi tăng y màu xanh trắng trên người, đi theo, tiếp theo chính là đi gặp vị linh thú tiền bối kia. Tống thư hàng dè dặt hỏi lại kỹ hơn, cửu đăng cô nương này, tính tình của vị linh thú tiền bối kia như thế nào vậy? Có thích hay ghét thứ gì không? Trông như thế nào vậy? Phải biết người biết ta thì mới có thể trăm trận trăm thắng chứ. Tính tình thì không cần hỏi đâu, hỏi cũng bằng thừa thôi. Sở thích với sở ghét cũng hay đổi nữa. Cửu đăng cô nương thở dài một hơi rồi nói, chỉ riêng diện mạo thôi thì đã có hơn 36 loại rồi. Tống thư hàng. Chương 307, linh thú tiền bối mắc bệnh nan y. Sở thích và sở ghét thì không rõ, thứ Kiêng kỳ cũng hay thay đổi, ngay cả vẻ ngoài mà cũng có nhiều mặt nữa, đây là một vị linh thú tiền bối có năng lực biến hình, nên mỗi ngày hắn sẽ biến thân một lần giống như biến thành một người hoàn toàn khác sao? Cứ như thế Tống Thư Hàng mang theo nỗi nghi hoặc trong lòng đi trên bến tàu với Cửu Đăng cô nương, dọc theo một con đường thật dài, đi thẳng tới trước cửa một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện kia cực kỳ xa hoa, tựa như tiên điện chứ không giống thứ ở cõi trần. Ở ngoài cửa điện chẳng có ai đứng canh, Cửu Đăng đưa hắn đi thẳng vào bên trong luôn. Sau khi bước vào chủ điện, thì Tống Thư Hàng nhìn thấy một dàn nhạc khí xếp ở hai bên, có đàn, có tỉ bà, có chuông, đủ loại nhạc khí cổ phong. Những nhạc khí này chẳng có ai đàn tấu, nhưng dây đàn lại tự động, chuông tự vang, phối hợp cùng nhau tạo ra một khúc nhạc tuyệt hay, vô cùng thần kỳ. Mà ở phía trước cung điện thì có một cái đài cao cực lớn. Trên đài cao kia trải hơn 10 lớp da lông động vật thật dày, trông có vẻ rất mềm mại, thoải mái. Sau đó, có một đoàn lôi điện đang nằm trên đài cao, không cục cựa gì. Nếu như nhìn cho kỹ thì có thể nhìn thấy có bóng dáng của một con heo tròn vo còn mướt hơn cả con heo nằm trên gốc cây ngô đồng ngoài cửa cốc, đang ở trong đoàn lôi điện kia. Chật, hôm nay là dạng heo à, cửu đăng cô nương lầm bẩm Hình dạng heo, chính là một trong 36 loại hình dạng của vị linh thú tiền bối này, hơn nữa, nó cũng là loại phiền toái nhất. Trên đài cao, con heo to lớn có lôi điện quấn quanh người kia hí mắt ra, nhìn cửu đăng cô nương và tống thư hàng một cái, sau đó. Nó lại nhắm mắt lại tiếp. Tiền bối à, ta tới tìm ngươi đây cửu đăng cô nương lớn tiếng gọi con linh thú lớn trên đài cao kia. Con heo to hí mắt ra lần nữa, miệng táp táp, nhưng không ư hử gì. Sợi gân xanh tức giận trên trán của cửu đăng lại nổi lên, cô trầm giọng thiên lôi chưa tiền bối, cửu đăng tới tìm ngươi đây. Con heo to kia lại hí mắt ra lần nữa, giống như đang cố gắng nhìn cửu đăng cho rõ ờ. Ờ xong, cả buổi trời sau cái mình heo to tổ chẳng kia mới ngọ nguậy là cửu đăng đấy hả? Lại cả buổi trời nữa, con heo to mới thở dốc, nói cửu đăng hà, không có chuyện gì thì đừng tới quấy giày tiền bối có được không? Tiền bối ta, bị bệnh rồi. Cọng gân xanh thức giận trên chán cửu đăng nổi lên tới hai sợi liền, tiền bối ngài bệnh gì thế? Tiền bối ta mắc phải bệnh nan y vô phương cứu chữa rồi. Con heo to kia thở phì phò, nói có mấy câu thôi mà thở dốc hồng hộc như bị động kinh luôn. Linh thú cường đại mà cũng mắc bệnh à, trong lòng tống thư hàng cảm thấy nghi hoặc. Bệnh nan y gì thế? Sợi gân trên trán cửu đang xẹp xuống một chút. Là bệnh ung thư đấy. Con heo to lộ ra nụ cười đắng chát, căn bệnh này thật đáng sợ. Người đang nói đùa gì thế hả? Cửu đăng cô nương gào to tức giận, người đường đường là linh thú tôn giả thất phẩm, đào đâu ra căn bệnh ung thư cho người bị. Con heo thoạt nhìn tròn lẳng này lại vào hàng tôn giả thất phẩm, ngang cấp với cả bạch tôn giả. Ta chẳng có lòng dạ nào mà lừa người đâu, trong mắt của con heo to tràn ngập vẻ bi thương, giống như có thể về chầu ông bà bất kỳ lúc nào. Tống Thư Hàng tò mò hỏi, là chứng ung thư gì thế? Cửu Đăng dùng sức ôm chán của mình, sau đó chắp tay, đọc kinh văn. Con heo to kia thở dài thườn thượt, là một loại ung thư tên là lười, đã bước vào giai đoạn cuối rồi, thuốc thang chạy chữa cũng vô dụng mà thôi. Tống Thư Hàng, ung thư lười cái đầu của nhà ngươi, lần trước không phải ngươi còn bảo là cúc hoa có vấn đề, muốn đổi tên thành cúc hoa chứ đấy à? Phụt. Cửu đăng cô nương còn chưa nói xong thì dưới chân cô đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn, khiến cô rơi xuống đó ngay lập tức. À, 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 à. tiếng hét thất thanh của cửu đăng cô nương vang lên, sau đó âm thanh càng lúc càng xa xôi. Hình như cái hố này rất sâu, hơn nữa, nhất định là có đặt thêm trận pháp cấm không. Khiến cho cô ta ngã xuống đó rồi thì không thể nào bay lên được. Sau khi cửu đăng cô nương rớt xuống thì, dầm, một cái, có một tảng đá to được rời qua lấp kín cái miệng hố lại. khụ khụ đúng là một người chẳng biết rút kinh nghiệm gì hết. Rõ ràng lần trước ta nói với cô ta rồi, ở chỗ ta thì phải giữ yên lặng, đừng có hó hé gì. Đừng có kêu oang oang lên, sao cô ta không bao giờ nhớ thế nhỉ? Thiên lôi chưa tiền bối mắc chứng ung thư lười lầm bẩm cái móng heo đặt một cái điều khiển cơ quan xuống. Tống thư hàng, sau khi xử lý cửu đăng cô nương xong, ánh mắt hiếp dịp của thiên lôi chưa tiền bối lại nhìn thẳng về phía tống thư hàng tiểu tử này ngươi là ai thế vãn bối tống thư hàng tham kiến tiền bối tống thư hàng hành lễ rất chi bài bản thiên lôi chưa dùng móng vỗ vỗ đầu mình một lúc sau hắn mới tò mò hỏi lại chúng ta có quen nhau không tống thư hàng lắc đầu vãn bối được cửu đăng cô nương đưa tới đây cũng là lần đầu tiên được gặp mặt tiền bối ồ thiên lôi chưa gật đầu sau đó nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp tống thư hàng cũng may thiên lôi chưa lập tức mở mắt ra lại nói tiểu nha đầu cửu đăng đưa ngươi tới đây tìm ta là vì có chuyện gì cần nhờ và ta à đúng vậy cô ấy đưa vãn bối tới đây là vì muốn xem thử có lấy được gốc long cốt khô đằng trong tay tiền bối hay không tống thư hàng thành thật trả lời trước khi biết tính cách và những thứ kiêng kỵ của vị tiền bối này thì cứ thành thật là hơn long cốt khô đằng à Hóa ra là muốn bộ xương giao long kia của ta ấy à?" Thiên Lôi Chi cười nói, sau đó, hắn buông móng xuống, "Tiểu tử, đưa lòng cốt khô đằng cho ngươi cũng được thôi, nhưng căn bệnh ung thư lười của ta lại tái phát mất rồi, cần phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh thật tốt. Hay là lần sau ngươi lại tới nhé? Lần sau ngươi tới thì ta sẽ trực tiếp đưa thứ kia cho ngươi, dù sao nó cũng chẳng đáng mấy đồng." Tống Thư Hàng, "Đúng rồi, ngươi đừng có đứng ở đấy nhìn ta mãi thế, nếu bị người khác nhìn thì ta không ngủ được." thiên lôi chư lại vẫy vẫy móng, đây là có ý muốn đuổi người đây mà. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một lúc xong rồi hỏi, xin hỏi tiền bối, lần sau khi nào thì ta có thể tới. 300 năm nữa đi, lần này lão phu phải ngủ cho đấy giấc cái đã à không, lần này lão phu nhất định phải chiến thắng con ma ốm, tiêu diệt căn bệnh ung thư lười này mới được. Thiên lôi chư nghiến răng nghiến lợi nói. Tống Thư Hàng. Mấy vị tiền bối có tu vi tinh thâm đều tùy hứng như thế, ngủ một giấc cũng phải 300 năm, nhưng nói không chừng 300 năm sau hắn chỉ còn có mỗi bộ xương thôi, Tô Thị A Thập Lục cũng không thể chờ 300 năm được. Vậy nên Tống Thư Hàng dè giật hỏi, tiền bối, ta phải làm sao thì mới có thể lấy được long cốt khô đằng sớm hơn đây? Thiên lôi chưa hé mắt ra to hơn, thở dài, chỉ cần không quấy giày ta là được. Tống Thư Hàng cắn răng hỏi rõ hơn, xin hỏi tiền bối, cụ thể là ta phải làm những gì đây? Nghĩa như mặt chữ đấy, thiên lôi chưa cảm thán, Tống Thư Hàng đương nhiên biết vụ nghĩa như mặt chữ, nhưng hắn không đợi được tới 300 năm. Vậy nên Tống Thư Hàng nhìn lăm lăm vào thân hình to ủnh của Thiên Lôi Trư, mắt không chấp lấy một cái. Thiên Lôi Trư, Sau một khác, hắn giơ tay vói lấy cái điều khiển ở bên cạnh. Ra đầu Tống Thư Hàng run lên, đây là cái điều khiển ấn vào một cái đã xuất hiện một cái hố khiến cửu đăng cô nương rơi xuống, vậy nên hắn vội nhảy sang một bên. Còn non lắm, Thiên Lôi Chư cười lạnh. Sau một khắc, chỉ thấy toàn bộ sàn nhà bên dưới đại điện đều bị rời ra, bên dưới mặt sàn này là một cái hố to sâu không thấy đáy. A a a, Tống thư hàng hét thảm, rơi xuống bên dưới. Chấm chấm. A, à, cuối cùng cũng có thể thoải mái ngủ một giấc rồi, lần này nhất định phải ngủ đủ 300 năm mới được. Thiên Lôi Chư lẩm bẩm, giơ tay nhấn xuống cái điều khiển lần nữa, lớp sàn nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Sau đó, Thiên Lôi Chư nhắm mắt lại, ngủ thật say trên người nó có lôi quang lóe lên lách tách. Lôi quang dần dần tán đi, chỉ thấy ở một bên người khác của thiên lôi chưa có một vết thương sâu tận tận xương. Gần miệng vết thương có khói đen bốc lên, khiến cho miệng vết thương không thể nào khép lại được. Chỉ là khi nãy lôi quang trói mắt quá, cho nên ngao cả cửu đăng cô nương cũng không phát hiện ra vết thương trên người nó. Chấm. Tống Thư Hàng cảm giác thân thể của mình cứ rơi mãi, rơi mãi xuống, giống như không bao giờ chạm đáy cả sẽ không tới mức cứ rơi mãi như thế, rơi ra khỏi thiên giói đảo luôn đấy chứ. Hắn nghĩ thầm trong lòng. Đúng lúc hắn đang nghĩ thế thì đột nhiên, thân thể của hắn trở nên nhẹ tênh, bồng bềnh lơ lửng. Sau khi lơ lửng một lúc mới từ từ rơi xuống đất. Dưới lòng bàn chân truyền tới cảm giác lởm chởm của đá vụn. Tới đáy rồi à. Lúc này, giọng của cửu đăng cô nương lại vang lên ngay bên cạnh, người cũng bị ném xuống đấy à. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, trong bóng tối, có thể thấy loáng thoáng cái đầu chọc bóng lưỡng của cửu đăng, cô đang buồn bực ngồi trên mặt đất, mặt mày cao có. Cửu đăng cô nương, sau khi Tống Thư Hàng nhìn thấy cô thì thấy an tâm hơn, chúng ta phải ra ngoài kiểu gì đây? Đợi con lợn béo kia ngủ đủ rồi thì sẽ thả chúng ta a à thôi, lần trước cũng thế đấy. Cửu đăng cô nương nói, cô có kinh nghiệm trong vụ này lắm. Tống Thư Hàng, Tống Thư Hàng mà này, khi nãy vị thiên lôi chưa tiền bối kia có nói, lần này hắn muốn liều mạng chiến đấu với căn bệnh ung thư lười, phải ngủ tới 300 năm đấy. 300 năm á, nói đùa cái gì thế? Sợi gân xanh tức giận trên chán cửu đăng cô nương lại gồ lên, hắn còn nói gì với ngươi nữa? Tống Thư Hàng kể lại đoạn đối thoại của hắn với thiên lôi chưa tiền bối lại lần nữa cho cửu đăng nghe. Đáng chết, cho dù có định ngủ 300 năm thì cũng phải thả ta ra trước đã chứ. Mối thù này ta nhớ kỹ rồi, chờ ngày nào đó ta thăng lên cảnh giới tôn giả thất phẩm thì nhất định sẽ cho hắn ngủ mỗi năm một lần, mỗi lần ngủ một năm, vĩnh viễn cũng đừng mong thức dậy. Cửu đăng cắn răng nói, cửu đăng cô nương, lẽ nào không thể ra khỏi cái hố này à? Tống thư hàng nghi hoặc hỏi lại, trên vách động đều bị con lợn béo kia khác cấm chế cả rồi, không leo ra được. Cửu đăng buồn bực nói tiếp, hơn nữa còn có cả trận pháp cấm không rất cường đại, trừ phi có được thực lực linh tôn thất phẩm, bằng không dù ngươi có 10 đôi cánh cũng không bay ra nổi. Vậy ở trong này có cánh cửa ngầm nào không?" Tống thư hàng suy nghĩ rồi nói. Lần trước ta rơi xuống thì đã lật tung từng tấc đất ở nơi này xuống rồi, căn bản không có lối ngầm nào cả." Cửu đăng cô nương giơ tay chống cằm, buồn bực nói. "Vậy chúng ta đi ra ngoài kiểu gì? Lẽ nào phải đợi 300 năm thật à?" "Yên tâm đi, lần này tới đây thì ta đã có chuẩn bị sẵn rồi." Cửu đăng cô nương nói. Cô chỉ vào bộ tăng y màu trắng xanh của mình, sở dĩ ta phải thay quần áo trước khi đi chính là vì để đối phó với những tình huống thế này. Nói xong, cô bắt đầu cởi bỏ bộ tăng y màu trắng xanh trên người. chương 308, Tiểu Bạch Long bên trong quan tài thủy tinh. Người che mắt lại làm gì thế? Cửu đăng cô nương nhìn thấy tống thư hàng che mắt quay người lại thì giờ khóc dở cười, ta vẫn còn mặc quần áo ở trong mà. Tống thư hàng nghe thấy thế thì buông bàn tay che mắt ra, cười ngượng. Quả nhiên bên dưới lớp tăng y màu xanh trắng của cửu đăng cô nương vẫn còn một bộ tăng y màu xám xanh. Sau đó, cô cởi bộ tăng y màu xanh trắng ra, lộn ngược mặt lại rồi cuộn lên. Chỉ thấy bên trong lớp tăng y màu xanh trắng này vẽ đầy những phù văn. Cửu đăng cuộn tăng y lên, những phù văn này lại hợp thành một phiến. Cuối cùng, bộ tăng y màu xanh này biến thành một thứ tương tự như mũi khoan. Ha ha ha, chỉ là một cái hố sâu có kèm theo cấm chế thôi mà cũng muốn nhốt được ta à đúng là nằm mơ, cửu đăng cô nương đắc ý nói, cô dơ cái mũi khoan do bộ tăng y biến thành kia, rót linh lực vào. Mũi khoan xoay cực nhanh. Ta dùng ba ngàn đạo Phật văn chuyên môn phá tan cấm chế trận pháp để tạo thành cái mũi khoan phá cấm này đấy. Cho dù là con heo kia có hạ thêm vài đạo cấm chế thì ta cũng có thể phá tan cho ngươi xem. Cửu đăng dương dương đắc ý cười nói. Tống thư hàng. Mà này, chúng ta phải ra tay từ chỗ nào đây? Cửu Đăng nhìn cái vực sâu khổng lồ này, bốn phía toàn là những phù văn cấm chế y hệt như nhau, cảm giác như kiểu ra tay từ chỗ nào cũng thế cả. Cửu Đăng cô nương, cô có thể tìm được đạo cấm chế cấm không kia chứ? Phá hủy đạo cấm chế cấm không xong, nói không chừng chúng ta có thể trực tiếp bay lên ấy chứ." Tống Thư Hàng thử hỏi. "Không cần tìm đâu, tất cả đều là cấm chế cấm không đấy." Cửu Đăng chỉ vào tất cả cấm chế trên vách tường rồi nói, "Tất cả cấm chế ở nơi này đều như nhau." cấm không, giam cầm, gia cố. Biết bao nhiêu phù văn như thế gộp lại thành cái hố sâu chết dẫm này đây. Vậy thì cứ tìm đại một chỗ nào đó cũng được. Tống Thư Hàng móc bảo đao bá toái của mình ra, nói, để xem chuôi đao chỉ về chỗ nào thì chúng ta sẽ khoan vào chỗ đó. Được, cửu đăng dơ mũi khoan lên, đáp lời. Tống Thư Hàng vứt bảo đao bá toái lên thật cao, thân đao xoay tròn vài vòng trên không trung, sau đó rơi xuống đất kêu cái keng chuôi đao chỉ về phía bên phải chỗ Tống Thư Hàng đứng. Vậy thì chọn chỗ đó, cửu đăng cô nương dơ mũi khoan lên, đi tới chỗ đó, đè mũi khoan về phía vách tường của vực sâu để khoan. Âm 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 âm, bên trên mũi khoan được tạo thành từ bộ tăng bào màu xanh trắng, phù văn phá cấm tạo thành một sợi dây phù văn màu vàng, không ngừng xoay tròn ngay trên đầu mũi khoan, sinh ra sức mạnh phá cấm vô cùng đáng sợ. Mà ở dưới đầu mũi khoan, mớ phù văn cấm chế kia cũng phát sáng chói lòa đây là phù văn phòng ngự cho một vị tôn giả thất phẩm tạo nên. Không thể bị phá giải dễ như thế. Mũi khoan phá cấm và phù văn cấm chế va vào nhau, phát ra tiếng nổ vang rền như sấm dậy. Âm âm ầm âm, âm tương đương tống thư hàng chỉ có thể giơ tay bịt kín lỗ tai của mình, cười khổ không thôi. Ở trong túi áo của hắn, thông nương đã sủi bọt mép, bởi vì cô ta vẫn chưa biến ra được bàn tay để che. Nên khi nghe cái tiếng vang như sấm rền quanh quẩn bên tai thế này, cô chỉ cảm thấy toàn bộ tấm thân hành lá mỏng manh của mình cũng run lên. Chết tiệt, rõ ràng cô chỉ biến ra được có mỗi cái miệng thôi, còn chưa biến ra được lỗ tai mà, tại sao lại nghe thấy rõ ràng như thế chứ? Chấm. Một lát sau, Tống Thư Hàng lo lắng hỏi thử, cửu đăng cô nương à, chúng ta khoan vách tường tạo ra tiếng động lớn như thế, liệu thiên lôi chưa tiền bối ở trên đó có phát hiện ra việc chúng ta đang làm không? Chắc chắn là có rồi, hắn cũng có điếc đâu cửu đăng cô nương đáp, cho nên, hoặc là hắn thả chúng ta ra ngoài. Hoặc là để cho ta khoan thủng chỗ này. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu. Mười phút sau, ầm 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 tương đương tương đương Tống Thư Hàng ngồi chờ mong. Nửa giờ sau, ầm 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 tương đương tương đương Tống Thư Hàng vẫn ngồi mong chờ. Một giờ sau, ầm 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 tương đương tương đương Tống Thư Hàng im lặng ngồi một bên tu luyện kim cương bản bản quyền pháp bất động kim cương thân và quân tử vạn lý hành hai giờ sau âm 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 tương đương tương đương tống thư hàng ngồi xếp bằng lặng lẽ tu luyện chân ngã minh tưởng kinh tu luyện chân ngã minh tưởng kinh ở trong môi trường ồn ào có này tuy là có hơi khó thật nhưng hiệu quả đặc biệt tốt lại thêm một giờ nữa âm 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 tương đương tương đương tống thư hàng bắt đầu im lặng tu luyện hỏa diễm đao và trường tâm lôi thêm một giờ trôi qua Tiếng khoan vẫn vang rền, mặt mày Tống thư hàng đờ ra, bắt đầu tập thể dục. Tiếp theo mình có thể làm gì nữa nhỉ? Hôm nay đã tu luyện tới cực hạn của thân thể rồi, nếu như tu luyện tiếp sẽ tạo thành bệnh kín đối với thân thể, không thể tu luyện thêm nữa. Cũng đã tu luyện chân ngã minh tưởng kinh xong rồi, tập thể dục cũng được tới 3 lần luôn. Sốt của Cửu đăng cô nương đã làm được chưa thế? chấm chấm Đúng lúc Tống thư hàng đang tập thể dục tới lần thứ 10 thì phía trước đột nhiên vang lên tiếng hô vang của Cửu đăng cô nương, ha, ha 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 ha, xong rồi. Trong lúc nói chuyện, bên dưới mũi khoan trong tay cô bốc lên một ngọn lửa, phù văn cấm chế bên dưới mũi khoan vỡ ra một mảng lớn. Tạo thành một cái động cho phép một người chui qua lọt. "Đi thôi, chúng ta đào thành đường hầm đi ra ngoài. Con heo đó không cho chúng ta ra ngoài thì chúng ta sẽ đào thêm mấy đường hầm dưới cung điện của hắn." Cửu đăng cô nương vui vẻ nói, mũi khoan trong tay cô tung hoành, sau khi không bị cấm chế hạn chế thì vách tường đất bình thường căn bản không thể nào cản nổi mũi khoan của Cửu đăng cô nương. Tốc độ đào hang cũng tăng nhanh, mũi khoan đào một đường đi tới, đất đá vụn bay tán loạn. Cửu đăng cô nương, cẩn thận một chút, đừng có đào ra tới chỗ mặt biển đen khi nãy." Tống thư hàng đi sau lưng nhắc nhở cô, hắn cảm giác mặt biển đen kia khá quỷ dị, không thể không đề phòng yên tâm đi, ta tự có cân nhắc, bây giờ chúng ta đào hang đi lên, tốt nhất là có thể chui ra sau lưng của con heo đó, rồi tặng cho hắn một khoan, để hắn nếm thử cảm giác tuyệt vời này, cửu đăng cô nương cười hắc hắc nói. Audio điện tử võ tấn bền Tống thư hàng im lặng một lát rồi dè dặt hỏi lại, cửu đăng cô nương này, thực lực của cô là gì thế? Linh hoàng ngũ phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể đột phá lên tới chân quân lục phẩm rồi nhưng tình trạng của ta hơi đặc biệt, không thể đánh đồng cấp bậc của ta với linh hoàng hoặc chân quân bình thường. Cửu đăng cô nương nói. Như vậy, không nói tới chuyện có lẽ bây giờ thiên lôi chư tiền bối đã phát hiện ra việc chúng ta đào hang. Nếu như linh hoàng ngũ phẩm như cô mà nện cho linh tôn thất phẩm như thiên lôi trổ tiền bối một mũi khoan thì chuyện gì sẽ diễn ra sau đó? Đây quả thật là đang tự tìm đường chết mà. Người cứ yên tâm đi, cùng lắm thì bị hắn nhốt mấy năm thôi, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu cửu đăng cô nương nói vô cùng tự tin tống thư hàng nuốt một ngụm nước bọt hỏi chuyện quan trọng nhất vậy ta thì sao ha 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 bị nhốt chung với ta mấy năm ấy mà ngươi cứ yên tâm coi như bế quan thôi trôi qua nhanh lắm cửu đăng cô nương cười nói tống thư hàng đừng mà hắn không muốn bị nhốt mấy năm đâu hơn nữa thực lực của hắn không đủ làm sao có thể bế quan những mấy năm được hắn có nên cân nhắc dùng bảo đao bá toái tự đào một cái hang khác hay không nhỉ? Cứ cảm thấy lỡ mà làm theo cửu đăng cô nương thì hậu quả chẳng tốt đẹp gì hết. Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy nghĩ thì cửu đăng cô nương chợt khựng lại. Ồ, có gì đó, cô lên tiếng. Tống Thư Hàng nghi hoặc nhìn về phía cô. Vách đá trước mặt không phải tự thiên, có mật thất. Cửu đăng nói chắc nịch, thông qua âm vọng phát ra khi mũi khoan khoan vào thì cô có thể xác định được điều này mật thất liệu có phải mạch nước ngầm không tống thư hàng dè giặt hỏi lại không thể nào là mạch nước ngầm được người đừng quên thiên giới đảo là hòn đảo lơ lửng trên không trung đảo đâu ra mạch nước ngầm chứ cửu đăng cười khẽ cầm mũi khoan ấn thật mạnh về phía trước bùm 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 đá vụn văng khắp nơi ầm bức tường phía trước bị khoan thủng quả nhiên đúng như lời cửu đăng đã nói ở trước mặt bọn họ là một mật thất khổng lồ sau đó cửu đăng cô nương dẫn đầu đi ở phía trước, Tống Thư Hàng thì bước vào sau. Bên trong mật thất, đương khi Tống Thư Hàng trông thấy toàn cảnh của mật thất thì hắn lập tức cảm thấy run rẩy. Nếu như nói, cửu đăng cô nương chui ra khỏi mặt đất, cầm mũi khoan nện cho thiên lôi chư tiền bối một cú thì cùng lắm sẽ bị nhốt mấy năm. Vậy thì chui vào trong cái mật thất này rồi thì ít nhất cũng phải bị nhốt những mấy chục năm ấy chứ. Bởi vì nơi bị cửu đăng cô nương khoan thủng này là một ngôi mộ, tuy rằng không biết đây là mộ của ai nhưng ngôi mộ được thiên lôi chưa tiền bối cẩn thận chôn ngay dưới cung điện của mình thế này đương nhiên phải là mộ của người có quan hệ thân thiết rồi đào mộ thân nhân của người ta chết cũng không oan tống thư hàng cười khổ nói cửu đăng cô nương ta cảm thấy hay là chúng ta mau rời khỏi đây thì hơn ta cũng định thế cửu đăng cô nương xị mặt thật sự cô không cố ý đâu ai mà ngờ bên dưới cung điện của thiên lôi chưa tiền bối lại có một ngôi mộ thế này chứ chúng ta ra ngoài đi, sau đó lấp vách tường của ngôi mộ lại. Mẹ ơi, lúc Tống Thư Hàng quay đầu lại nhìn thì thấy lỗ thủng trên tường đã tự động lấp kín lại, trông cứ như mới. Hơn nữa, trên vách mộ lóe lên ánh sáng phù văn dạng người, xem qua thì nó còn mạnh hơn phù văn cấm chế trên vách tường của cái hố ban nãy nhiều. Cửu đăng cô nương cắn răng nói, của nhiên lại là do con heo kia dở trò. Lúc mình khoan hang đi ra tạo thành tiếng động rất lớn, chắc chắn là con heo kia đã phát hiện ra mình nói không chừng hắn thấy mình với thư hàng ồn ào quá, nên mới dẫn bọn họ vào trong ngôi mộ này rồi nhốt lại. Sau khi cắn răng xong, cửu đăng cô nương nói, mà kệ con heo kia nghĩ gì, đã vào đây rồi thì chúng ta cứ xem thử trong này có gì đi. Mật thất này không lớn lắm, dõi mắt nhìn qua thì có 10 cái quan tài. Có một quan tài thủy tinh cực lớn được đặt trên cái đài cao nhất nằm ở giữa, xung quanh được lót đủ loại hoa màu trắng tinh. Mà ở bốn góc của quan tài thủy tinh thì có 9 cái, Tống thư hàng và cửu đăng cô nương đi tới gần đài cao kia, nhìn về phía cái quan tài thủy tinh trong suốt ở giữa. Bên trong quan tài là một con linh thú có hình thể thon dài. Có sừng như hươu, đầu như lạc đà, mắt như thỏ, cổ như rắn, bụng như sò, vảy như cá, vuốt như ưng, tay như hổ, tai như trâu, toàn thân trắng nõn không chút tỉ vết. Rồng, tống thư hàng mở to hai mắt ra nhìn, hơn nữa đây lại là một con bạch long trắng muốt đúng là rồng thật, cửu đăng mở to mắt, lát sau, cô lại lẩm bẩm tiếc là vẫn chưa biến thành xương rồng, không có mọc long cốt khô rằng. Cô vẫn còn nhớ cái nguyện vọng của Tống Thư Hàng. Con bạch long này đẹp thật đấy, Tống Thư Hàng khen một tiếng. Chấm. Trong lúc sự chú ý của cả Tống Thư Hàng và Cửu Đăng đều dồn lên người của con bạch long kia thì bên trong chín cỗ quan tài bằng đồng xanh kia có một cỗ nắp quan rung lên. chương 309, Bộ Mim của Bạch Tiền Bối cốt trào trắng phao vói ra từ khe hở trên trong cố quan tài bằng đồng xanh kia, tạo thành tiếng vang khá trói tai. Tống Thư Hàng và cửu đăng cô nương lập tức quay đầu lại nhìn cố quan tài bằng đồng xanh kia. Đương khi nhìn thấy cốt trào nọ thò ra, Tống Thư Hàng mới hỏi thử, xác chết sống lại à? Đừng sợ, ta dành đối phó với mấy thứ này lắm. Cửu đăng nói, cô xuất thân từ Phật Môn, nên cũng chuyên phần đối phó với lũ xác chết sống dậy lắm. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, két két tương đương kết két tương đương lúc cố quan tài bằng đồng xanh mở ra được một nửa thì có một cái đầu rắn chỉ còn lại khung xương trắng ớn lộ ra, bên trong hốc mắt của nó còn có đốm sáng lóe lên lay lắt, trông cực kỳ dọa người. Cửu đăng cô nương cũng không tấn công trước, nơi này là mộ thất do Thiên Lôi Chư Tiền bối dựng nên, lại còn chôn cất Bạch Long. Cho nên nhất định bộ xương rắn trong quan tài đồng xanh này cũng có tác dụng gì đó. Chỉ cần nó không chủ động tấn công trước thì Cửu đăng cũng sẽ không chủ động tấn công nó. Cái đầu rắn kia nhìn Tống Thư Hàng và Cửu Đăng, sau đó miệng của nó đóng mở liên tục, "Xin chào, xin hỏi có phải khi nãy có ai gọi ta đúng không?" Tống Thư Hàng, "Cửu Đăng, không có ai gọi ngươi hết." Bộ xương rắn này cư nhiên vẫn còn thần trí, có thể trao đổi được. "Không đúng, rõ ràng ban nãy có người mới gọi ta xong mà." Cái miệng trên đầu của bộ xương rắn khép khép mở mở, đồng thời, cái nắp quan tài đồng xanh cũng mở ra lớn hơn một chút. Lúc này, Tống Thư Hàng và Cửu Đăng mới phát hiện, ở trên đỉnh đầu của bộ xương rắn này có hai chiếc sừng nhọn nho nhỏ. Đây không phải xương rắn, mà là một bộ xương giao long. Ta tên Long Cốt, xin chào hai vị đạo hiếu. Mà ta hỏi thật này, ban nãy các người thật sự không gọi ta à? Bộ xương giao long bên trong quan tài đẩy nắp quan ra rộng hơn, nửa thân hình chui ra khỏi nắp quan tài bằng đồng xanh. Đây là một bộ xương giao long trông có vẻ rất tả ác, nhưng thật ra lại rất lễ phép. Long Cốt, Cửu Đăng thầm lau mồ hôi, hình như khi nãy cô có thuận miệng nhắc tới hai chữ Long Cốt. Tống thư hàng đứng bên cạnh cô mới nhỏ giọng xuống để cho mỗi mình Cửu Đăng cô nương có thể nghe thấy, hỏi cô Cửu Đăng cô nương, bộ xương giao long này là thứ tương tự như quỷ vật hay vong hồn gì đó à? Không đợi Cửu Đăng trả lời thì bộ xương giao long ở đối diện đã tự mình đáp, không phải đâu tiểu đạo hữu ạ. À? Tuy rằng ở trên đời này cũng có mấy thứ như cương thi thật, nhưng ta không giống như thế đâu. Tống Thư Hàng mở to hai mắt, hắn đã nhỏ giọng dữ lắm rồi mà bộ xương giao long này vẫn có thể nghe thấy sao. Xin được chính thức giới thiệu một cái khôi lỗi giao long khí linh long cốt xin ra mắt các vị đạo hiếu, ta thuộc hàng pháp khí, hoàn toàn khác loại với cương thi, bộ xương giao long hớn hở vẫy tay chào rồi tự giới thiệu với Tống Thư Hàng, dù bị người ta nhận lầm là cương thi nhưng nó cũng không hề tức giận. Tống Thư Hàng Bần Tăng là cửu đăng, cửu đăng cô nương chắp tay, đáp lời với long cốt ta tên là Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng ôm quyền nói, cứ cảm thấy chuyện này quỷ dị thế nào ấy. Chào các đạo hữu, hai vị đạo hữu tới đây bằng cách nào thế? Đã lâu lắm rồi ta không thấy có khách tới, khớp miệng trên mặt long cốt cử động, giống như đang cười. Khoan mãi khoan mãi, sau đó tình cờ khoan tới chỗ này luôn. Cửu đăng cô nương đáp. Đốm đỏ trong mắt long cốt lóe lóe, cười nói, hóa ra là thế, tình cờ đi vào trong này sao? Dừng lại một lúc, hắn lại cười nói thiên lôi chư chơi xỏ đúng không cửu đăng cô nương tự hiểu trong lòng là được rồi cớ chi phải nói huỵch vẹt ra thế ngay cả đạo lý này cũng không hiểu thì sẽ bị ghét bỏ đấy long cốt dùng móng vuốt gõ lên nắp quan tài đồng xanh nói mà này các người tìm thiên lôi chư có chuyện gì thế cửu đăng không trả lời lùi lại một bước đẩy tống thư hàng lên trước tống thư hàng khụ một tiếng ôm quyền nói chúng ta tới đây là vì muốn cầu một gốc long cốt khô đằng của thiên lôi chưa tiền bối nhưng thiên lôi chưa đang chuẩn bị đi ngủ chê hai người bọn ta ồn ào quá nên ném bọn ta tới đây hóa ra là muốn long cốt khô đằng hà thứ này trên người ta có đây long cốt cười hắc hắc nói mỗi lần ta tỉnh lại thì trên người đều mọc ra cái thứ đó bực chết đi được bất quá khi nhổ nó ra khỏi xương cốt của mình thì sẽ thoải mái lắm giống như nhổ được một cây gai ghim ở trong thịt da ấy thoải mái cực kỳ. Tống thư Hàng nghe thấy thế thì hai mắt lập tức sáng lên, Long cốt. Đạo hữu, vậy ngươi có thể cho ta một ít Long cốt khô đằng được không? Không thành vấn đề, hơn nữa ta có thể cho ngươi nhiều luôn, đợi một lát nhé, để ta đếm xem trên người mình có bao nhiêu gốc." Nói xong, Long cốt hiên lặng lùi về bên trong Cố quan tài bằng đồng xanh. Sau đó, bên trong Cố quan tài đồng xanh vang lên tiếng đếm của nó, 1, 2, 3, 10, 15, 16. Sau khi đếm xong, long cốt lại ló nửa cái đầu ra, lần này tổng cộng có 16 gốc long cốt khô đằng đây. Ta có thể cho ngươi hết luôn cũng được, nhưng ngươi cũng phải giúp ta chút việc mới được." Mời nói, Tống thư hàng kích động nói ngay. "Chuyện này đơn giản lắm, có nhìn thấy cái quan tài thủy tinh ở giữa hay không?" Long cốt chỉ vào cái quan tài thủy tinh chứa tiểu bạch long kia. Tống thư hàng gật đầu. "Ờ, rồi ngươi có thấy cái hõm ở bên cạnh quan tài thủy tinh hay không? Làm phiền đạo hữu qua đó, rót một chén máu vào bên trong cái hõm đó. Sau khi làm xong, 16 gốc long cốt khô đằng này sẽ thuộc về đạo hữu." Long cốt cười ha ha nói. Tống Thư Hàng nghi hoặc nhìn về phía cái hõm đó, sau đó mặt mày hắn tái mét, bởi vì cái chén mà Long cốt nói tuyệt đối là dùng hình thể của Long cốt để đo. Đối với Tống Thư Hàng mà nói, cái hõm kia quả thực to như một cái thau nhỏ nếu hắn mà rót một chén thật thì sẽ ngỏm mất tống thư hàng nuốt một ngụm nước bọt quay đầu lại hỏi dò phải rót đầy à không cần không cần đâu chỉ cần rót một lượng chừng một chén của các ngươi là đủ long cốt cười nói tống thư hàng lại nhìn về phía cửu đăng hắn sợ lỡ như rót máu vào trong cái hõm của quan tài thủy tinh kia xong lại kích hoạt thứ gì đó đáng sợ thì sẽ phiền lắm yên tâm đi có thiên lôi chưa tiền bối ở bên trên dõi theo sẽ không xảy ra chuyện to tát gì đâu. Chắc là thế, cửu đăng nói. Tống Thư Hàng gật đầu, đi tới bên cạnh cái hóm kia, vươn cổ tay ra, chuẩn bị cầm bảo đao bá toái xoẹt một đường trên cổ tay của mình thật tiêu sái như trong mấy bộ phim trường. Nhưng lúc thật sự phải ra tay thì hắn lại không biết cắt chỗ nào đây. Dù sao thì hắn cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào, lỡ như cắt sâu quá, rót nhiều máu quá thì cũng nguy lắm. Cắt nông máu chạy ít thì cũng không nên. Cửu đăng cô nương, phiền cô giúp ta một chút, giúp ta lấy máu nhé. Tống Thư Hàng cười khan nói. Được, cửu đăng cô nương vui vẻ nhận lấy bảo đao bá toái trong tay Tống Thư Hàng, cắt một đường thật mạnh trên cổ tay của hắn. Không phải tay của mình, nên cắt cũng chẳng xót lòng chút nào. Máu chảy róc rách, Tống Thư Hàng nhìn thấy dòng máu chảy ra không ngừng như thế thì nhói trong tim một chút. Nháy mắt đã rót đủ một chén máu vào trong cái hõm kia rồi. Tiếp theo, Cửu đang giơ tay siết nhẹ lên cổ tay của Tống thư hàng một cái, máu lập tức ngừng chảy. Sau khi máu tươi rót vào bên trong cái hõm xong, dọc theo một khe nhỏ chảy tới bốn phía của quan tài thủy tinh, bao phủ toàn bộ quan tài. Tiếp theo chắc là quan tài thủy tinh sẽ có biến hóa gì đó nhỉ? Chấm chấm. Đốm sáng màu đỏ trong hốc mắt của Long Cốt lóe lên liên tục, giống như đang chờ mong vào sự biến hóa có thể xảy ra tiếp theo. Nhưng chờ cả buổi trời mà cái quan tài thủy tinh vẫn không có chút thay đổi gì long cốt im lặng thở dài tống thư hàng nghi hoặc quay đầu lại hỏi thử thất bại rồi sao không phải thất bại chỉ là không thành công mà thôi long cốt thở dài một hơi vậy cần ta rót thêm chút máu nữa không tống thư hàng hỏi thử không cần đâu cảm ơn đạo hiếu đốm sáng màu đỏ trong hốc mắt của long cốt bình tĩnh trở lại sau đó hắn vói móng vuốt mò mò lấy ra 16 gốc long cốt khô đằng đưa về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhận lấy một nhúm long cốt khô đằng kia. Mấy gốc long cốt khô đằng này đều rất ngắn, mỗi cây chỉ dài cỡ chừng một bàn tay, hơn nữa lại mỏng mảnh như sợi tóc. Nhưng nếu như nhìn kỹ thì lại có thể thấy trên mỗi một sợi dây khô quắp mỏng tang như tóc này đều có hình dao long vô cùng sống động, có sừng, có vuốt, vô cùng xinh đẹp. Giao dịch xong rồi, vậy thì ta sẽ đưa hai vị đạo hữu rời khỏi nơi này vậy tuy rằng ta rất muốn giữ hai vị lại chuyện trò với ta thêm chút nữa, nhưng bên trong mộ huyệt này tràn ngập khí tức Long Thi. Ở lại nơi này lâu sẽ ảnh hưởng tới thân thể của hai vị. Long Cốt dịu giọng nói. Sau một khác, không đợi Tống Thư Hàng và Cửu đang nói thêm điều gì, hắn vỗ nhẹ hai vuốt, thân thể của hai người bọn họ bay lên. Bên trên ngôi mộ kín mít chợt tách ra thành một thông đạo, thân thể của hai người nhẹ nhàng bay ra ngoài theo thông đạo kia. Đợi sau khi hai người bọn họ đã biến mất hẳn, Long cốt mới quay đầu nhìn về phía quan tài thủy tinh thần nữa, thở dài một hơi, lại không phải là hắn, rồi. Sau khi thở dài xong, Long cốt thò hơn nửa người của mình ra, phố cố quan tài đồng xanh kế bên, Long chảo, dậy đi, tới lúc thay ca rồi, lần này tới phiên ngươi ra mặt đấy, ta phải ngủ một giấc rồi. Ừm, để cho ta ngủ thêm một trăm năm nữa đi mà. Bên trong cố quan tài thanh đồng kế bên phát ra giọng nói rất chân chất ngủ em gái ngươi, rời quẩy đi. Long cốt vỗ nắp quan tài rầm rầm, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc. Cả buổi sau, nắp quan tài đồng cổ kế bên mới hé ra một khay nhỏ, lộ ra một cái móng. Lúc này Long cốt mới vừa lòng gật đầu, lùi vào trong quan tài đồng xanh của mình, đậy kín nắp quan có thể ngủ một giấc ngon lành rồi. Chấm chấm. Lúc này, ở trong tu chân thế gia họ sở. Vũ Nhu Tử ngồi trên thảm cỏ, đôi chân thon dài co lên, để lộ ra độ cong mê người, ngón chân trắng nõn ngoe ngoe trông vô cùng đáng yêu. Cô đặt một cái laptop trên đùi, trên màn hình là rất nhiều bức ảnh đẹp. Có bạch tiền bối cột tóc hai chung, có ảnh bạch tiền bối cột đuôi ngựa, có bạch tiền bối thắt bím, có bạch tiền bối búi củ tỏi, có bạch tiền bối búi hai cục, nói chung là ảnh chụp bạch tiền bối làm tóc đủ kiểu. Bàn tay nhỏ bé của Vũ Nhu Tử lướt chép nhoáng trên bàn phím, chọn lựa kỹ càng mấy bức ảnh này, không cần dùng mấy áp chỉnh 360 độ, chỉ chỉnh lại kích thước ảnh mà thôi. Ái chà, vốn còn muốn chọn ra mấy bức gửi cho Tống Tiền Bối xem, nhưng bức nào trông Bạch Tiền Bối cũng đáng yêu quá đi mất. Quả nhiên, cứ đưa hết cho Tống Tiền Bối đi vậy. Vũ Nhu Tử lầm bẩm. Sau đó, cô chỉnh lại ảnh của Bạch Tiền Bối. Thật ra còn đủ kiểu mim như, mim Bạch Tiền Bối mỉm cười, mim Bạch Tiền Bối ngẩn người, mim Bạch Tiền Bối bán manh, mim Bạch Tiền Bối làm núm. Đủ loại mim. Cuối cùng cô gom mớ mìm này thành một bộ ảnh mìm. Mình đúng là thông minh mà, Vũ Nhu Tử thầm khen bản thân. chương 310, Nguyện vọng thứ 7. Vũ Nhu Tử, đang làm gì thế? Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa truyền tới từ phía xa. Vũ Nhu Tử vội vàng đóng laptop, quay đầu nhìn về phía người đang đi đến. Đó là một cô gái khoảng 20 năm, 26 tuổi, nhưng gương mặt lại có vẻ chín chắn, trưởng thành hơn tuổi thực rất nhiều, cô ấy chính là bạn thân của Vũ Nhu Tử, con gái nhà họ Sở, thành viên của một tu chân thế gia, Sở Xuân Huỳnh. Sở tỷ tỷ, hi hi, ta đang nói chuyện phiếm với một vị tiền bối thôi. Vũ Nhu Tử cất laptop đi, đứng lên duỗi lưng một cái, sau đó chạy đến bên người Sở Xuân Huỳnh, áp đầu xuống phần bụng hơi nhô lên của cô ấy, nhẹ giọng hỏi em bé gần đây thế nào. Còn đá ngươi không, hôm qua đá mấy lần rồi. Sở Xuân Huỳnh cười nói, hỏi mấy câu như vậy, thì ngươi bảo ta trả lời như thế nào? Ta cũng không rảnh mà đếm xem một ngày nó đá mấy lần. Ta cảm giác sau này nếu có mang thai chắc mình sẽ đếm được, hơn nữa còn sẽ nhớ kỹ. Vũ Nhu tử cười lộ răng nanh, "Sau này, bé nhà ta đá cái nào, ta ghi vào vở cái đó, chờ nó lớn lên rồi sẽ đem ra tính nợ." Nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc của Vũ Nhu tử, Sở Xuân Huỳnh dở khóc dở cười nói, "Ngươi còn chưa kết hôn cơ mà, nghĩ đến con cái làm gì?" cẩn thận nói trước bước không qua. Hi hi, vũ nhu tử cẩn thân đưa lỗ tai áp vào bụng ngươi, nghe tiếng em bé bên trong. Sở Xuân Huỳnh nhẹ nhàng xoa xoa đầu vũ nhu tử. Thật sự rất hâm mộ, hâm mộ thật đấy, đã mấy chục năm trôi qua rồi mà tính cách của vũ nhu tử vẫn chẳng thay đổi là mấy, vẫn vô tư trong sáng như trước, đối với mọi sự vật đều tràn đầy tò mò và nhiệt tình. Linh Diệp tôn giả, thật sự rất yêu thương cô con gái ruột này đây. Mà cô, dù chỉ lớn hơn vũ nhu tử 3 tuổi nhưng lại trải qua quá nhiều chuyện giờ còn làm vợ người ta nên càng thấy mình già đi nhiều khi ở cùng vũ nhu tử sở xuân huỳnh chỉ cảm thấy mình không giống một người chị mà giống một người mẹ hơn mà nói tóm lại tu chân giới vẫn là thế giới nhìn thực lực mà nói chuyện nắm đấm của nhà họ sở không đủ cứng nên mới dẫn đến nhiều chuyện phiền phức như vậy nhìn vũ nhu tử ánh mắt sở xuân huynh rất nhu hòa nhưng trong lòng lại thầm thở dài Lúc đầu, cô ta vốn là không muốn để Vũ Nhu Tử bị cuốn vào loại chuyện này, luôn cảm thấy mình không nỡ để cho Vũ Nhu Tử nhìn thấy những mảng tối đằng sau tu chân giới, lại không nghĩ đến con đường tin tức của Linh Diệp đào tốt như vậy, mình chưa liên lạc với người ta, Vũ Nhu Tử đã tự mình tìm đến tận nơi muốn giúp. Cảm ơn ngươi, Vũ Nhu Tử, Sở Xuân Huỳnh nói khẽ. Cảm ơn gì chứ, ta đã giúp gì đâu nào, Vũ Nhu Tử ngẩng đầu lên, tiện hỏi việc của môn phái tu chân đó giải quyết thế nào rồi. Bọn chúng chắc không thể cứ ẩn mãi trong bóng tối dùng mấy trò lặt vặt nhắm vào nhà hộ sở chứ. Nếu thứ bọn chúng muốn là kiếm quyết, thì kiểu gì cũng phải lộ mặt, đúng không? Điều bọn chúng muốn đơn giản là chúng ta phải ngoan ngoãn dâng kiếm quyết lên thôi. Sở Xuân Huỳnh nói khẽ. Vũ Nhu Tử nghiến răng nghiến lợi đầy oán hận. Sở tỷ tỷ, các trưởng bối trong nhà ngươi định đối phó thế nào? Các bô lão trong nhà nói, bọn chúng đã muốn sĩ diện, thì chúng ta vạch mặt luôn. Sở Xuân Huỳnh nhếch miệng lên, ánh mắt sắc bén, nói. Bọn họ muốn ép đối phương lên, đoạn thiên đài. Đoạn thiên đài là chỗ để khi hai thế lực tu chân có mâu thuẫn không thể giải quyết một cách hòa bình, nhưng chưa đến mức phải nổ ra trận chiến sống còn, thì sẽ cử người nhà ra làm một trận để quyết định kết quả. Trên đoạn tiên đài, sống chết không ý kiến. Sau khi có kết quả ở đoạn thiên đài, bất cứ ân oán khúc mắc gì cũng phải xóa bỏ. Đương nhiên, mặt ngoài thì thế, ân oán thực sự không thể cứ nói xong là xong được. Thứ này chẳng ai kiểm soát nổi. Đoạn tiên đài, để ta lên, ta muốn lên." Ánh mắt Vũ Nhu Tử sáng lên, cô siết chặt nắm tay. "Tỷ tỷ, để ta ra cho. Ở đó mà trông, ta sẽ đánh cho cả môn phái nhà chúng nó tan tác." Sự tự tin của Vũ Nhu Tử bắt nguồn từ thực lực mạnh mẽ của bản thân. Đối phương chỉ là một môn phái nhỏ so với nguyệt đao tông từng bị diệt môn trong sự kiện tô thị a thập lục thì nhỏ hơn rất nhiều còn yếu hơn cả tiên nông tông toàn bộ môn phái này chỉ ra lò được một vị thái thượng trưởng lão miễn cưỡng mới loi nhoi được lên cảnh giới tứ phẩm mà tuổi thọ cũng chẳng còn lại bao nhiêu tính đến hàng tam phẩm cũng chỉ có trưởng môn phó trưởng môn cùng một vị hộ pháp cả thảy là ba người còn lại phần lớn đều là các đệ tử chỉ có cảnh giới nhị phẩm chỉ cần vị thái thượng trưởng lão kia không tự ra mặt Vũ Nhu Tử một một liền có thể càn quét môn phái đối phương, xông pha hết lần này đến lần khác giết vào giết ra bảy lần AKA Triệu Tử Long. Mà dù vị thái thượng trưởng lão ấy có ra mặt, thì Vũ Nhu Tử cũng chẳng sợ, cha cho cô rất nhiều bảo vật, đừng nói chỉ có tứ phẩm, dẫu gặp phải tu sĩ lục phẩm cô ta cũng có thể chạy thoát. Y tốt của ngươi, ta nhận, Sở Xuân Huỳnh dịu dàng nói. Nhưng là trên đoạn tiên đài sống chết đều phải nhận, hơn nữa chỉ có người nhà họ sở cùng người thuộc môn phái của đối phương có thể lên mà thôi không cho mượn người ngoài người canh gác của đoạn tiên đài đâu phải để làm cảnh nếu người ngoài dám lên đánh hộ thì người hộ đài sẽ chẳng ngần ngại mà tặng ngươi một đao không sao mà lần này ta đi ra cha có cho một cái bảo bối dùng nó thì có thể biến thành bất cứ người nào ta có thể giả dạng thành bất cứ ai trong nhà rồi lên đài thay lấy thực lực của hai nhà chắc chắn không mời được người hộ đài nào ra hồn đâu sẽ không ai nhận ra cả vũ nhu tử dương dương đắc y nói thực lực của người hộ đài cũng có cao có thấp dựa trên tổng thực lực của hai nhà đang xảy ra tranh chấp thì tổng bộ sẽ lựa người mà cử xuống nói rồi vũ nhu tử đưa tay lên sờ lên ngực mình vũ nhu tử lộ vẻ bực dọc thôi xong món bảo bối ấy ta đưa cho tống tiền bối rồi bây giờ ổng vẫn đang giữ cảm ơn vũ nhu tử nhưng thật sự không cần đầu chính bọn ta có thể giải quyết mà. Sở Xuân Huỳnh khẽ cười nói. Trên biển Đông, Bạch Tôn Giả đang ngồi ở trên thân một con cá lớn. Ở bên cạnh hắn, đậu đậu cùng với tiểu hòa thượng đã tỉnh lại, nhưng cả hai đều còn bất động, chỉ trong mắt là có thể đảo qua đảo lại. Ở trên thân cá lớn, Bạch Tôn Giả bày ra từng cây thăm trúc, giống như đang tạo ra một trận pháp nào đó. Thử thêm lần nữa xem, ta cứ có cảm giác nếu mình thật sự muốn tìm cái đảo thần bí kia, thì hẳn phải tìm được mới đúng. Bạch tôn giả lầm bẩm nói. Trận pháp mà hắn bày xuống là để bói toán. Lần này bạch tiền bối rất nghiêm túc muốn tìm mọi thứ liên quan đến đảo thần bí. Bên trên thiên giới đảo, Tống Thư Hàng cùng cửu đăng cô nương lại leo lên chiếc thuyền con kia một lần nữa, khua mái chèo rồi trở lại ngôi chùa của cửu đăng. Cửu đăng ngồi trở lại vị trí của mình, tiếp tục chống một tay lên cầm ngón tay gõ gõ mặt bàn. Cửu đăng cô nương, có giấy với bút không? Tống Thư Hằng lên tiếng hỏi dò. Có, để làm gì? Cửu đang đưa ra một quyển giấy trắng với cây bút. Tống Thư Hằng nhận lấy giấy bút, bắt đầu viết nguyệt ngoạc lên trên mấy chữ long cốt khô đằng. Chờ chữ khô đi, dùng giấy gói 16 cây long cốt khô đằng lại. Viết xong rồi hắn lại chợt nhớ đến một vấn đề, liền hỏi. Đúng rồi cửu đăng cô nương, đến lúc ta rời đảo, sau khi ký ức bị phong ấn rồi, mấy chữ này chắc không bị hủy đi chứ lòng cốt khô đằng tạo hình không đặc biệt gì lắm đến lúc quên sạch ký ức mình chẳng nhớ ra được đây là cái gì tiện tay ném mất thì toi cơm rồi về sau chẳng may nhớ ra chắc là khóc muốn mù yên tâm đi mấy chữ này không liên quan gì đến thiên giới đảo sẽ không bị xóa đi cửu đăng cô nương nói giọng khẳng định vậy là tốt rồi cảm ơn nhiều lắm tống thư hằng thở phào nhẹ nhõm ha 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 cái câu cảm ơn nhiều đó nghe được đấy cửu đăng cô nương cười nói ta rất thích, Tống Thư Hằng tiếp lời. Cửu đăng cô nương xứng người, sao ngươi lại chặn hỏng ta? Bị ngươi nuốt mất chứ, cảm giác sảng khoái của ta đi tong một nửa rồi. Tống Thư Hằng, bằng, bằng. Cửu đăng cô nương trợn mắt khinh bỉ, sau đó lại móc ra tập ghi chú, ở phía trên vạch mạnh một cái. Sáu hoàn thành một nguyện vọng không lớn không nhỏ của hắn mới gạch xong. Cái nguyện vọng mới đầu nhìn thì tưởng rắc rối, nhưng không ngờ lại hoàn thành suôn sẻ như vậy suốt cuộc cũng tới cái nguyện vọng cuối cùng rồi, thật có chút kích động. Nguyện vọng cuối cùng của mình sẽ là gì đây? Sau khi cái nguyện vọng thứ sáu được gạch đi, nguyện vọng cuối cùng liền hiện lên. Bảy cuối cùng, ta muốn trở thành một cô dâu hạnh phúc. Mới nhìn đến đoạn mở đầu này, sắc mặt cửu đăng cô nương liền trắng bệch. Cô cắn chặt răng, gắng nhìn cho nốt. Sau đó sinh cho hắn hai đứa con đáng yêu, một trai, một gái. Cửu đăng cô nương vò mặt mặt mình rồi đập đầu xuống bàn bôm bốp. Bộp bộp bộp, không biết mặt bàn làm từ gì mà giờ đang bung bét một đống mảnh vụn. Tống Thư Hằng nhìn cửu đăng cô nương đột nhiên lên cơn động kinh hỏi. Cửu đăng cô nương, cô đang làm gì thế? Cửu đăng cô nương ngẩng đầu lên, nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Không có gì, ta muốn được yên tĩnh một chút. Tống Thư Hằng há hốc miệng, nhưng vẫn giữ yên lặng. Cửu đăng cô nương vẩy vẩy đi mấy mảnh gỗ vụn trên đầu, rồi đọc tiếp kết hôn rồi lại còn sinh con nữa nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi mà lại còn nhất định phải sinh một trai một gái nữa chuyện này sao ta kiểm soát được chứ được rồi có lẽ tu sĩ sẽ có cách nào đó nhưng vấn đề không phải cái này nha vấn đề là phải sinh con đấy cái nguyện vọng này đáng sợ chết mất sau đó ở cạnh bên hắn cùng hắn già đi nhìn con trai trưởng thành cưới con dâu nhìn con gái lớn dần lên từ khi nó còn bé, ta sẽ cho nó nuôi một mái tóc thật là dài, rồi cắt một cái mái bằng thật là đáng yêu. Rồi còn cho con bé mặc áo váy thật đẹp, đi một đôi giày xinh xinh. Nhớ rồi, tóc dài. Hình như đây là oán niệm khi mình nghe tin phải cạo đầu để xuất ra đây mà. Mẹ nó chứ, cạo chọc thôi, làm gì phải thích oán niệm như vậy. Có biết đầu chọc tốt thế nào không hả? Không cần phải gội, lúc ngủ cũng không phải chỉnh tóc, sợ ép đầu các thể loại đọc tiếp nào. Cuối cùng, cùng với hắn nuôi con gái lớn lên, gả nó đi thật xa, rồi hai ông bà già chúng mình sẽ cùng chui vào chân mà khóc sướt mướt. Cửu đăng cô nương, bằng, bằng. Trường 311, lẽ nào cuộc đời của mình sơ ý bị ấn phải nút tua nhanh à? Trong lòng của cửu đăng cô nương hoàn toàn sụp đổ. Tại sao mình phải khóc lóc suốt mướt chứ, lại còn phải chui vào trong chăn để khóc nữa là sao? Đây là cái nguyện vọng quỷ quái gì đây? tại sao khi còn là thiếu nữ mình lại suy nghĩ xa xôi đến chứ tại sao rốt cuộc là tại sao tâm hồn thiếu nữ đâu tâm hồn thiếu nữ đã nói đâu đây rõ ràng là tâm hồn của thiếu phụ mà không đây là tâm hồn của bà của mẹ mới đúng hoàn toàn không dính dáng gì với tâm hồn thiếu nữ cả cửu đang dùng đầu nện xuống bàn lần nữa dù vừa chắc vừa dày nhưng chiếc bàn cũng không chịu được lực mạnh như vậy trên mặt bàn dần dần xuất hiện vết nứt, cuối cùng chiếc bàn vỡ tan tành. Tống Thư Hàng ngậm miệng lại, im lặng nhìn Cửu Đăng lên cơn động kinh, không dám lên tiếng ngăn cản. Cửu Đăng cô nương đầu dính toàn mảnh vỡ và vụn bụi của chiếc bàn, cô ngẩng đầu lên nhìn Tống Thư Hàng thật sự phải kết hôn sinh thêm hai đứa con với hắn sao? Làm sao mà làm thế được, giới tính khác nhau thì sinh con kiểu gì bây giờ? Huyền phải làm sao để phá bỏ nguyện vọng này đây? Bum bum bum. Tống Thư Hàng nghe thấy tiếng pháo nổ vang lên bên tai, có vẻ như rất náo nhiệt. u à, có chuyện gì thế này? Tống Thư Hàng mở to hai mắt, ngơ ngác ngồi xuống trước gương. Có mấy người thợ trang điểm đang ngồi kế bên trang điểm cho hắn, chết đủ loại son phấn lên mặt hắn tới tấp. Bên phải là một hàng lễ phục, mà hắn lúc này cũng đang mặc một bộ lễ phục màu đen. Đằng sau hắn là mẹ Tống và ba với vẻ mặt vui mừng. Mọi chuyện phát triển kiểu gì thế này? cuối cùng cũng đến lúc thư hàng lấy vợ rồi. Mẹ Tống vừa cười vừa khóc, thỉnh thoảng lại lau lệ ở bên khóe mắt. Đúng là không dễ dàng gì, hai, mẹ nó à, sao bà lại khóc thế? Hôm nay là ngày vui của con mà, mau lau nước mắt đi, để người khác nhìn thấy sẽ bị chê cưới đấy. Ba Tống nhỏ giọng nói. Cái gì, cưới vợ? Lỗ tai của hắn có vấn đề sao? Tại sao tự nhiên lại biến thành cưới vợ thế này? Khoan đã, để mình nhớ kỹ lại cái đã. Chấm. Tống Thư Hàng nhớ mang máng, hắn và Thổ Ba, Cao Mỗ Mỗ, anh em ra cát Trung Dương, còn có chị em Lục Phi cùng nhau đi đến một hòn đảo nghỉ dưỡng ở Biển Đông. Trên đường đi, máy bay gặp sự cố, sau đó chiếc máy bay gặp nạn đưa bọn hắn đến một hòn đảo thần bí, tiếp theo đó. Mẹ nó, những ký ức liên quan đến chuyện xảy ra trên hòn đảo thần bí đó đều bị mất hết rồi. Trí nhớ của mình đã bị phong ấn rồi sao? Tống thư hàng nhíu mày cố nhớ lại nhưng không nghĩ ra cái gì, quả nhiên trí nhớ đã bị phong ấn rồi. Thôi được rồi, cho dù không có những ký ức liên quan đến hòn đảo thần bí đó nhưng chuyện đang xảy ra là sao đây? Tại sao mình lại phải trang điểm? Còn nữa, vừa nãy cha mẹ nói cái gì nhỉ? Lấy vợ à? Đùa gì thế này, mình còn chưa yêu đương gì cả mà, tại sao lại nhảy qua bước yêu đương mà đi thẳng đến kết hôn luôn chứ? Chẳng lẽ cuộc đời mình bất cần bị ấn phải nút tua nhanh rồi sao? Chắc chắn là có chỗ nào có vấn đề rồi. Tống Thư Hàng lập tức nhớ đến nhóm Cửu Châu số 1. Rốt cuộc các tiền bối đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy nghĩ thì đoạn nói chuyện của ba Tống và mẹ Tống lại tiếp tục truyền đến. Mẹ Tống nói, "Đấy là do tôi xúc động quá thôi." Bà lau nước mắt, nói tiếp, "Từ khi Thư Hàng và bạn đi du lịch, máy bay gặp sự cố vào 4 năm trước xong, nó vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nó như thế 4 năm rồi, tôi cũng không biết phải làm thế nào mới được. Mắt thấy cả đám con trai nhà hàng xóm đều đã kết hôn lập gia đình cả rồi, lại nghĩ đến thư hàng ngốc nghếch nhà chúng ta không lấy được vợ, lòng tôi khó chịu lắm, hàng đêm đau lòng không thể an giấc. Cái gì? 4 năm, từ khi mình thoát khỏi hòn đảo thần bí đến nay đã là 4 năm. Hơn nữa trong khoảng thời gian này mình còn bị biến thành đứa ngốc. Chẳng lẽ lúc mình thoát khỏi hòn đảo thần bí Lúc lập nên phong ấn ký ức trong não hải của mình đã xảy ra trục trặc gì đó, vô tình biến mình thành thằng ngốc suốt 4 năm à. Đáng sợ quá, bản thân mình lại bị biến thành thằng ngốc 4 năm trời. Mẹ tống nghẹn ngào một lúc, nhưng tôi thật không ngờ, 4 năm trước không biết Thư Hàng đã hẹn ước với cô gái kia từ khi nào, hơn nữa cô ấy cũng không chê Thư Hàng ngốc, đồng ý gả cho nó. Tôi thật sự rất vui, hu hu hu, nếu như Thư Hàng hồi phục lại như bình thường thì tốt rồi, hu hu hu. Bà Tống ôm lấy mẹ Tống, vỗ vỗ lưng bà, nhẹ giọng an ủi. Tống Thư Hàng, cô gái mình hẹn ước 4 năm trước, đồng ý gả cho mình. Là ai nhỉ? Tống Thư Hàng lập tức điểm lại những cô gái đã từng tiếp xúc với hắn 4 năm trước. Hắn nghĩ ngay đến Lục Phi, dù gì thì cô ấy cũng là người đầu tiên tỏ tình với hắn, nhưng tỷ lệ cô ấy đồng ý gả cho thằng ngốc như hắn là thấp nhất, quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn chưa tốt tới mức đó. Người tiếp theo hắn nghĩ đến là Vũ Nhu Tử, tuy hắn rất hy vọng là cô ấy, nhưng khả năng này cũng không lớn. Cô ấy chỉ coi Tống Thư Hàng như một tiền bối nhiệt tình trong nhóm Cửu Châu số 1, một, một người tốt bụng từng giúp đỡ cô ấy mà thôi. Hai người tổng cộng chỉ gặp qua hai lần, căn bản không hề có kiểu quan hệ nam nữ kia. Tiếp đến là Tô Thị A thập lục, cũng giống như Vũ Như Tử, Tô Thị A thập lục cũng mới chỉ gặp Tống Thư Hàng vài lần. Tuy nhiên so với quan hệ đơn thuần với Vũ Nhu Tử thì quan hệ của Tống Thư Hàng và Tô Thị A thập lục phức tạp hơn một chút. Tuy nhiên, khả năng là cô ấy cũng rất nhỏ. Thiên Hà Tô thị là một thế gia rất lớn mạnh, thế lực không thua kém những môn phái hàng đầu như Vô Cực Ma Tông. Tô Thị A thập lục muốn kết hôn cũng không phải là một chuyện đơn giản, càng đừng nói đến việc gả cho một kẻ rơi vào tình trạng si ngốc như Tống Thư Hàng hắn. Ngoài ba cô gái này, trong tay của mình còn có một cô nàng thông nương đang mọc ở trên Ngộ Đạo Thạch nhưng thông nương chỉ hận không thể cắn thịt của hắn đây làm sao có thể gả cho hắn được chứ nói không chừng cô ấy còn hận sao tống thư hàng không chết sớm cho rồi khoan đã trong bốn năm mình bị mất trí nhớ thì bạch tiền bối đã đi đâu rồi chẳng lẽ đến bạch tiền bối cũng không thể chữa khỏi bệnh mất trí nhớ của hắn nên chỉ đành rời khỏi à bạch tiền bối có để lại lời nhắn gì cho hắn không nhỉ đau đầu quá đi mất tự dưng lại mất trí nhớ tận bốn năm Đúng lúc Tống Thư Hàng đang vô cùng khổ não thì ba Tống bước đến, kéo Tống Thư Hàng lúc này đã mặc xong lễ phục lên. "Đi thôi con trai, hôm nay là ngày vui của con, nhớ kỹ, không được quậy phá nhé." Ba Tống vỗ vỗ bả vai của Tống Thư Hàng, đưa tay kéo hắn đứng lên, dẫn hắn xuống lầu. Tống Thư Hàng cười khổ, đi theo ba Tống xuống lầu. Hôn lễ được tổ chức tại một nhà thờ lớn ở thành phố Văn Châu. Đúng thế, Tống Thư Hàng không nghe nhầm chính là cái nhà thờ rộng lớn kia. Ở Văn Châu nó rất nổi tiếng, có rất nhiều cặp vợ chồng đều chọn nơi này để tổ chức hôn lễ. Nhưng Tống thư hàng cứ có cảm giác khó chịu khi tổ chức hôn lễ ở nhà thờ này. Tống thư hàng trong trạng thái ngu người, bị ba tống nhét lên xe hoa, cùng ba tống lên đường đến nhà thờ. Lúc bước từ xe cưới xuống, hắn thấy bên cạnh giáo đường đã chật ních người. Có thổ ba, phiên bản trưởng thành, bọn cao mố mố, Dương Đức còn có cả gia cát Trung Dương, gia cát Nguyệt, bên cạnh là chị em Lục Phi, cô dâu quả nhiên không phải là Lục Phi. Ngoài những người bạn đại học ra còn có những người bạn thời nhỏ của Tống Thư Hàng, hàng xóm láng giềng và rất nhiều người thân khác. Lúc nhìn thấy Tống Thư Hàng, bạn bè thân hữu đều gửi đến hắn những lời chúc phúc chân thành nhất. Ba Tống dẫn Tống Thư Hàng đi theo thảm đỏ vào trong nhà thờ. Bởi vì tình trạng của Tống Thư Hàng khá đặc biệt nên cần ba Tống dắt hắn đi sau khi bước vào giáo đường rộng lớn, Tống Thư Hàng có thể nhìn thấy bên trong có nhiều người thân và bạn bè hơn nữa. Đồng thời, người đang bước đến trước mặt hắn là một cô gái mặc váy cưới màu trắng tinh khôi. Một người đàn ông trung niên cầm tay cô ấy, khoan thai bước về phía Tống Thư Hàng. Trên đầu cô ấy đeo khăn voan màu trắng tinh, mạng che mặt của cô ấy rất đặc biệt, không phải là kiểu trong suốt mà là khăn voan trắng phối với nhiều chuỗi chân châu, che kín hết mặt cô dâu. Dù Tống Thư Hàng căng mắt ra nhìn thì cũng không thấy rõ mặt của cô dâu. Dù không thấy rõ mặt của cô ấy nhưng thân hình của cô gái này rất đẹp, đường cong chữ S hoàn mỹ, chỗ nên to thì to, chỗ nên thon thì thon. Dựa vào thân hình hoàn hảo này, chỉ cần gương mặt không quá tệ thì cô gái này hoàn toàn có khả năng được xem là mỹ nữ. Sẽ là ai đây? Tống Thư Hàng vô cùng tò mò, cô gái đồng ý gả cho hắn dù hắn đã bị ngốc 4 năm trời này rốt cuộc là ai? có khi nào mình thành đứa đi đổ vỏ cho thằng khác không? Khi cô gái đó đi đến trước mặt Tống Thư Hàng, Tống Thư Hàng đè nèn sự hiếu kỳ của mình xuống, giơ tay ra đón lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô dâu từ tay người đàn ông trung niên kia, giống như những chú rể bình thường khác, sau đó nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay cô ấy. Mẹ Tống vui mừng đến mức rơi lệ. Trên gương mặt ba Tống cũng tràn đầy sự vui sướng. Nhạc đám cưới vang lên. Tèn 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 tương đương tèn 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 tương đương. Tống Thư Hàng nắm lấy bàn tay mềm mại như không xương của vị hôn thê, hai người chậm rãi bước đến trước mặt vị cha xứ chủ trì hôn lễ. Có lẽ vì biết Tống Thư Hàng là một đứa ngốc nên vị cha xứ đó không nói câu nào dư thừa cả, không có câu hỏi kinh điển kiểu dù sau này cô ấy giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, con cũng đồng ý ở bên cạnh cô ấy vĩnh viễn chứ. Cũng không có câu hỏi, con có đồng ý gả cho cậu ấy không? Hay con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ không? cha xứ vừa bước lên đã cầm quyền, kinh thánh, trực tiếp cầu nguyện chúc phúc cho đôi vợ chồng mới, chúc họ ân ái suốt đời, giang long đầu bạc. Sau khi chúc phúc xong cũng không nói lời dư thừa nào, trực tiếp cho hai người trao nhẫn cưới. Mọi thứ đều được giản lược. Tống Thư Hàng áp chế sự hiếu kỳ trong lòng, trao nhẫn cưới cho cô dâu. Chiếc nhẫn kim cương lớn sáng lấp lánh ở trên tay hắn và cô dâu. Dù vậy, cho đến giờ phút này, cảm giác không chân thật trong lòng Tống thư hàng vẫn rất mãnh liệt. Lúc này tâm trạng của hắn có thể diễn đạt bằng một câu mẹ nó, thế mà mình đã kết hôn rồi à? Mong chúa chúc phúc cho hai con, cha xứ lớn tiếng chúc phúc cho cặp vợ chồng mới cưới. Tiếp theo là thời khắc quan trọng nhất. Chương 312, hệ liệt nắm tay thôi cũng mang thai. Vén hộp sọ của cô dâu. À không đúng, vén khăn đỏ của cô, cũng không đúng, vén mạng che mặt màu trắng lúc vén mạng che mặt, Tống Thư Hàng nhìn thấy một gương mặt nhỏ nhắn với ngũ quan tinh xảo, nhẹ nhàng trang nhã, chỉ thoa một lớp phấn mỏng, quả đúng là một cô gái xinh đẹp. Tuy rằng nhìn tổng thể thì có chút anh khí, nhưng trên mặt của cô ấy có cảm giác dịu dàng cực đẹp, thoát cái đã làm vơi đi vẻ anh khí kia của cô. Khi nhìn thấy gương mặt này, Tống Thư Hàng cảm thấy nghi hoặc cô gái này không nằm trong số những người hắn quen biết mà. Cô ấy là ai đây? Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy trông cô gái này có hơi quen mặt nhưng nhất thời lại không nhớ ra mình đã gặp cô ấy ở đâu. Khoan đã, chắc không phải có liên quan đến ký ức về hòn đảo thần bí đã bị mất của hắn đấy chứ. Hay đây là cô gái mình đã quen trong 4 năm bị mất đi ký ức kia. Tống Thư Hàng vừa nghĩ vừa tiếp tục vén mạng che mặt lên. Ấy, hình như có chỗ nào đó không đúng. Tóc đâu rồi? Tóc của cô dâu đâu rồi? Đã vén hết mạng che mặt lên đến mang tai rồi mà vẫn không thấy một cọng tóc đen nào cả theo lý thuyết thì vén tới đây rồi, không phải sẽ thấy mái tóc đen mướt xinh đẹp của cô dâu à? Sao cứ cảm thấy có gì đó không ổn lắm? Tống Thư Hàng tiếp tục kéo mạng che mặt lên cao hơn chút nữa, đáng lẽ sau khi kéo mạng che mặt lên thì có thể vén ra sau đầu, để rũ xuống mái tóc của cô dâu, rũ xuống sau lưng, vô cùng xinh đẹp. Nhưng khi Tống Thư Hàng kéo lên tới đây rồi, mạng che mặt lại không có chỗ để gài vào, thành ra toàn bộ mạng che mặt đều bị sốc lên. Giây tiếp theo, một cái đầu bóng loáng xuất hiện trước mặt Tống Thư Hàng. Dưới ánh đèn của lễ đường, cái đầu bóng loáng ấy phản chiếu ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Khụ, mái tóc đen nhánh xinh đẹp đâu mất rồi? Tống Thư Hàng tay chân luống cuống cầm lấy mạng che mặt, kéo nó trùm lên đầu cô dâu lại. Cô dâu xinh đẹp không hề sợ hãi chút nào, trên môi cô ấy luôn nở nụ cười mỉm thần bí như cũ, bình tĩnh lại ung dung. Chúng ta hãy chúc phúc cho đôi vợ chồng mới này. Tố chất tâm lý của cha xứ khá mạnh, ông ấy vỗ tay nhiệt liệt, khiến cho tất cả người thân bạn bè trong giáo đường cũng vỗ tay theo, gửi tặng cặp vợ chồng tiếng hoan hô và lời chúc phúc. Trong đầu Tống Thư Hàng lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn hình ảnh một cái đầu bóng loáng, phát ra ánh sáng phản xạ đáng sợ với đủ mọi góc độ vào trong đầu của hắn. Tống Thư Hàng bị chiếu tới mức ngu người. Một lát sau, hắn đột nhiên lóe linh quang. Nhớ ra rồi, hắn nhớ ra mình đã gặp, vị hôn thê, này ở đâu rồi? Người này không phải đại ni cô cửu đăng trong ký ức của thông nương sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, mà còn trở thành vợ chồng với mình nữa là sao? Đùa gì thế này, mình cũng chỉ gặp cô ấy có một lần ở trong mơ thôi mà. Tuy rằng trong giấc mộng ký ức của thông nương thì mình và thông nương đều bị cô ấy xình xịch. Nhưng đó chỉ là mơ thôi mà. Tại sao cô ấy lại chạy đến gả cho mình thế này? Đạo diễn, kịch bản này là ai viết ra đấy hả, lôi ra ngoài chém đi, chém xong rồi còn phải quất xác nữa. Không, chờ đã, để mình bình tĩnh lại cái đã. Liệu có phải mình gặp được cô ấy lúc ở trên hòn đảo thần bí kia không nhỉ? Bởi vì trong ký ức, trên người thông nương có một sợi tơ nhân quả, liên kết mình, thông nương và cửu đăng ở trong ngôi thành trên không. Sau đó, mình và cô ta tự ước hẹn một đời ở trên hòn đảo thần bí ký sao? Có thể lắm chứ, Đáng chết thật, tại sao toàn bộ ký ức trên hòn đảo thần bí lại bị mất sạch thế này, dù chỉ để lại cho mình một chút dấu vết thôi thì mình cũng không đến nỗi bị động như thế này. Đầu óc Tống Thư Hàng vô cùng hỗn loạn. Từ đầu đến cuối, vị hôn thê, à không, bây giờ đã là vợ hắn, vẫn không hề nói ra bất cứ câu nào. Hôn lễ kết thúc gọn lẹ như thế, Tống Thư Hàng và vợ cùng tiến vào động phòng dưới sự hộ tống của người thân bạn bè đáng lẽ ra vẫn còn cảnh khi cô dâu và chú rể phải đi kính rượu mọi người nữa. Nhưng do bây giờ Tống Thư Hàng đã là người ngốc suốt 4 năm trời rồi nên quá trình này đều bị bỏ qua. Mọi người đều có thể thông cảm cả. Tiếp theo là sắp phải động phòng à? Mình sắp phải xếp hình với cô dâu à? Có khi nào bị phạt hay không nhỉ? Bây giờ kiểm duyệt chặt thế cơ mà. Đúng lúc này, giọng nói êm ái của cô vợ vang lên thư hàng ừ anh đây tống thư hàng trả lời cứng ngắc một khắc đáng giá ngàn vàng chúng ta sinh con thôi mặt của cô vợ không có cảm xúc gì nhưng hai má lại ửng hồng có vẻ như rất xấu hổ cái này có phải là hơi nhanh rồi không sinh con là chuyện lớn của đời người đấy tống thư hàng nuốt nước bọt nói ít nhất thì cũng phải để anh làm rõ bốn năm nay đã xảy ra những chuyện gì đã chứ Ví dụ như có phải lúc ở trên hòn đảo thần bí kia, giữa hai chúng ta đã có chuyện gì hay không? Chắc em cũng biết, anh đã bị mất phần trí nhớ khi đó. Những chuyện này không phải là vấn đề gì lớn, em có cả một đời có thể giải thích với anh, đừng nói nhiều nữa, chúng ta nắm tay trước cái đi." Cô vợ cởi găng tay trắng tinh ra, sờ bàn tay nhỏ nhắn về phía Tống Thư Hàng. "Nắm tay á?" Tống Thư Hàng nghi hoặc bước lên trước, nắm lấy tay của cô dâu. "Ừ." sau đó có thể sinh con rồi. Cô vợ nghiêm túc trả lời. Cái gì, trên mặt Tống Thư Hàng đầy vẻ khó tin. Đây là quy định hiện tại đấy, dù là đêm động phòng, chúng ta cũng không được làm gì cả, sẽ bị phạt đấy, tối đa chỉ có thể nắm tay thôi, nắm tay xong là có thể sinh con rồi. Cô vợ xấu hổ nói, đúng rồi, em định sinh con trai trước, sau đó thì sinh thêm một cô con gái. Mẹ nó, Tống Thư Hàng cảm thấy đầu mình sắp chập mạch mất rồi thời gian lại bị tua nhanh à. Trong chớp mắt đã qua 10 tháng rồi. Đúng thế, không hề sai, chỉ trong chớp mắt mà thôi. Tống Thư Hàng chỉ nắm lấy bàn tay trắng nõn của vợ một cái thôi, chỉ chớp mắt một cái. Sau đó, hắn đã xuất hiện trước cửa phòng sinh của bệnh viện. Vợ hắn mệt mỏi nằm trên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn người đang đần thối mặt ra là hắn. Ba Tống và mẹ Tống đứng một bên, mặt cười đến là khoa trương. Mẹ Tống vui mừng nói, là con trai đấy, ba nó à, là con trai đấy. Chúng ta có cháu trai để bế rồi. Ha ha, đúng là không dễ dàng gì, bà xem mũi của đứa bé này giống thư hàng nhà chúng ta biết bao. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn dễ thương quá, bàn tay to của ba Tống dơ lên trên gương mặt của đứa bé, nhưng lại không dám dùng ngón tay sờ vào da của bé, sợ làm bé bị thương. Tống thư hàng, mẹ ơi! Thời gian lại tiếp tục tua nhanh. Lại chớp mắt một cái, Tống Thư Hàng phát hiện con trai của mình đã lớn được 2 tuổi. Đang cưỡi trên cổ của hắn, vui vẻ hô to. Tống Thư Hàng ngơ ngác đứng trong vườn, chơi hái lá trúc với con trai. Cô vợ đứng ở bên cạnh hắn với vẻ mặt điềm tĩnh và nụ cười mỉm. Hiện giờ cô ấy đã có một mái tóc đen, tuy không dài, chỉ đến ngang vai thôi, nhưng rất đẹp. Mái tóc ấy làm giảm bớt nét anh khí trên gương mặt, tăng thêm sự dịu dàng trên mặt của cô. Thư Hàng Cô vợ điềm tĩnh của hắn nhẹ nhàng nói, lại nắm tay lần nữa đi, lần này em muốn sinh một cô con gái thật đáng yêu. Tống Thư Hàng Sau đó, hắn quyết đoán giơ tay ra, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô vợ mình. Tiếp đó hắn chủ động chớp mắt một cái thật mạnh. Ừ, thời gian lại tua nhanh lần nữa, chỉ vừa nhắm mở mắt một lần thì lại qua 10 tháng nữa. Hắn lại xuất hiện trong bệnh viện lần nữa, đứa con trai đã được 3 tuổi của hắn vẫn đang ngồi trên cổ của hắn, đôi mắt đáng yêu nhìn chằm chằm vào mẹ đang nằm trên giường. Cô vợ mệt mỏi nằm trên giường, mặt ngập tràn vẻ hạnh phúc, Thư Hàng, lần này là con gái đấy, anh có thích con bé không? Tống Thư Hàng, mẹ Tống đứng bên cạnh nở nụ cười hài lòng, con gái, là con gái. Bế cháu gái thôi, ha ha, tốt quá rồi, tôi vừa có thể làm ông nội, vừa có thể làm ông ngoại rồi. Ba Tống vừa xoa tay vừa nói, âu yếm nhìn vào đứa bé đang nằm trong lòng mẹ Tống. Mẹ. Tống Thư Hàng lại chủ động chớp mắt thật mạnh lần nữa. Lần này, thời gian qua càng nhanh hơn, 3 năm đã qua. Con trai 6 tuổi đã lên tiểu học rồi, cô con gái 3 tuổi đáng yêu được vợ hắn mặc cho những bộ váy áo xinh đẹp, chải tóc thành đuôi ngựa dài, mang đôi giày nhỏ xinh xắn, tay bé cầm bóng bay, đứng trong vườn nghịch nước. Vợ hắn dịu dàng đứng bên cạnh, tóc cô đã dài đến eo. Vẫn chưa kết thúc nữa à? Tống Thư Hàng thầm thở dài trong lòng tuy không biết là đang xảy ra chuyện gì, nhưng thế giới trước mắt này rõ ràng có vấn đề. Hắn thầm véo bản thân một cái, nhưng thế giới này lại không phải là mộng. Ba ơi, ba ơi, ba có vui không? Đúng lúc này, cô con gái ba tuổi đáng yêu chạy tới, ôm lấy hai chân tống thư hàng, ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt to đen long lanh. Hửm, tống thư hàng nghi hoặc nhìn về phía con gái. Nếu như ba không vui thì tiểu miêu cười với ba một cái nhé. Cười một cái là ba vui liền, đúng không? Con bé vừa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ. Đây đúng là nụ cười của nữ thần mà. Tống Thư Hàng đột nhiên cảm thấy toàn thân như được chữa trị. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy chỉ cần có con trai và con gái đáng yêu này thì cho dù nơi đây có là một nơi kỳ quái đi nữa, hắn vẫn có động lực để tiếp tục sống ở đây. Có con gái thật là tốt. Tống Thư Hàng khom lưng xuống bế con gái lên đúng lúc hắn đang chuẩn bị chơi đùa với con gái, nhìn ngắm cô con gái đáng yêu nhiều thêm chút nữa thì trước mắt hắn tối sầm lại. Lúc ánh sáng xuất hiện lại thì hắn đã ở trong giáo đường lớn vô cùng quen thuộc. Bên cạnh hắn là ba Tống và mẹ Tống, lúc này họ đã già đi rất nhiều. Ba Tống cảm thán, nhanh thật đấy, chỉ chớp mắt một cái mà nhân nhi cũng kết hôn rồi. Cảm giác như thư hàng ngốc nghếch của chúng ta vừa mới kết hôn hôm qua thôi mẹ tống thổn thức nói năm tháng không tha cho ai cả chỉ trước mắt nhân nhi cũng sắp có con rồi chúng ta sắp được bế chất trai rồi chết tiệt mình vừa định hưởng thụ cuộc sống với con gái đáng yêu mà sao đến con trai mình cũng sắp kết hôn thế này thời gian tua nhanh quá rồi trả con gái đáng yêu lại cho ta còn nữa hình như trong lời của ba tống vừa nãy có chỗ nào đó kỳ lạ thì phải nhân nhi chắc là con trai của mình rồi không phải nó sắp kết hôn sao sao mà có cả con luôn rồi. Không hợp logic chút nào. Không lâu sau, Tống Thư Hàng đã biết được đáp án. Sau khi con trai nhân nhi của Tống Thư Hàng bước lên thảm đỏ, cô dâu mặc váy cưới xinh đẹp cũng đi đến, bụng của cô dâu nhô lên ra là bác sĩ bảo cưới đây mà. Mẹ! chương 313, áo xám thành váy trắng, lại thêm 3.000 sợi phiền não. Dám ôm bụng bầu kết hôn, đợi sau khi hôn lễ kết thúc, để xem mình có tần chết thằng nhóc này không, Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Sau khi thở dài một hơi, hắn và vợ cùng bước vào nhà thờ, chuẩn bị giúp con trai hoàn thành hôn lễ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc hắn mới bước một bước lên, hắn giống như bị xuyên không vậy, di hình hoán vị, di chuyển đến bên cạnh cô dâu. Lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Sao tự nhiên mình lại xuất hiện bên cạnh cô dâu, thay cho vai cha của cô dâu thế này? Tống Thư Hàng nghi hoặc nhìn sang bên cạnh, sau đó liền nhìn thấy con gái Tiểu Miêu phiên bản lớn, con bé đang khoác tay hắn, mỉm cười bước trên thảm đỏ. Cánh cửa của nhà thờ mở ra, bên ngoài có một chàng trai anh tuấn tiến thẳng vào, nhìn về phía con gái Tiểu Miêu với ánh mắt dịu dàng như nước. Ta xxxxx. Chỉ trong nháy mắt, từ con trai ta sắp lấy vợ, bỗng nhiên biến thành con gái ta sắp gả chồng, rồi. Chết tiệt, là con lợn nào dám cướp mất con gái Tiểu Miêu đáng yêu nhà mình đây? Chàng trai kia cậu qua đây cho ta, ta bảo đảm sẽ không đánh chết cậu đâu. Buổi tối ngày hôm ấy, Tống Thư Hàng và vợ CCD của hắn trốn trong chăn, cùng nhau khóc lóc một trận. Nhưng Tống Thư Hàng cũng lấy làm khó hiểu, tại sao mình lại phải trốn trong chăn khóc chứ? Mình dành nhiều tình cảm cho thế giới kỳ quái này đến vậy từ khi nào thế này? Đây rõ ràng chỉ là mấy đoạn ngắn chợt lóe lên rồi biến mất thôi mà. Nhưng nước mắt không nghe theo sự khống chế của hắn mà cứ rơi xuống không ngừng, giống như hắn thật sự đã sớm chiều bên nhau với con trai và con gái suốt hai mươi mấy năm trời vậy. Cảm giác này, thật sự rất vi diệu. Hừ, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm thấy đầu nặng nề, hắn dùng mình một cái. Hắn mở mắt ra, chợt phát hiện lúc này hắn vẫn đang ngồi xổm ở một góc trong chùa, tay cầm kinh thư, trên kinh văn đầy vết nước nhỏ. Đây là nước mắt của hắn sao? Có chuyện gì thế? Tống Thư Hàng lén lau nước mắt thật nhanh, mất mặt quá đi, một thằng đàn ông con trai lại ngồi khóc trộm ở một xó thế này vừa nãy là một mơ sao sao lại có giấc mộng rõ ràng và kỳ lạ đến vậy chứ hơn nữa tại sao mình lại mơ thấy mình kết hôn với cửu đăng cô nương nhỉ thế này không khoa học chút nào bất kể là vũ nhu tử a thập lục hay bạn học lục phi đều thích hợp để trở thành cô dâu trong giấc mơ của mình hơn là cửu đăng cô nương nhiều mà chẳng lẽ là do sợi tơ nhân của núi liền với thông nương đang tác quái à Tống Thư Hàng len lén nhìn về phía chiếc bàn, không biết cửu đăng đã rời khỏi vị trí đó từ lúc nào, chẳng biết đã đi đâu. Cô ấy rời đi lúc mình đang ngủ mơ à. Tống Thư Hàng khép quyển kinh văn lại, đặt mông ngồi xuống đất, dựa vào vách tường nghỉ ngơi. Sao cứ cảm thấy toàn thân đều mỏi như, đau nhức không chịu nổi thế này. Nghỉ ngơi hồi lâu mà vẫn chưa thấy cửu đăng cô nương quay lại, trên mặt Tống Thư Hàng đầy vẻ nghi hoặc. Sau khi suy nghĩ, hắn đi về phía sau tự miếu để tìm cửu đăng cô nương. Trong một gian phòng nhỏ ở phía sau tự, cửu đăng cô nương đang giơ tay lên đầu mình cạo nhẹ. Mái tóc đen nhánh xinh đẹp dài tới đùi rơi là tả xuống đất. Ba ngàn sợi tơ phiền não, bị cắt bỏ một lần nữa. Không lâu sau, cô ấy lại trở về làm đại ni cô cửu đăng với cái đầu bóng loáng như xưa. Cắt bỏ mái tóc dài xong, cô ấy chắp hai tay lại, tất cả đều có quy luật của nó như ảo ảnh trong mộng, như lộ lại như điện. Trong lúc đang niệm, một bàn tay màu đỏ lăng không xuất hiện trước mặt cô. Ở giữa lòng bàn tay màu đỏ ấy có một quả cầu thủy tinh. Trên quả cầu thủy tinh, mơ hồ có dấu tích khi dòng chảy thời gian vận chuyển. Giống như toàn bộ thời gian và không gian đều nằm gọn trong lòng bàn tay màu đỏ sẫm này. Mà trong quả cầu thủy tinh, chiếu lại rất nhiều cảnh tượng chính là những cảnh mà Tống Thư Hàng đã trải qua ở trong mơ. Kết hôn, sinh con đẻ cái, đầu bạc răng long, con trai cưới vợ con gái gả chồng. Chẳng lẽ tất cả những hình ảnh này chỉ là hư ảo thôi sao? Không, đây không phải là hư ảo. Từ mái tóc dài tới đùi của cửu đăng cô nương bây giờ thì có thể thấy được, tất cả những chuyện đã xảy ra không chỉ là hư ảo mà thôi. Còn có cảm giác nhức mỏi kỳ lạ của Tống thư hàng cũng là minh chứng cho điểm này. Vậy, đó đều là thật sao? Hình như cũng không phải là thật ít nhất con trai tống nhân và con gái tống miêu xuất hiện trong mơ đều không thực sự tồn tại những chuyện này rốt cuộc là gì đây rốt cuộc là thật hay là giả có thể khẳng định rằng những chuyện này không giống với thực tại ảo có khả năng xuất hiện bên cạnh tôn giả thất phẩm đây là hai loại tồn tại hoàn toàn khác nhau nhưng hình như cũng có thể gọi những việc này là thực tại ảo thì phải tóm lại đến người tự thân trải nghiệm là cửu đăng đều không thể nói rõ về chuyện này được bởi vì cảnh giới của cô vẫn chưa tới đây. Tâm nguyện năm đó đã đạt được, người đã nhìn thấu rồi chứ?" Một giọng nam trầm vang lên bên tai Cửu Đăng. Cửu Đăng hơi khép hai mắt lại, vẻ mặt điềm tĩnh, tâm nguyện đã hoàn thành, chỉ có điều có một số người, một số việc, một số vật chẳng những không thể nhìn thấu, mà còn cảm thấy càng như ngắm hoa trong sương, càng thêm mờ mịt. Giọng nam trầm đó cười ha ha, một câu trả lời kỳ lạ, Cửu Đăng ngươi có biết thứ ta muốn hỏi ngươi, nhìn thấu, là chỉ gì không? Cửu đăng cười nhẹ đáp, không biết, ta chỉ cần biết ta nhìn thấu thứ gì là được. Sau khi nói xong, tăng y màu xám trên người cửu đăng đột nhiên biến ảo. Tăng y màu xám tản ra, biến thành một chiếc váy trắng tinh khôi. Dày cỏ trên chân cô ấy bùng cháy, bị đốt thành cho tàn. Đôi chân trần của cửu đăng bước đi trong không trung, trên bàn chân ngọc trắng noãn trong suốt có từng đóa kim liên xuất hiện, nâng bàn chân của cô lên không để bàn chân cô ấy tiếp xúc với bùn đất từ đó dưới bàn chân cô không nhiễm bụi trần nữa khí thế trên người cô ấy được kéo lên đến cực hạn chỉ cần cô ấy muốn bất lúc nào cũng có thể lấy kim đan trong cơ thể làm trung tâm hóa thành một mảnh linh hồ chỉ cần độ qua thiên kiếp là có thể thăng lên làm chân quân lục phẩm rồi nhưng cửu đăng không vội vàng tấn cấp cô ấy nhẹ nhàng phất tay một cái mái tóc dài trên mặt đất bùng cháy thoáng cái đã hóa thành cho bụi. Đồng thời, bàn tay màu đỏ trước người cô ấy cũng biến mất tăm. Sau khi làm xong mọi thứ, cửu đăng cô nương mỉm cười xoay người lại. Lúc cô ấy xoay người lại thì Tống Thư Hàng cũng vừa lúc xuất hiện ở cửa căn phòng nhỏ đó. Rốt cuộc cũng tìm thấy cô rồi, cửu đăng cô nương. Ủa, Tống Thư Hàng nhìn cửu đăng trước mặt, ra sức chớp chớp mắt. Trước mặt hắn, là một vị tiên tử mặc chiếc váy trắng tinh đang đứng yên trên không trung, hai chân cô ấy để trần, dưới chân là hai đóa hoa sen màu vàng. Vóc người của cô xinh đẹp tuyệt luân, dưới sự phụ trợ của kim liên và váy trắng, tỏa ra ý vị thánh khiết. Đáng tiếc, vị tiên tử này có quả đầu chọc lốc. Cửu đăng cô nương mặc váy trắng à? Tống Thư Hàng bất giác liên tưởng cô bây giờ với cảnh tượng cửu đăng mặc váy cưới trắng tinh ở trong mơ với nhau. Sao cứ cảm thấy như mình có ảo giác chưa thoát khỏi giấc mộng thế này? Có đẹp không? Cửu đăng nhìn Tống Thư Hàng, nhờ mắt lại cười hỏi. Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên, thật sự rất đẹp, chỉ đổi sang mặc váy trắng thôi mà cảm giác như biến thành một người khác vậy, đẹp đến mức trói mù cả mắt ta đấy. Ha 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 cửu đăng cười lớn, đẹp đến mức trói mù mắt, tả hay lắm, ta thích. Lần này Tống Thư Hàng không im lặng nữa, trong lúc bất giác, hắn đã quen với chứng động kinh của cửu đăng cô nương. Thời gian không còn sớm nữa, người cũng ở lại đảo thiên giới một thời gian rồi. Cửu Đăng cô nương lên tiếng, "Vốn dĩ ta còn muốn để ngươi ở đảo thiên giới thêm một thời gian nữa, để ta làm tròn trách nhiệm của chủ nhà. Nhưng thật không khéo, hiện tại cảnh giới của ta đang dục dịch, đã sắp đột phá rồi, không tiện tiếp tục giữ ngươi lại làm khách nữa." "Không sao đâu Cửu Đăng cô nương, cô đã giúp ta rất nhiều rồi, ta vẫn luôn cảm kích không thôi. Nếu như Cửu Đăng cô nương đã sắp đột phá cảnh giới rồi, thì ta cũng không tiếp tục làm phiền cô nữa." phiền cửu đăng cô nương chỉ điểm phương hướng, ta chuẩn bị một chút rồi sẽ rời khỏi đảo thiên giới ngay hôm nay, tống thư hàng căn bản không dám khách khí nhiều với cửu đăng cô nương. Ngộ nhỡ khách khí nhiều thêm hai câu, rồi cửu đăng cô nương này thật sự tiếp tục giữ hắn lại làm khách thì sao bây giờ? Không vội, cửu đăng cười mỉm, búng tay một cái chóc rồi nói, trước khi tiến người rời đi, đúng lúc ta có một vật có thể, mượn hoa dâng Phật. Lấy thông nương ở trong túi người ra đi, 300 năm trước, Cô ta lấy quyển công pháp, Phật môn sư tử hống, từ trên người ta, nay ta thấy khẩu khiếu của ngươi đã sắp mở rồi, chỉ kém một bước nữa là thành. Quyển công pháp, Phật môn sư tử hống, đúng lúc có thể giúp ngươi một tay. Thông nương, đưa quyển, sư hống công, ra đây, lúc ta dạy cho Tống thư hàng thì cũng có thể thuận tiện chi điểm cho ngươi đôi chút. Tống thư hàng mang thông nương trong túi ra. Thông nương run rẩy, không biết móc từ đâu ra một quyển công pháp. Tống Thư Hàng lặng lẽ nhìn quyển công pháp này. Đây chính là Phật Môn Sư Hống Công, ừm, lại là công pháp của Phật Môn nữa rồi. Cứ cảm thấy số lượng công pháp Phật Môn trên người mình hơi nhiều thì phải. Nhưng vì để mở được khẩu khiếu, liều thôi. Cùng lắm thì đợi sau khi mình đến cảnh giới nhị phẩm xong, xóa bớt chút kỹ năng, học tốt công pháp của nho gia và đạo môn cũng được. Trên biển Đông, một cá voi khổng lồ chậm rãi bơi trên mặt biển. Hướng này là hướng Tây Nam à chắc là Tống Thư Hàng sẽ ở đây rồi. Bạch Tôn giả thu hồi quái tượng trận lại, chỉ về phía tây nam, đi thôi, bơi về phía kia đi. Cá voi lớn phun ra một cột nước cao, nó giống như có linh tính, xoay người bơi về phía tây nam. Đi theo hướng này dù không tìm được hòn đảo thần bí kia đi nữa, thì cũng sẽ tìm được Tống Thư Hàng đi ra từ hòn đảo thần bí kia. Bạch Tôn giả lầm bẩm Tốt nhất là có thể để mình tìm thấy hòn đảo thần bí đó, hắn vô cùng tò mò về nơi đó. Lúc này, trên một hòn đảo biệt lập ở Biển Đông, một cô gái mặc váy trắng, đi tất làm bằng tơ lụa màu đen đang lướt nhẹ trên không trung. cô ấy có thân thủ nhanh nhẹn, bay nhảy trong rừng giống như một chú mèo nhỏ. Sau lưng cô ấy, một người đàn ông với thân hình vạm vỡ như bò mộng không ngừng truy đuổi, sở sở cô nương, hòn đảo này chỉ lớn bằng đó, cô có thể chạy đi đâu chứ? Chỉ bằng đầu hàng ba huynh đệ chúng ta đi, chúng ta đều là người biết thương hoa tiếc ngọc, nhất định sẽ chừa cho cô một con đường sống bên trái của người đàn ông vạm vỡ như bò mộng ấy là một người đàn ông có cánh tay rất dài thân hình giống như một con vượt tốc độ di chuyển trong rừng của hắn còn nhanh hơn cô gái mặc váy đen ở trước mặt kia bên phải hắn là một người đàn ông giống như sói dùng cả chân và tay để phóng nhanh trên mặt đất gương mặt hắn tràn ngập vẻ lãnh khốc hắn trầm giọng nói như nhị người đừng phí lời nữa chia nhau ra dồn cô ta lại đừng để cho ả à ta chạy thoát tuyệt đối không thể cô ta chạy về thế gia họ sở được cầm tiền của người ta thì phải diệt trừ tai hỏa thay người ta. chương 314, Nam Thiên Môn bị hư hại. Cô gái mặc áo đen cắn chặt răng, chạy như điên. Tên đàn ông vạm vỡ như bò mộng bị thiếu não kia tuy hòn đảo này không lớn nhưng biển cả bao bọc bên ngoài nó thì mênh mông vô tận. Cô cũng cũng không phải là một u linh bị hạn chế phạm vi hoạt động, bị bắt buộc phải ở lại trên hòn đảo này đâu cơ chứ. Chỉ cần thoát khỏi hòn đảo này nhảy vào trong biển, đến lúc đó cô ấy như cá gặp nước dựa vào khả năng bơi lội của cô không lo không thoát thân được trong lúc chạy như điên về phía biển cô gái váy đen tự xé rách quần áo của bản thân không để quần áo trở thành chướng ngại khi hoạt động dưới nước vượn tứ mau ngăn cô ta lại gã nhất lang dùng cả tay lẫn chân để chạy như sói kia hét to lên gã đàn ông có cánh tay dài như vượn liều mạng tăng tốc nhanh chóng thu ngắn khoảng cách giữa hắn và cô gái váy đen sờ sờ Thế nhưng động tác của vượn tứ vẫn chậm vài bước. Cô gái váy đen sở sở đã đến gần bờ biển, cô tung người nhảy lên, giống như một nàng tiên cá linh hoạt, nhanh chóng lặn xuống biển rồi mất hút. Hiển nhiên, khả năng bơi lội của cô ấy rất tốt. Tuy rằng như nhị, vượn tứ và gã đàn ông giống như sói kia cũng biết bơi lội nhưng hoàn toàn không thể so bì được với cô gái váy đen. Để cô ta trốn xuống nước rồi, thật là đáng tiếc, rõ ràng có cơ hội để hưởng thụ cô nàng này, như nhị đứng trên bờ, ngoáy ngoáy lỗ mũi. Gã giống như sói lườm tên kia một cái, hắn quả thật bó tay với kẻ thiếu não như Nghiêu nhị. Tiếp theo, hắn giơ tay nhấn lên máy bộ đàm gắn bên tai, xa cửu, kinh bát, con ả à đó trốn vào trong nước rồi, các người đưa người đi bắt cô ta về đi. Sau khi nói xong hắn lại gõ gõ vào máy bộ đàm, chuyển sang kênh liên lạc khác, hồ thập, mọi thứ chuẩn bị xong rồi. Người có thể bắt đầu hành động bọn ta sẽ cố hết sức dồn con ả đó vào đường cùng, tạo cơ hội cho ngươi. Nhớ kỹ, cơ hội của ngươi chỉ có một lần mà thôi, phải tranh thủ thời cơ lừa lấy quyển, kiếm quyết, trên người con ả đó về đây. Quyền kiếm quyết của thế gia họ sở có được khiến cho bọn họ thèm thuồng. Cái tên ở hư kiếm phái đó tưởng rằng bản thân phong tỏa tin tức kỹ lắm rồi nhưng trên thực tế đã có mấy nhà biết được tin thế gia họ sở đang giữ quyền kiếm quyết kia rồi nhưng phần lớn những người biết được tin tức đều là các thế gia hoặc môn phái lớn mạnh, căn bản họ không quan tâm đến một bộ kiếm quyết còn con như thế. Hư kiếm phái chính là cái môn phái nhỏ đang làm khó thế gia họ sở. Thiên giới đảo, bên ngoài tự của cửu đăng, ở gần biển hoa bị trà đạp một khoảng kia. Hống, một tiếng thét dài vang lên giống như tiếng giống của sư tử, đinh tai nhức óc, khiến cho người ta bất giác nôn nao lo lắng, chấn nhiếp lòng người. Đây chính là Phật môn sư Hống Công. Dưới sự hướng dẫn của Cửu Đăng, Tống thư hàng đã bắt đầu tu luyện công pháp này. Bây giờ, một tiếng giống của hắn đã có mấy phần phong phạm của sư vương rồi. Cửu Đăng ngồi xếp bằng trên không trung, hai đóa kim liên nâng đỡ cơ thể của cô ấy, rất tốt. Chỉ dạy ngươi vài lần mà ngươi đã nắm vững nội dung chính của sư hống công rồi. Tiếp theo, thứ ngươi cần là khắc khổ luyện tập, ngoài ra, nếu như trong lúc ngươi đột phá khẩu khiếu, có thể thức tỉnh thiên phú khẩu khiếu kết hợp với sư hống công thì sẽ có hiệu quả vượt trội. Sau khi nói xong, cô ấy lại nhìn sang thông nương mọc trên ngộ đạo thạch bên cạnh tống thư hàng, người cũng đến thử đi. Dưới mầm hành của thông nương mọc ra một cái miệng nhỏ. Sau đó, cô ấy cũng hét to lên một tiếng, meo. Tống thư hàng, cửu đăng. người đang bán manh đấy hả? Thứ ta dạy cho ngươi sư hống công, ngươi dùng sức gầm thật to như sư tử cho ta cửu đăng cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi dùng sức hết thật to lên cho ta. Thông nương ở trên ngộ đạo thạch đung đưa theo gió, tựa như đang tích sức. Sau chốc lát, cái miệng nhỏ của thông nương há ra, meo 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 meo. Sợi gân xanh tức giận trên trán của cửu đăng cô nương lại nổi lên. Nghiêm túc một chút cho ta, ta dạy ngươi, sư hống công, chứ không phải, miêu hống công. Nếu ngươi còn kêu kiểu mèo nữa, thì ta sẽ cắt mầm hành mới mọc của ngươi ra, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, học theo thư hàng kia kia, dùng hết sức giống lại một lần nữa cho ta. Cửu đang nở nụ cười đáng sợ, mở miệng uy hiếp, cơ thể thông nương run rẩy mãnh liệt. Sau đó lá hành của cô lắc mạnh hơn nữa, lần này giống như cô đã tích đủ lực lượng, meo meo tương đương ao tương đương, hét đến cuối cùng, thông nương sắp khóc đến nơi rồi. Sợi gân xanh tức giận trên trán Cửu Đăng nổi lên tận ba đường. Thấy vậy, Tống thư hàng vội vàng cầu xin giúp cho Thông Nương, khụ khụ, Cửu Đăng cô nương đừng tức giận. Cô nhìn bộ dạng kia của Thông Nương đi, chắc chắn không phải là cố ý, có lẽ do bộ công pháp này không thích hợp với Thông Nương chăng? Lại nói hiện tại cơ thể của cô ấy bé nhỏ như thế, nói không chừng đợi ngày nào đó cô ấy khôi phục lại hình người thì có thể học được sư hống công cũng nên. Cửu Đăng bóp bóp nghi tâm, thôi vậy sư hống công của thông nương sau này sẽ do ngươi dạy. Ta mặc kệ đấy. Tống thư hàng ngượng ngùng cười gượng, cất cả ngộ đạo thạch lẫn thông nương. Thông nương lập tức cảm động đến mức lệ nóng doanh tròng Cửu đăng vung tay, nói, được rồi, ta đã dạy xong những điểm chính của sư hống công rồi đấy. Sau khi rời khỏi đảo thì ngươi tự học cho tốt vào, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc mở được khẩu khiếu của ngươi. Nói xong thì cô đứng dậy, Kim Liên nâng cô bay tới trước mặt Tống Thư Hàng. Cô giơ tay, vươn về phía Tống Thư Hàng, đi theo ta, ta đưa ngươi rời khỏi đảo. Trong lòng Tống Thư Hàng chợt động, rốt cuộc cũng có thể rời khỏi thiên giới đảo rồi. Chấm. Trên không trung của thiên giới đảo, chẳng biết từ khi nào lại xuất hiện một vầng trăng đỏ khổng lồ. Cửu đang nắm tay của Tống Thư Hàng, chân dẫm trên kim liên, từng bước lên cao. Mỗi một bước cô bước ra, thì đóa kim liên dưới chân sẽ biến mất, rồi lại có một đóa kim liên mới được sinh ra đỡ lấy bước tiếp theo của cô. Hoa nở hoa tàn, bộ bộ kim liên. Ngô thật đấy, Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Đáng tiếc đây lại là công pháp Phật môn, sẽ biến thành đầu chọc mất. Bằng không, đổi lại thành một nam tử đẹp trai mặc đồ nho sinh, chân đạp hư không, mỗi bước một kim liên thì sẽ tiêu sái cỡ nào đây? Cửu đăng cô nương, tiếp theo chúng ta phải đi tới nơi thần bí nhất ở trong thiên giới đảo sao? Tống Thư Hàng hỏi thử. Tiếp theo chính là trải qua quá trình tự phong ấn ký ức đúng không? Nhưng hắn khá tò mò, tại sao các tiền bối trong nhóm đều cam tâm tình nguyện tự phong ấn ký ức rồi rời khỏi thiên giới đảo chứ? Ở trên thiên giới đảo này ẩn chứa bí mật lớn tới cỡ nào đây? Lại khiến cho các tiền bối đồng ý tự phong ký ức, không tiết lộ bí mật của nó. Nơi tiếp theo chúng ta sắp tới là thiên giới thật sự. Cửu Đăng cô nương mỉm cười đáp, "Thiên giới, thật sự vậy đó cũng là nơi nào đó trên trời sao, Tống Thư Hàng thầm nghĩ. Theo ngày càng lên cao, Tống Thư Hàng tình cờ nhìn thấy vài đốm đen ở bên bìa rừng đây đúng là nhóm người của vị giáo sư đã tách ra với bọn họ lúc mới tới đây. Cửu đăng cô nương, cái kia, nếu như có thể thì có thể nhờ cô trông non mấy người kia một chút được không? Dù sao thì trên thiên giới đảo này có vô vàn hiểm nguy, bọn họ lại là người phàm, ở trên đảo dễ gặp phải nguy hiểm lắm. Tống Thư Hàng lên tiếng cầu xin. Chuyện hắn có thể làm bây giờ cũng chỉ có thể nhờ Cửu Đăng trông nom mấy hành khách này đôi chút. Còn chuyện Cửu Đăng có muốn giúp hay không thì hắn không cưỡng cầu được. Yên tâm đi, ở Thiên giới đảo những người phàm này sẽ không gặp phải chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng đâu. Thiên giới đảo cũng sẽ không ép những người thường này rời khỏi, chỉ có thể chờ tới khi bọn họ tìm tới tòa thành cổ kia, nếu muốn rời khỏi thì tự khắc có người hướng dẫn bọn họ tới tinh không chi ra để hoàn thành giao dịch, rời khỏi Thiên giới đảo này, Cửu Đăng cô nương đáp: sau khi nhận được câu trả lời của cô, Tống Thư Hàng cũng thấy an tâm hơn. Thân hình của hai người bọn họ tiếp tục bay lên cao. Cuối cùng, bay thẳng tới trước vầng trăng đỏ khổng lồ kia. Tới lúc này, Tống Thư Hàng mới phát hiện đó chẳng phải vầng trăng màu đỏ gì, mà là một cái cửa động màu đỏ của một thông đạo thật dài. Bên trong thông đạo phát ra ánh sáng màu đỏ, nhìn từ dưới lên thì sẽ nhận lầm đây là một vầng trăng màu đỏ. Vào trong đi, Cửu Đăng cô nương dẫn đường bước vào bên trong thông đạo này. Tống Thư Hàng bị cô ấy kéo tay đi vào bên trong thông đạo. Lại nói mình và cửu đăng cô nương nắm tay nãy giờ rồi, liệu cô ấy có mang thai không nhỉ? À bậy rồi bậy rồi. Chấm. Sau khi bước vào thông đạo màu đỏ xong, hai người lại đi thêm chừng hơn 100 mét, Tống Thư Hàng cảm giác trước mắt sáng bừng lên. Thứ xuất hiện trước mặt hắn là một tiên cảnh có khí lành quanh quẩn, có vô số kim quang lấp lánh, ngập tràn điềm lành trên tầng mây dày đặc là một cánh cửa vô cùng khổng lồ. Cánh cửa vô cùng nặng nề, tựa như được tạo thành từ lưu ly, sáng lấp lánh giống như được bảo ngọc điểm tô. Trên cửa có một tấm biển, bên trên ghi ba chữ Nam Thiên Môn, phát ra ánh sáng trói lọi. Chỉ là ba chữ này giống như là bút tích của hai người. Chữ Nam và một nửa chữ Thiên là do một loại bút tích viết ra. Một nửa chữ Thiên còn lại và chữ Môn thì lại là một loại bút tích khác giống như ba chữ này từng bị người ta chém ra thành hai nửa, sau đó lại có người viết thêm vào. Không chỉ riêng ba chữ kia, ngay cả cánh cửa khổng lồ, hoa lệ kia cũng có rất nhiều dấu tích từng được tu bổ. Lúc đầu bởi vì ánh sáng quá trói lọi, nên dễ dàng bỏ qua chi tiết này. Nhưng sau khi nhìn kỹ thì có thể thấy trên Nam Thiên Môn này có rất nhiều vết hư hại. Nam Thiên Môn, chính là Nam Thiên Môn của thiên đình trong thần thoại sao. Tống Thư Hàng quay đầu lại nhìn cửu đăng cô nương. Nam Thiên Môn cũng chẳng có gì, trên Hoa Hạ có rất nhiều Nam Thiên Môn. Nhưng Nam Thiên Môn ở trước mắt này khiến cho người ta không thể không nhớ tới Nam Thiên Môn của Thiên Đình trong truyền thuyết kia. Lại thêm nơi này có tên là Thiên Giới Đảo, chẳng lẽ Thiên Giới Đảo này chính là Thiên Đình thống lĩnh trong ngoài Tam Giới trong thiên địa, đứng đầu vạn linh mười phương trong truyền thuyết à? Đúng là Nam Thiên Môn đó, nhưng cũng không phải của cái Thiên Đình trong thần thoại mà ngươi biết đâu cửu đăng cô nương nhìn nam thiên môn phát ra hào quang vạn trượng ở trước mặt, thở dài một tiếng. Suốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Tống thư hàng nhìn qua nam thiên môn hư hại nghiêm trọng đã được sửa chữa rất nhiều lần kia, tò mò hỏi. Mỗi vị tu sĩ tới đây đều hỏi vấn đề này cả. Cửu đăng cô nương nói. Đừng nói là tu sĩ, chỉ cần là người hoa hạ, biết về truyền thuyết thì đều sẽ hỏi vấn đề này cả. Tống thư hàng nghĩ thầm trong lòng. Chương 315, chủ đề đột nhiên trở nên nặng nề. Thiên đình bị nổ tung. Cho dù Cửu Đăng cô nương có giải thích rõ là thiên đình này không phải thiên đình trong truyền thuyết mà Tống thư Hằng biết, mấy chữ thiên đình nổ tung nãy vẫn tạo thành cú sốc khá lớn với Tống thư Hàng. Sao nó lại nổ tung? Hắn tò mò hỏi lại, đã có thể gọi là thiên đình rồi, thì dù nó không khoa trương như cái Cửu Trọng Thiên trong thần thoại đi nữa, thì ít nhất cũng phải là một địa bàn rất khổng lồ mới đúng chứ? Cú nổ lớn cỡ nào mới có thể khiến Thiên Đình nổ tung được? Cửu Đăng Đáp có rất nhiều cách kể, cái đầu tiên là khi Thiên Đế Cường Đại năm đó đã sáng tạo ra Thiên Đình đang nghiên cứu một loại đạo pháp nào đó vô cùng đáng sợ, sau đó đạo pháp xảy ra vấn đề gì đó, khiến toàn bộ Thiên Đình phát nổ, nghe nói ngay cả bản thân Thiên Đế cũng bị nổ thành cho bụi. Nhưng thật ra những cường giả trong giới tu sĩ đều biết, đã mạnh tới trình độ như Thiên Đế rồi thì nhất định không thể bị biến thành cho bụi trong một vụ nổ được. Nhưng đã biết bao năm trôi qua, Thiên đế lại bật vô âm tín, khiến người ta cảm thấy có vấn đề. Tống thư hàng, loại đạo thuật sơ sẩy một cái đã làm cho toàn bộ Thiên đình nổ tung như thế mà Thiên đế không chịu tìm chỗ nào đó an toàn hơn để nghiên cứu là sao? Đây khác nào nghiên cứu bom nguyên tử trong sân nhà mình đâu, đây là thích tìm đường chết tới cỡ nào cơ chứ? Giả thuyết thứ hai chính là Thiên đình bị mấy thế lực đáng sợ nào đó bao vây, trong đó bao gồm cả mấy thế lực đáng sợ như Cửu U, thú giới quỷ vực. Trong lúc các bên hỗn chiến, khiến Thiên Đình bị phát nổ. Cửu đăng cô nương giơ hai ngón tay lên giải thích. Tống thư hàng im lặng gật đầu, cái giả thuyết thứ hai này nghe mới hợp lẽ thường đây. Trong đầu hắn không khỏi bổ não ra cảnh tượng hoành tráng khi yêu, ma, quỷ, quái, thú bao vây Thiên Đình, cuối cùng Thiên Đình vẫn lạc vô cùng bi tráng, đây đúng là tràng diện lớn tầm cỡ sử thi. Loại giả thuyết thứ ba chính là Thiên Đình bị một thiên đạo mới nào đó ám toán trong vòng một đêm đã phát nổ tất cả phồn hoa trước kia đều biến thành hư vô cửu đăng giơ ba ngón tay lên sau khi nói xong cô lại nheo mắt hỏi ngược lại vậy người thấy trong ba giả thuyết đó cái nào có khả năng là thật nhất tống thư hàng thành thật lắc đầu cửu đăng cô nương ta chỉ là một người dân bình thường chỉ vừa mới tiếp xúc với tu chân có mấy tháng gần đây thôi ngay cả bộ dạng cụ thể của thiên bình trông như thế nào ta cũng không biết nên ta căn bản không thể nào trả lời vấn đề này được thật là, người không thể đoán thử một cái à, cửu đăng cô nương nói, buông cánh tay của tống thư hàng ra. Lúc này, thư hàng phát hiện mây mù dưới chân giống như thực chất, hắn có thể an tâm đứng ở bên trên. Hắn tò mò đạp đạp mấy cái ở trên tầng mây, sau đó lại thuận miệng đáp, đoán bừa thì có được gì đâu chứ, tính ra, so với ba khả năng đó. Ta lại càng quan tâm tới cái thiên đạo mới mà cô vừa mới nói kia là gì hơn. Thiên đạo mà cũng có mới và cũ sao một từ thiên đạo đại biểu cho mấy hàm ý chân lý bản nguyên bản thể quy luật nguyên lý cảnh giới trung cực là quy tắc của vạn vật có quan hệ mật thiết không thể tách rời với tu chân nhưng thứ như thiên đạo mà cũng phân ra mới với cũ nữa hay sao nếu như thiên đạo thay đổi thường xuyên như thế thì tu chân giả còn tu luyện kiểu gì nữa hôm nay là ăn dưa hấu có thể trường sinh ngày mai lại đổi thành ăn bí đỏ mới có thể trường sinh ngày mốt lại biến thành ăn bí đao mới có thể trường sinh, thế chẳng phải tu chân giả sẽ bị vờn mệt chết luôn à. Thiên đạo xưa nay không đổi, nhưng kẻ chấp trưởng ý chí của thiên đạo thì xưa nay đã thay đổi qua mấy lần rồi. Cửu đang nhìn về phía trước, thản nhiên nói, mục tiêu của tu sĩ chúng ta là trường sinh, tu được bản ngã chân chính cuối cùng, chân áp chư thiên vạn giới, nhận lấy thiên mệnh, trở thành thứ duy nhất trong vạn giới, chấp trưởng ý chí của thiên đạo. Sau này, siêu việt trường sinh bất tử tạo thành bất hủ, bất tử bất diệt thật sự, gần như có thể nói là đã biến thành thiên đạo. Tống thư hàng nghi hoặc hỏi lại, nếu như đã chính thức bất hủ, bất tử bất diệt, vậy tại sao kẻ chấp trưởng ý chí của thiên đạo thay đổi qua mấy lần? Cửu đăng cô nương nhún vai nói, ai mà biết chứ? Ta cũng không hiểu, ta chỉ giống như một người truyền lời, kể lại cho ngươi nghe những gì mà trước ta nghe được từ chỗ của tiền bối thôi. Ngươi hiểu được bao nhiêu thì phải xem đầu óc ngươi linh hoạt được bao nhiêu. Tống Thư Hàng gật đầu, lại hỏi thêm một vấn đề, vậy tại sao thiên đạo mới lại phải đối phó với thiên đình? Cửu đăng cô nương đột nhiên cười lớn, người trẻ tuổi, người hỏi câu này hay lắm. Đây mới đúng là hình thức, hỏi vấn đề theo chủ đề có sẵn, đây. Mấy câu hỏi của ngươi khi nãy lệch đề quá, không phối hợp với miêu tả của ta chút nào. Mấy vấn đề ngươi hỏi cứ khiến cho ta cảm giác như nghẹn lời vậy, không nói được cái gì hết. Tống Thư Hàng Khổ, Tại sao Thiên Đạo mới lại đi đối phó với Thiên Đình ấy à? Đấy là bởi vì Thiên Đình chính là thế lực cường đại nhất trong số tu sĩ chúng ta khi đó. Mà nếu như muốn đối phó với tu sĩ thì đương nhiên phải đánh bại Thiên Đình trước tiên rồi. Cửu Đăng cô nương cảm thán. Đả kích tu sĩ và đả kích Thiên Đình á? À? Tại sao chứ? Tống thư hàng nhíu mày nghi hoặc, sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới một khả năng, chẳng lẽ Thiên Đình mới không phải là tu sĩ? Thế giới này có tu sĩ tồn tại? nhưng cũng có những thứ như yêu, ma, quỷ quái tồn tại. Nếu như thiên đạo mới chấp trưởng ý chí của thiên đạo, trở thành vạn giới duy nhất, nắm giữ thiên mệnh kia không phải là tu sĩ, thậm chí có thủ oán với tu sĩ thì việc đả kích tu sĩ này cũng là chuyện dễ hiểu. Đầu óc người cũng nhanh nhạy lắm, cửu đăng cô nương cười khổ, người đoán ra đáp án nhanh như thế, khiến cho hứng thú của người phụ trách giảng giải như ta giảm xuống tới mấy phần rồi. Xin lỗi, Tống Thư Hàng quất đoán xin lỗi người đoán đúng lắm thiên đạo mới kia không phải là tu sĩ thậm chí tới nay chúng ta vẫn không biết rõ về thiên đạo mới không biết hắn thuộc về chủng tộc trận doanh nào cả chỉ trong một đêm thiên đạo vốn ở phía tu sĩ chúng ta đột nhiên rớt đài thay người đổi thành thiên đạo mới lại nói đó đã là chuyện từ rất lâu về trước rồi nhưng khi các lão tiền bối còn sống sót trong giới tu sĩ nhắc tới đoạn lịch sử này đều lộ ra vẻ thổn thức kinh sợ cửu đăng cô nương buồn bực nói tống thư hàng xoa xoa thái dương sao chủ đề tự nhiên lại biến thành nặng nề thế này rồi cảm giác như công nhân viên đang cắm đầu tăng ca làm việc muốn được ông chủ khen ngợi thăng chức tăng lương gì đó mà bản thân ông chủ cũng ngợi khen công nhân viên nhưng ngay khi tương lai sắp bừng sáng thì tự nhiên bị đổi ông chủ khác lại còn đổi thành một người có thù với nhóm công nhân viên đó nữa chứ hơn nữa hắn chỉ là một tiểu tu sĩ nhất phẩm nhỏ nhoi thôi sau khi biết được sự thực đáng sợ nhường ấy sẽ tạo thành đả kích lớn với tâm lý của hắn đó. Chấm. Cửu đăng cô nương vừa kể chuyện cũ của tu chân giới, vừa đưa Tống Thư Hàng đi vào NNT. Sau khi bước vào, Tống Thư Hàng đưa mắt nhìn qua thì thấy một mảnh biển mây, trên biển mây thấp thoáng rất nhiều cung điện chìm nổi. Nhưng có rất nhiều chỗ chỉ có cái nền, chứ không có cung điện. Nơi này chính là thiên giới, đại tiền bối ở trong tòa cung điện bằng đồng xanh nằm ở sâu nhất tại nơi này, cửu đăng cô nương chỉ vào một tòa cung điện bằng đồng xanh nằm tận sâu bên trong biển mây. Thiên giới, thiên đình, cửu đăng cô nương, chẳng lẽ các người muốn dựng lại thiên đình? Tống Thư Hàng hỏi, ngữ khí của hắn rất chắc chắn, phàm là những ai nhìn thấy chàng diện trước mắt thì đều có thể đoán ra cửu đăng và thế lực tiền bối ở sau lưng cô ta đang muốn dựng lại thiên đình. Đúng vậy, chúng ta đang dựng lại thiên đình, cửu đăng cũng không kiêng rè gì, đây vốn là những tin tức mà cô định cho Tống Thư Hàng biết. Đợi sau khi rời khỏi Thiên Giới Đảo, những ký ức này của Tống Thư Hàng tạm thời đều sẽ bị phong ấn lại. Chờ tới ngày nào đó trong tương lai, trong lòng Tống Thư Hàng hạ một quyết định nào đó, cái phong ấn này sẽ tự động mở ra, hắn có thể quay lại Thiên Giới Đảo này một lần nữa. Tới lúc đó, Tống Thư Hàng sẽ có cơ hội trở thành một phần của Thiên Giới Đảo. Hóa ra là vậy, bởi vì không thể để cho Thiên Đạo mới ở bên ngoài biết chuyện các ngươi đang gầy dựng lại Thiên Đình cho nên, phàm là các tu sĩ đi ra khỏi đây đều chọn tự mình phong ấn ký ức đúng không? Tống Thư Hàng đoán thử. Không chỉ đơn giản như thế dâu, cửu đăng cô nương cười nói. Bằng vào điều này thôi thì không đủ khiến cho các tu sĩ rời khỏi đây cam tâm tình nguyện phong ấn trí nhớ của mình. Dù sao thì chuyện phong ấn ký ức rất dễ dàng khiến tâm linh khiếm khuyết, nếu như tâm linh không vẹn, tương lai khi tu sĩ tấn cấp thì độ khó khăn sẽ tăng lên rất nhiều chuyện gây dựng lại thiên đình liên quan tới tu sĩ của tất cả tu sĩ. Nếu như người muốn biết thì cứ đi hỏi đại tiền bối đi. Cửu đăng cô nương nói, đưa Tống Thư Hàng đi tới chỗ cung điện kia. Trong nháy mắt, Tống Thư Hàng có cảm giác như vừa đi xuyên qua một tầng bình chướng không thể sờ được, tiến vào một thế giới khác. Thực tại ảo, Tống Thư Hàng bật thốt. Loại cảm giác này không sai đi đâu được. Hắn đã từng mình cảm giác qua khi bước vào thực tại ảo của bạch tôn giả, Đúng là thực tại ảo, xem ra ngươi đã từng tiếp xúc với tu sĩ cấp bậc tôn giả rồi." Cửu Đăng mỉm cười, ngoài ra, thực tại ảo cũng là một bí mật lớn nhất của năm đó. Trong lúc nói chuyện, Cửu Đăng dẫn Tống Thư Hàng tiếp tục đi tới phía trước, nhanh chóng đi tới trước cửa của tòa cung điện đồng xanh kia. Tống Thư Hàng hít sâu một hơi. Hắn thầm hạ quyết định sau khi bước vào cổ điện này thì mình không được nói nhiều, cũng không được hỏi lung tung, không được tò mò sau khi phong ấn ký ức xong thì phải lập tức sách mông rời khỏi thiên giới đảo ngay. Vì hắn cứ cảm giác nếu như tò mò nhiều quá thì sẽ xảy ra chuyện gì đó. Chấm. Một bên khác. Bên trong khu rừng ở thiên giới đảo. Ông giáo sư già đang cúi người, cẩn thận ngắt một cái lá cây xuống, sau đó cẩn thận nhét vào trong ngực áo, trên mặt đầy vẻ thỏa mãn. Đúng lúc này, đột nhiên có một con quái vật khổng lồ trông như một con run chui ra từ trong lòng đất, há miệng nuốt chửng lấy ông giáo sư, cắn chặt lấy ông ta. Máu tươi bắn ra ảo ảo, ông giáo sư già kêu la thảm thiết. Mấy hành khách đứng sau lưng ông bị dọa hết hồn, gào lên khóc lóc. Ngay lúc lão giáo sư sắp đi đời nhà ma thì trên người ông đột nhiên lóe lên ánh sáng tựa như ngọn lửa, một lát sau, thân thể của ông hóa thành đốm sáng rồi tan biến. Cách thứ ba để rời khỏi thiên giới đảo này sau khi chết đi thì sẽ được đưa về nhà miễn phí. Hơn nữa, trong lúc quay về còn tặng kèm một thuật chữa trị có hiệu quả cao nữa, khiến người đó từ đầu tới đuôi, từ trong ra ngoài đều phát ra sắc thái sinh mệnh hoàn toàn mới. Đương nhiên, cái thuật trị liệu này cũng phải thu chút phí tổn rồi, dù sao thì thiên giới đảo là nơi chú trọng trao đổi công bằng tuyệt đối mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 315.